vào môn tranh đấu 1, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 1271, đại kết cục 11. Mưa tiếp tục tí tách rơi xuống đất, càng rơi càng nhanh, dường như tiếng trống vang lên bên ngoài cửa sổ. Sảnh phòng yến hội rộng lớn, cách một con đường hướng về phía cửa lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng Hoắc Minh dẫn quản lý cùng nhân viên phục vụ bận rộn dọn dẹp mà nhanh chóng bày lên, và ngọc cả sảnh đường, hoa quả nổi tiếng, nổi tiếng nhất chính là dùng cát bát và đậu vàng. Đó chính là bài thuốc gia truyền của một đầu bếp hoàng gia, mọi người nhao nhao bộc lộ sự trá dị nhìn về phía, cát bát, giữa bàn tiệc, lại nhẹ nhàng toát ra ánh sáng như vàng. Ủy viên trương cùng thủ tướng vẫn như cũ duy trì tư thế long đằng hổ khiếu, ngồi ở vị trí đầu não trong bữa tiệc. Mà vị trí bên cạnh ủy viên trương, không xa đó là đường trí long, bên trái an vị chính là tô linh cùng tô thụy kỳ, cả một đám người, nhà mẹ đẻ. Audio điện tử võ tấn bền. Hoác Minh nhanh chóng sai người đưa chiếc ghế dài làm từ gỗ cây tử đàn hương khảm ngọc từ Hải Nam đến, cẩn thận từng ly từng tí đặt bên trái bàn chủ tiệc. Trần Mạn Hồng tự mình cẩn thận trải tấm đệm, trang non, hình hoa mẫu đơn lên trên. Mà hai đôi vợ chồng tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ nghiêm túc ngồi tại vị trí, phía sau trang ngải lâm cùng tuyết nhi hai người trầm mặc ngồi. Quản lý phòng ăn, Thúy Trúc Hiên, nhanh chóng dẫn 12 danh nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí bê trà, Thúy Trúc Hiên, Bạch Phương Tố, vâng theo phong cách đơn giản của ủy viên trương bê tới trước mặt mọi người, lại nhẹ nhàng mở nắp ra, lập tức một mùi hương nồng đậm của mùa thu, của lá trà lan tỏa ra không khí, vô cùng hợp với tình hình, làm cho mọi người đều thoải mái. Nhưng vào lúc này, đường khả hình thay chiếc váy ngắn màu trắng sanen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen cung đình, mái tóc được búi lên tinh xảo, chân chính giống như một tiểu thư khuê các, được tịnh kỳ cùng quản gia hai nhà tưởng trang cẩn thận đỡ đến ngồi bên cạnh Ủy viên Trương. Vẻ mặt cô khẩn trương mà ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang phía đối diện cửa lớn phòng yến hội. Hoắc Minh chỉ đạo, trong nháy mắt dẫn hai vị quản lý đi đi về hướng cánh cửa lớn, từ từ nghiêm túc đẩy ra, cuối cùng, phanh, một tiếng vô cùng quan trọng. Tiểu Hinh Hinh, bên ngoài phòng yến hội, toàn bộ thân thể nó bị trói tay buộc chân, buộc miệng lại cảm giác bên trong nhất định có chuyện phát sinh lại không mang theo nó đi chơi nó thật sự lo lắng cúi xuống lại lợi dụng một khóe miệng hơi lộ ra không ngừng mổ vào mảnh vải đang trói chặt chính mình nó cũng muốn đi và chơi thế nhưng cổng hoa bên ngoài thúy trúc hiên tổng giám đốc cùng cùng tịnh kỳ phương di cùng nhau đứng giữ theo ủy viên trương dặn dò một con ruồi cũng không được đi vào càng không nói đến một con chim lúc này gió tây mang theo nước mưa róc rách mà đến thời gian đã là 8 giờ tối. Tưởng thiên lỗi theo lễ tiết thường ngày chủ trì sự vụ trước yến hội xong, anh cấp tốc trở lại phòng nghỉ đơn giản rửa mặt trải đầu, đổi một bộ trang phục màu xám bạc, bên trong mặc áo sơ mi màu đen, phong độ nhẹ nhàng, hiên ngang cất bước đi về phía trước, kỳ thật đừng nhìn anh đẹp trai hiên ngang đi như vậy, quả thật anh đang rất đói, bởi vì từ sau khi trang hạo nhiên tiến mục giam, anh cần bận tâm đến rất nhiều chuyện, đối mặt với bất luận mỹ thực gì cũng khó khăn để nuốt xuống đông anh cầm ô cũng theo tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi về phía trước sau đó khi bọn họ đi bộ trong nước mưa róc rách đi lên du long lại phát hiện bầu không khí này có chút vắng vẻ có chút quỷ dị cứ nói việc hai bên trái phải vẫn như cũ có bao nhiêu nhân viên phục vụ cùng khách khứa vẻ mặt anh bộc lộ chút quái dị nhìn mọi người đứng hai bên trái phải trầm mặc suy nghĩ một hồi mới tiếp tục đi về phía trước sau đó anh đột nhiên dừng lại chừng lớn đôi mắt nhìn về phía cổng hoa phía trước bên ngoài cửa phòng yến hội rõ ràng cảm giác được bên trong có người, thậm chí tịnh kỳ cùng Phương Di còn ở ngoài cửa chấn thủ. Bao gồm tiểu hình hình của thủ tướng hướng tới chỗ này dẫy dựa, hai mắt anh nhanh chóng lưu chuyển, mang theo vài phần nghi hoặc dẫn đông anh nhanh chóng đi về phía trước, cho đến khi đi tới trước cổng hoa và cây cảnh trước cửa yến hội, nhìn về phía tịnh kỳ Phương Di, dùng ánh mắt dò hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tịnh kỳ nhìn thấy tưởng thiên lỗi tới, cô tức khắc bộc lộ mấy phần kinh ngạc cùng nụ cười tỏ ý xin lỗi, nói ô kìa, đã quên mất tổng giám đốc tưởng ngài còn ở bên ngoài. Tưởng thiên lỗi hít mắt lại, nghi ngờ nhìn về phía tịnh kỳ. Tịnh kỳ tức khắc lộ vẻ xin lỗi nhìn về phía tưởng thiên lỗi, mỉm cười nói tổng giám đốc tưởng, chuyện là như vậy, vừa rồi uy viên trương cùng thủ tướng và mọi người lúc sung cơm, nhắc đến hôn sự của đường tiểu thư. Phải biết, đường tiểu thư không chỉ là con gái của chủ tịch đường, còn là con gái nuôi của ủy viên trương, mọi người đều cho rằng mộ thiên kim tiểu thư như vậy, muốn tổ chức hôn sự là chuyện không dễ dàng. Sau đó Tô Tiểu Thư liền đưa ra đề nghị, do uy viên Trương làm người chứng kiến, đem cánh cửa này đóng lại để xem Tổng Giám Đốc Trang rốt cuộc có hay không trí tuệ và bản lĩnh hơn người, đi qua được cánh cửa này. Nếu như anh có thể đi qua, hôn sự này tất nhiên sẽ tổ chức kia. Nếu như anh không vào được, liền nói đến biện pháp khác. Cho nên, cánh cửa này, chúng ta phải ngăn chặn lại. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi quái dị, nghe tịnh kỳ nói, một lúc lâu sau anh mới nhịn không được mang theo chút kích động nhìn cô nói: ách, đối với đề nghị mà tô tiểu thư đưa ra, tôi phi thường tán đồng, hơn nữa còn là thập phần tán đồng. tôi rất chờ mong khoảnh khắc tổng giám đốc trang thể hiện trí tuệ cùng bản lĩnh hơn người. chỉ là có thể mong tịnh kỳ tiểu thư trước hết có thể mở cánh cửa này cho tôi không? ít nhất tôi không thể đứng ngốc ở bên ngoài cùng người nọ ăn không khí đi. vì sao a? À? cậu ta dựa vào cái gì a? À? Tịnh kỳ nhịn cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, xin lỗi, tổng giám đốc tưởng. Ủy viên trương cùng thủ tướng đồng thời hạ mệnh lệnh, sau khi đóng cửa lại tuyệt đối một con ruồi cũng không thể bay qua, đừng nói gì đến một con người. Đông Anh lập tức đứng phía sau tưởng thiên lỗi phía sau, thở dốc vì kinh ngạc. Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt trừng lớn, có vẻ mấy phần khiếp sợ cùng vẻ mặt rất đói nhìn về phía tịnh kỳ. Lưu Hoa Huyền, Thúy Trúc Hiên, Trung Quốc kết hợp cùng, Lưu Hoa Huyền, phương Tây, khéo léo như âm thanh của dòng suối cùng tiếng hoa rơi bốn mùa, lúc này đón cơn mưa bụi tí tách, nhưng cánh hoa hồng, lam, vàng, theo những loại cây cối không biết tên là gì, những cánh hoa nhẹ rơi xuống dòng suối, tình nồng ý đậm di chuyển về phía trước, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười sang sảng từ phía trước truyền đến. Trong phòng vip xa hoa, lưu hoa huyển, vài vương tử quý tộc châu Âu nhau nhau ngồi trên ghế sofa kiểu Âu, uống rượu ngon và hút xì gà phía trước, đồng thời dùng tiếng anh cùng tiếng pháp bàn về những vấn đề thời sự quốc tế thỉnh thoảng nói về mấy vụ xì căng đan ly hôn trên mặt báo mọi người đều không kìm lòng được mà nở nụ cười trang hạo nhiên mặc âu phục màu đen bên trong mặc áo sơ mi trắng nhìn như tùy ý ngồi trên chiếc ghế sofa nhung màu lam cả người tỏa ra một phong cách quý tộc châu âu lấy một người trấn áp vẻ đẹp trai của tất cả mọi người lúc nghe mọi người bàn luận những vụ xì căng đan trên báo anh mặc dù không có phát biểu ý kiến nhưng vẫn là theo mọi người nở nụ cười nhất là con người kia đầy đủ bất phàm xuyên thấu. Anh có lẽ là một trong những người hiếm có trên thế gian, dù là ở trong trường hợp nào cũng có thể tỏa ra khí thế đàn ông như vậy. Một người đàn ông đẹp trai trong xã hội thượng lưu ngồi gần với Trang Hạo Nhiên, trong tay cầm ly whisky tiếp tục bàn về tin tức ly hôn trên báo Mỹ. Trang Hạo Nhiên tối nay không uống rượu, lại hết sức chuyên chú mà mỉm cười nhìn về phía bạn tốt, nghe một ít chuyện sau khi ly hôn, tin tức thị trường chứng khoán rung chuyển. Anh một bên thỉnh thoảng lắng nghe phân tích, một bên còn nâng tay nhìn giờ. Đúng lúc này, một bóng đen nhanh chóng đi qua hành lang, Lưu Hoa huyền, đi tới trước cửa phòng VIP. Vẻ mặt Tiêu Đồng khẩn trương nhanh chóng đi tới bên ngoài phòng, cẩn thận lắng nghe tiếng cười của mấy người đàn ông bên trong phòng, bọn họ thậm chí đàm luận tới những người phụ nữ 40 tuổi, nguyên lai like có thể đẹp trai như vậy, cô cũng bất chấp nhiều như vậy vươn tay nhanh chóng gõ cửa. Trang Hạo Nhiên ngồi trên sofa, ngón tay nhẹ nắm cầm hơi ngẩng mặt cẩn thận nghe bạn tốt tiếp tục bàn về tin tức, lúc này lại nghe thấy tiếng gõ cửa, liền hơi thu lại thần sắc nhìn về phía cửa phòng, mọi người thức thời dừng lại, anh mới nhàn nhạt đáp, vào đi. Tiêu đồng thở hồn hển lúc này mới nhanh chóng đẩy cửa ra đi vào trong phòng, đầu tiên là tôn kính hướng về mấy người đàn ông trong phòng gật đầu rồi mới nhanh chóng đi tới phía sau trang hạo nhiên, cúi người xuống ở bên tai anh nhỏ giọng nói mấy câu. Trang hạo nhiên bắt đầu trước hết còn yên lặng nghe, đến cuối cùng vẻ mặt anh liền quái dị, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đồng khẩn trương nói cái gì. Bên trong phòng Yến Hội sắp qua nửa giờ, nguyên thủ tối cao của quốc gia, lão thủ tướng, ba vị chủ tịch, còn có rất nhiều quan lớn, nhân vật nổi tiếng, nhau nhau ngồi bên trong phòng, vẻ mặt ngày càng sâu, hậm rãi đợi Nam Chính tối hôm nay còn chậm chạp chưa thấy xuất hiện. Ngay cả Đường Khả Hinh vừa mới bắt đầu cũng chờ đợi với tâm tình khẩn trương, đến thời khắc này cũng bắt đầu nghĩ ngợi mang theo vài phần tức giận cúi xuống, túm chặt lấy chiếc túi sách chân châu của mình mà không nói lời nào. Tô Linh Yên lặng ngồi ở một bên, chỉ sợ thiên hạ không loạn, đôi mắt cô lưu chuyển nhìn về phía mọi người sắc mặt càng lúc càng thay đổi. Cô trước hết nhịn không được cười nói, ô kìa, tổng giám đốc trang này cũng thật là. Tuy nói có ba đầu sáu tay, nhưng đối với tâm tư con người không hiệu nghiệm A. Không nhìn xem những người ngồi trong buổi tiệc này là ai. Dù cho uy viên trương cùng thủ tướng, ít nhất muốn quan tâm khả hinh. Tục Ngữ có nói, tiểu biệt thắng Tân Hôn, hai người này tách ra lâu như vậy, thế nào còn không nghĩ một chút tới vị hôn thê, cũng không kể cô ấy đã ăn no chưa, còn là có lạnh không. Thật là làm cho người ta tức giận. Lời này thật là chọc lòng người a. À. Đường Khả Hinh lập tức ủy khuất cúi xuống phía dưới, khẽ cắn môi, nói không nên lời. "Chị, Tô Thủy Kỳ nghe chị mình cố ý nói những lời này, nhanh chóng bất đắc dĩ kêu cô." Ủy viên trương lúc này mặt cũng bộc lộ thần sắc căng thẳng, vô cùng không vui nói, đúng. Tổng giám đốc Trang cũng thật sự là quá kỳ cục, đã làm khả hình ủy khuất như thế này, tôi cho cậu ta tam phút, nếu như còn không xuất hiện thì chúng ta đi. Hôn sự này, sẽ không nói nữa. chương 1272, Đại kết cục 12. Sảnh vip khách quý. Bên trong, hội trường Du Long, sao hoa đột truyền đến một trận sói chu, trận trận thanh âm, ngao ô kia, thiếu chút nữa làm cho các nhân viên phục vụ bên ngoài sợ hãi. Các cô nhao nhao cầm khay bạc ở không gian rộng lớn, kinh ngạc nhìn về phía trước cửa lộ ra ánh đèn, đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Ngao ô, ba người nam nhân tô lạc hoành cùng lâm sở nhai, tào anh kiệt, đồng thời mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thân thể nặng nề chồng lên nhau, lại phấn khởi dơ cao microphone và tượng đầu, sói kích tình ngửa mặt kêu, ngao ô, ngao ô. Một trận âm nhạc kịch liệt mê tình, cuối cùng từ sảnh vip xa hoa này điên đảo thần hồn vang lên. Ba nam nhân trong nháy mắt theo trận nóng bỏng này ngươi lãnh giống như phong âm nhạc vang lên, mặt tức khắc bộc lộ biểu tình cầm thú phấn khởi, đối diện lãnh mặc hàn giống như băng sơn ngồi ở trên sofa trước mặt, đồng thời dơ micro lên, tư thế mười phần giống như ca sĩ, thâm tình mê loạn kích động hát người lạnh lùng giống như gió, yêu vĩnh viễn không đủ. Ngay cả nói cự tuyệt, đều mang theo tươi cười, làm bộ rơi lệ đi, nói dối nhiều một chút, để ta được buông tha, không cần dẫy ruộng. Đêm dài lắm mộng, xúc động nghĩ có thể quay đầu lại, ngày nối tiếp đêm, ta cho người, bất tự do. Lãnh mặc hàn bất đắc dĩ ngồi ở trên sofa, mặt bộc lộ biểu tình cổ quái, nhìn về mấy cầm thú phía trước, hát ba chữ bất tự do kia, trong nháy mắt đem cả vạt kéo ném xuống chậu cá vàng cách đó không xa, anh bất đắc dĩ cười, vừa nhìn mấy nam nhân TH thì chính mình nhìn thấy điệp y trở về, tâm tình hạ, định dùng phương thức này đến làm cho mình hài lòng. Nhưng là bây giờ mình Thật muốn đi tìm chết ha Tô lạc hoành trong nháy mắt giống như cuồng loạn vô lại Tách ra đôi chân quỷ gối trước mặt lãnh mặc hàn Theo âm nhạc kích tình kia Anh cũng phấn khởi hát Người giống như cuồng phong Tình yêu đều thoáng qua Lưu lại chỉ là cảm động Rời đi cũng ung dung Băng cùng hỏa gặp nhau Đã định trước không kết quả Tình được sớm cũng tốt Dù sao đều là không Đêm dài lắm mộng Xúc động nghĩ có thể quay đầu lại Ngày tiếp nối đêm Ta cho người bất tự do Lâm Sở nhai cùng Tào Anh Kiệt dựa lưng vào nhau, hưng phấn kích tình đối diện lãnh mặc Hàn, hát liên khúc tối cao trào, trái tim của ta bị trộm đi, ngươi lại không chịu nhận. Để nó một mình giữa gió lạnh, càng lạnh càng yếu đuối, trái tim của ta bị trộm đi, lại bị ngươi đánh rơi, cho ta nghĩ phải tìm, lại tìm không được đầu mối, trái tim của ta bị trộm đi, ngươi lại không chịu nhận, nó một mình giữa gió lạnh, lại bị ngươi đánh rơi, lại tìm không được đầu mối. Ngao ô, đầu sói đói Tô Lạc Hoành này tức khắc xé rụng cúc áo sơ mi, lộ ra lồng ngực màu đồng, như vậy kính dâng chính mình đối lãnh mặc hàn cao nhược, ngao ô, đến đây đi. Đánh về phía thân thể của ta, mỗi bộ phận thân thể của ta đều chờ đợi ngươi. Đến đây đi, lâm sở nhai cùng tào anh kiệt cũng đồng thời nằm ở trên sàn nhà thủy tinh, xé mở áo sơ mi của chính mình, thần hồn cũng điên đảo như vậy, giống như người bị bệnh thần kinh khát vọng kêu, đến đây đi. Mỗi bộ phận thân thể của ta đều chờ đợi ngươi kích tình đánh về phía chúng ta không cần do dự. Chúng ta nguyện ý vì ngươi, kính dâng mỗi cọng lông trên người. Lãnh mặc hàn rốt cuộc bộc lộ biểu tình kinh dị thất thần, nhìn về phía mấy cầm thú nằm trên mặt đất, anh hoảng thần trước mắt, hình như bọn họ mới cần được an ủi. Đến đây đi, đến đây đi, tô lạc hoành trong nháy mắt bò dậy, hướng về lãnh mặc hàn giống như con mèo, trên mặt ném ra biểu tình tình cảm nhất, hướng móng vuốt về trước mặt nam nhân băng sơn, rất nhanh bỏ qua, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt phấn khởi rất nhanh nới lỏng dây lưng, cũng đem sơ mi của mình chuẩn bị cởi, muốn hy sinh và kính dâng chính mình. Lãnh Mặc Hàn chịu không nổi, nhìn biểu tình Tô Lạc Hoành bày ra giống như chú mèo trèo đến trước mặt của mình, anh trong nháy mắt bày ra biểu tình ghét bỏ, vươn tay hướng trên vai tiến người này một cước đem cậu ta đạp bay sau đó bước đi qua, anh nhanh chóng giật cánh cửa chạy đi. Không cần đi, ba nam nhân tức khác giống như quán quân nhảy cầu vậy, trong nháy mắt thân thể phi phát dựng lên thân thể nằm bò về phía lãnh mặc hàn, bốn nam nhân liền trốn ở hội trường Du Long, xoay thành một đoàn chuẩn bị đùa giỡn. Các người đang làm cái gì? Thanh âm sốt ruột khẩn trương của tiêu đồng truyền đến. Tứ đại cầm thú đồng thời ngừng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trước. Trước, hội trường Du Long, nhanh chóng truyền đến một trận tiếng bước chân, thân ảnh to lớn theo, lưu hoa huyển, cánh hoa mộng ảo phấn hồng vẫn rơi đi tới, trang hạo nhiên mặc âu phục đen, trước ngực mang theo khâm hoa đỏ sập, Giống một quý tộc châu Âu phong phạm nhanh chóng đi qua, hai tròng mắt run rẩy kích động mà nóng rực, khuôn mặt mị lực bộc lộ biểu tình thập phần khẩn trương, vừa đi về phía trước, vừa thần tình hơi giật mình nhìn kỹ bốn cầm thú trên mặt đất kia, cũng chưa kịp chỉ trích, ngay lập tức nói: "Còn không nhanh đứng lên cho tôi, xảy ra chuyện lớn." Lãnh Mạc Hàn khôi phục thần trí trước, ngẩng đầu liếc mắt rất nhanh nhìn qua Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng rất nhanh nhìn qua mấy cầm thú, lúc nhìn về phía tô lạc hoành lại là một bộ cởi áo tháo thắt lưng cơ hữu bộ dáng nằm trên mặt đất cô trong nháy mắt bày biểu tình ghét bỏ cũng học lãnh mặc hàn vươn chân hướng trên bả vai của anh đạp mạnh một cước mới nói buồn nôn ô kìa tô lạc hoành thoáng cái ngã trên mặt đất tào anh kiệt cùng lâm sở nhai không biết đã xảy ra sự cố gì nhao nhao đứng lên một cước đạp bụng của cậu ta đi qua vui vẻ theo sát phía sau trang hạo nhiên a à, thân thể tô lạc hoành liên tục bị đạp mấy đá anh thoáng cái đau đến nằm trên mặt đất, nghẹn được khó chịu kêu, con mẹ nó đều không phải huynh đệ, các người chấn động đến tiểu kỳ kỳ của tôi. Tương lai lão tử đoạn tử tuyệt tôn, các người sinh con cho tôi. Không có người nào để ý tới anh, một đám người nhanh chóng đi về phía trước. Phòng yến hội cung đình. Trang hạo nhiên dẫn tạo anh kiệt cùng lâm sở nhai, tiêu đồng, trương thục Giao cùng nhau nhanh chóng đi về phía phòng yến hội Sa hoa, hai chồng mắt anh rất nhanh chợt lẽ, nhìn về phía cánh cửa kiểu cung đình được điêu khắc bằng cây tử đàn, thỉnh thoảng có thể thấy bên trong khe hở cổng hoa, có hình ảnh người di động, lại thập phần không vui cùng bất đắc dĩ chờ đợi bầu không khí truyền đến, mà Phương Di cùng Tịnh Kỳ thì nghiêm túc canh giữ ở bên ngoài phòng yến hội, mà phía sau có vô số vệ sĩ, bao gồm song bào thai. Khương Vĩ, Đỗ Hưng, còn có đặc công đồng thời đem bên ngoài phòng yến hội ngoại quê kín không kẽ hở. Bên trong giỏ trúc tiểu hình hình, vừa nhìn về phía thủ tướng giấy ruộng, liều mạng muốn thoát khỏi dây băng cuốn lấy hai chân mình, chợt nghe thấy tổng giám đốc trang đại giá Quang Lâm, nó tức khắc dơ mau lên nhún nhún đầu, trừng lớn đôi mắt tròn vo, nhìn về phía người trước mặt. Tịnh Kỳ Yên lặng đứng bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân, lập khắc ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên rốt cuộc dẫn bốn phó tổng cùng thư ký đi tới, mặt cô tức khắc bộc lộ ôn nhu tươi cười mà thần bí, mang theo vài phần ý tứ sâu không lường được, mềm giọng nói, "Tổng giám đốc Trang, ngài cuối cùng cũng tới." Hai tròng mắt trang hạo nhiên nóng cháy chợt lóe, Khẩn Trương nhìn về phía cánh cổng hoa đóng chặt kia, vừa mới biết Trương ủy viên định ra quy tắc trò chơi, sợ thời gian không kịp, trước sẽ phải nghênh trên người. Đứng lại, một trận thanh âm trầm lãnh, vô cùng kinh ngạc lực theo bên trong cổng hoa truyền đến. Bên trong, phòng yến hội, Trương ủy viên ngồi ở tối vị trí đầu tiên, mặt bộc lộ biểu tình nghiêm túc không vui, sâu nhìn chằm chằm cánh cổng hoa mà mọi người trong phòng yến hội cũng nhao nhao mặt bộc lộ biểu tình ngưng trọng khẩn trương, nhìn về phía bên ngoài phòng yến hội, chỉ có đường khả hình im lặng ngồi ở bên cạnh trương ủy viên, rốt cuộc nghe thấy Trang Hạo Nhiên đã tới, cô lúc này mới trầm thở hồn hền một hơi, lại có điểm biểu tình ủy khuất cùng hờn dỗi, đầu hơi cúi xuống, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên khẩn trương dừng ở bên ngoài cổng hoa, nghe thanh âm trầm lãnh không vui này của trương ủy viên, anh do dự một hồi, trên mặt rốt cuộc bộc lộ nhiệt tình mị lực tươi cười, hai tròng mắt nóng rực nghĩ muốn nhìn qua khe hở lũ hoa, để nhìn vị hôn thê rốt cuộc ngồi ở đó hàng ghế nào, thế nhưng anh nhìn trái nhìn phải, đều không nhìn thấy thân ảnh vị hôn thê, chỉ là nhìn thấy thân ảnh chị gái cùng mẫu thân, tim của anh mặc dù lo lắng, nhưng vẫn tươi cười nói trương ủy viên. Thực sự xin lỗi, hạo nhiên đã tới chậm. Tô Linh sớm có chuẩn bị, mỉm cười ngừng đầu, nhìn về phía bên ngoài cổng lũ hoa, kìm lòng không được trêu chọc nói, tổng giám đốc trang, ngài cũng chưa nói như thế, tôi còn ngại ngài đến sớm, ngài nếu như lại trễ đến trễ vài giây nữa, Thủy Kỳ nhà tôi đã có thể có cơ hội. Tô Thủy Kỳ nghe thấy lời này của chị gái, lập tức ngẩng đầu, bất đắc dĩ kêu nhỏ chị. Trang Hạo Nhiên đứng ở ngoài cửa, nghe lời này của Tô Linh, tức khắc tươi cười nói, chị Tô Linh nói lời này hoàn toàn không đúng, muốn nói đến cơ hội, Hạo Nhiên cho tới bây giờ cũng không dám cùng Tô Thiếu ra tranh chấp, biết cậu ấy ở trong lòng Khả Hinh là người vô cùng quan trọng, tôi cho tới bây giờ cũng không dám độc chiếm nửa bước. Tôi chính là cho đến hiện tại, đều thập phần hâm mộ tình cảm khó có được của Tô Thiếu ra cùng Khả Hinh, là người ngoài không thể so bì. Tôi dù cho cả đời nghèo, cũng không cách nào xoay chuyển thời gian, trở lại năm tháng đơn thuần cảm động giữa bọn họ. Đường Khả Hinh đang không vui, sau khi nghe thấy lời này của Trang Hạo Nhiên, mặt cô tức bộc lộ một điểm ôn nhu bất đắc dĩ tươi cười. Tô Thủy Kỳ Yên lặng ngồi ở vị trí, nghe lời này của Trang Hạo Nhiên, tình cũng không khỏi cười. Tổng giám đốc trang quả nhiên trí tuệ hơn người, tài ăn nói rất cao. Tô Linh mặt lại bộc lộ mỉm cười nhìn về phía bên ngoài cổng hoa, nói, những người phàm tục chúng tôi nói thật là cả đời đều cùng không hơn. Sợ rằng một ít năm tháng ngày trải qua, liền long ỉ đều ngồi được. Lời này vừa ra, tưởng vĩ quốc cùng trang tĩnh vũ, đường trí long, lập tức có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Linh. Trương ủy viên tiếp tục trầm mặt nghiêm túc đứng ở vị trí đầu tiên của Yến hội, chấn nhiếp lực mười phần nhìn về phía bên ngoài cổng hoa. Trang hạo nhiên nghe nói lời này, tức khắc vung lên mị lực tươi cười, vừa cách khe hở cổng hoa nhìn về phía mọi người bên trong, vừa chậm thanh nói chị Tô lại nói giỡn tôi rồi. Ngài cùng Tô Thiếu ra mỗi ngày được Thủ tướng tự mình giáo dục, cũng không vượt quá nửa bước, lúc nào mới có thể đến phiên hạo nhiên đây. Huống chi, học trò của trương ủy viên đông đảo, hạo nhiên nay đến cánh cửa còn vào không được. Làm sao dám có loại ý nghĩ này? Thế nào lại không dám có ý nghĩ này? Tô Linh trực tiếp hơi ngửa mặt, nhìn về phía cổng hoa kia, hai tròng mắt lóe lên, tức khắc cười nói, "Vị hôn thê của ngài nhưng là con gái nuôi của Trương ủy viên, không chừng tương lai, ngài thực sự cầu thân thành công, là có thể lấy danh nghĩa con rể, đại đăng Trương ủy viên thánh nhã chi đường." "Nhưng, liền nhìn ngài có hay không thành ý này." Trang Hạo Nhiên rốt cuộc ở trước khe hở cổng hoa, cách mỗi đóa anh đào điêu khắc, nhìn thấy vị hôn thê thuần mỹ mặc váy sa nen ngắn, mái tóc hơi vén, giống như nhìn thấy đóa hoa nhỏ vưu thương, ôn ôn nhu nhu ngồi ở bên cạnh trương ủy viên, mặt hơi cúi, anh lại vẫn như cô có thể nhìn thấy hai tròng mắt mộng ảo mê người của cô mà ẩn nhẫn lóe ra, cánh môi phấn nộn tuần ngọt khẽ mím. Anh liền bộc lộ ôn nhu ái muội tươi cười, thật sâu nhìn về phía thân thể vô cùng mềm mại của vị hôn thê, tâm liền như vậy ngọt ngào lên men, trận trận vì cô khuynh đảo nhảy lên. Rất lâu sau đó, anh mới dường như mê ly, hai tròng mắt chiết xạ ra thâm tình, Yếu ớt nói, vị hôn thê của anh thân phận cao quý, thiện lương mỹ lệ động lòng người. Dù cho vì cô thắng một điểm chân mày hay lúm đồng tiền, anh đều nguyện ý kim điêu ngọc thế. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng khẽ động, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cổng hoa, tức khắc bị hai tròng mắt nóng lộ ra quang mang hấp dẫn, dường như trong nháy mắt có thể nhìn thấy nam tử thâm tình nóng nhìn chính mình kia. Thân thể của cô tức khắc bị thâm tình vuốt ve mềm yếu cùng kích động, trong lòng cô bị quấy nhiễu rung động khuôn mặt mỹ lệ như hoa cuối cùng lộ ra ôn nhu tươi cười. chương 1273, đại kết cục 13. Hay cho câu kim điêu ngọc thế, Tô Linh trong nháy mắt ngẩng mặt cười rộ lên, cách một cách cửa nhìn bóng dáng 10 phần uy hiếp của Trang Hạo Nhiên, quả thật người đàn ông này cho dù ở chỗ nào hay bất kỳ lúc nào đều tỏa ra một loại mị lực cùng trí thông minh tuyệt hảo, giống như thể không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Nghĩ tới đây, cô càng tỏ ý cười, dần dần đứng dậy nhìn về phía đường khả hình ở phía sau, hai chồng mắt lợi hại vừa nhìn vừa tràn đầy khí thế nói, đúng là anh và vị hôn thê của mình đã cùng nhau vượt qua mọi trông gai, bao nhiêu mưa gió mới có thể đi tới hôm nay, dù cho là tường vàng thềm ngọc, so ra còn kém một chút. Cô ấy là một cô gái tự lập, bây giờ anh đứng ngoài cửa, chỉ bằng một chút nhiệt tình đó không đủ để cô ấy thiêu đốt cả cuộc đời. Trang hạo nhiên đứng ngoài cửa, tức khắc cười nói, chị tôi biết, vị hôn thê của tôi đã tự mình đứng trên sân khấu cao nhất, tiếp nhận toàn bộ sự ủng hộ của mọi người. Đến nay khi nhớ tới trận đấu lớn khi đó, cô đã để lại cho mọi người sự rung động đến tâm can, tôi đều cảm thấy tự hào cùng kích động. Tôi sở dĩ nói Kim Điêu Ngọc thế, quả thật khó nén cô quang mang vạn trường. Cái gọi là muôn vàn yêu thương, tức là chỉ cần cô nói một câu, tôi đều nguyện ý vì cô làm tất cả. Chỉ cần cô có một chút cô đơn, tôi nhất định tạo ra hàng ngàn đường đi chỉ cần cô có chút mộng đẹp, tôi sẽ dồn hết thành tựu cùng những câu chuyện cũ của mình, giúp đỡ cô ngày càng rực rỡ. Chỉ cần cô nói một câu, em nguyện ý, tôi thậm chí uống gió và xương, đều sẽ vui vẻ. Đường Khả Hinh nghe lời nói này, cả người cô như có dòng nước ấm chảy qua, hai tròng mắt không khỏi hồng hồng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đứng cách một cánh cửa, trái tim kích động cùng sôi trào nhìn về phía dáng vẻ ôn nhu xinh đẹp của vị hôn thê mình mà ngấn lệ, nhớ tới lúc chính mình vừa tiến vào mục giam cô gái này không rời không bỏ thời khắc kia toàn bộ thế thế giới đổ mưa giống như đem cô ví như kim cương chân quý thanh khiết như vậy mọi người nghe lời này cũng vì vậy mà động lòng nhất là đường trí long ngồi ở vị trí của mình nghe trang hạo nhiên có thể đối với con gái mình nói những lời như vậy trái tim ông không khỏi cảm thấy ấm áp ngẩng đầu có chút cảm động cùng thỏa mãn nhìn về phía con rể mình bên ngoài cửa lớn tô linh trong nháy mắt đứng trước cửa chặn lại ánh mắt thâm tình của Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt thần bí mà mỉm cười, từng chữ từng chữ nói, Tổng Giám Đốc Trang, Tô Linh hôm nay nghe anh nói những lời này thật sự khiến tôi vô cùng cảm động. Đối với một người con gái, quả thật cái gọi là Kim Điêu Ngọc Thế cũng không thể sánh bằng cái tâm, người vợ anh muốn lấy là thiên kim của chủ tịch đường, vô luận tối này anh làm như thế nào cũng phải lấy lòng mọi người bên trong, nếu như thật sự anh không có bản lĩnh này. Một bước cũng không thể bước qua cánh cửa này. Đúng. Trương Bồi Viên ngồi ở vị trí cao nhất, hai tay đặt trên bàn ăn cửu long, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tròng mắt lợi hại, khí thế nhìn về phía bong dáng người đang đứng ngoài cửa nói, Khả Hinh không phải một cô gái bình thường, con bé có phẩm đức cao quý, trí tuệ phi phàm, thân thế bối cảnh các phương diện đều là thiên tri kiều nữ. Không phải cậu nói vài câu hoa lệ là có thể lừa gạt mọi. Cậu phải mang thực lực, đến nhân cách thể hiện tốt, có trời đất chứng giám mới có thể xứng đôi với con bé nếu hôm nay cậu không vào được cánh cửa này, trong 3 năm tới không thể nào bước vào cửa đường ra cầu thân. Hễ là công văn của của tập đoàn Hoàn Cầu, tôi toàn bộ sẽ không xét duyệt. Tưởng Vĩ Quốc cùng trang tính vô cùng mọi người nghe lời này, sợ tới mức không thốt nên lời. Đường Khả Hinh nghe lời này, có vài phần khẩn trương địa nhìn về phía Trương Bồi Viên nói kia. Còn văn kiện của con A. Trương Bồi Viên hết sức nghiêm túc thật sự quay sang nhìn về phía cô, hai chồng mắt lợi hại nói con đương nhiên cũng không phê con không phải là nhân viên của hoàn cầu sao? đương khả hình chừng lớn đôi mắt tô triệu thần thật cười đến vô cùng sung sướng một bên ông cầm chén trà lên nhấp môi một bên nói chủ ý này tốt chúng tôi giảm đi không ít chuyện trương bồi viên nghe ra manh mối trực tiếp quay sang nhìn tô triệu thần ông nói như vậy là chuyện nhà đương nhiên là chuyện nhà tô triệu thần cười nói nếu như hạo nhiên không vào được Tập đoàn Hoàn cầu sẽ xuống dốc như vậy đâu xứng với khả hình vậy thì thủy kỳ của chúng tôi có cơ hội rồi ngay cả tổng giám đốc tưởng cũng trực tiếp bóp chết chính xác tô linh cũng đắc ý cười rộ lên thủy kỳ của chúng tôi không có giống như tổng giám đốc trang có được tài lực cùng quyền lực có thể hô phong hoán vũ tuy nhiên có ra thế bối cảnh cùng khả năng y thuật cao siêu còn có phẩm đức cao quý cùng khả hình thật sự rất xứng a hạo nhiên trang tính vũ ngồi một bên nhìn những người này ngồi giữa trực tiếp hưởng thụ ngư ông đắc lợi, ông cũng không khỏi có chút khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn về phía con trai bên ngoài cửa lớn, nhanh chóng nói: "Hôm nay nếu anh không qua được cửa này, con cũng đừng có về nhà." Đúng, Tương Vĩ Quốc cũng khẩn trương nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nếu như không vào được, Vĩnh Viễn không cần lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi có thể giúp hai người giải quyết vấn đề." Trương Bồi Nguyên trực tiếp mạnh mẽ nói, chỉ cần hai người nói một câu, muốn cậu ta Vĩnh Viễn tiêu thất Tôi để cho cậu ta bụi cũng không còn." Ân Nguyệt Dung nghe lời này, bà tức khắc cũng khẩn trương trên trán toát ra mồ hôi, con trai bị nhốt vào ngục giam nửa tháng trái tim bà đã như bị xé rách ra làm nhiều mảnh nhỏ, bà sẽ không chịu đựng được loại tra tấn này. Bà vội vàng thở gấp, nắm lấy khăn tay chỉ ra cửa khẩn trương nói với con trai, "Con trai a, con vẫn còn ở nơi đó làm cái gì? Vẫn còn không khẩn trương nghĩ biện pháp tiến vào." Trang Ngải Lâm ngồi ở bên cạnh mẹ mình, cũng hơi chút khẩn trương nhìn về phía em trai mình. Trang hạo nhiên đứng bên ngoài cửa lớn, tùy ý để những ánh đèn lưu ly nhiều màu sắc chiếu lên âu phục đen của mình. Hai tròng mắt anh sắc bén nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại qua khe hở nhìn trương bồi viên, tô triệu thần cùng tất cả mọi người ngồi bên trong phòng, thậm chí còn thấy ngồi bên trái cha mẹ mình là chị gái, tuyết nhi cùng. Anh phảng phất cười, một bên ngầm đẩy cánh cửa kia coi thế nào, quả thật cứng như sắt, không hề nhúc nhích. Tổng giám đốc Trang Tô Linh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt thần bí tươi cười, chính là vươn tay đem cánh cửa khóa lại, cô giống như đang tưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi xoay xem chiếc khóa bằng đồng được điêu khắc tinh xảo này, từng chữ một nói, nếu như cánh cửa này thật có thể dễ dàng tiến vào như vậy, chúng tôi lại lãng phí lời nói như vậy, nói nhiều để làm gì. Chiếc khóa này do thiết kế sư của tập đoàn Hoàn Cầu các anh 3 tháng trời mới thiết kế ra, bên trong có 9 tâm khóa, nếu có một chiếc chìa khóa sai, tất cả những bánh răng còn lại trong ổ khóa sẽ mất hết tác dụng. trừ tôi, mọi người trong phòng cũng không thể giúp được anh. tô linh nói xong, tiện đắc ý giơ chùm chìa khóa trong tay, đặc biệt đong đưa qua lại cho anh xem. trang hạo nhiên hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc chùm chìa khóa trên tay tô linh. bá. tô linh nháy mắt thu hồi chùm chìa khóa kia, cố ý nhìn xem biến hóa trong mắt trang hạo nhiên, chính mình cũng khẽ nhíu mày hơi nặng lời nói, tổng giám đốc trang, anh cũng đừng trách tôi trái tim ngoan độc. Từ xưa đến nay, cái gọi là cưới vợ kết hôn, đều là do mai mối, theo lời của của cha mẹ. Ngay cả thời cổ vương tôn quý tộc, trước khi kết hôn cũng không được bước vào khuê phòng của nhà gái, có lẽ vượt qua nửa, ngay cả nhiều ma muốn nhìn người trong lòng, có lẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhưng cũng phải ra sức suy nghĩ, dùng đủ mọi cách, nhưng cũng chỉ có thể xuyên qua tấm màn trướng mỏng nhìn trông một cái khả hình của chúng tôi trước đây không rõ ra thế bối cảnh của mình, liền cùng tổng giám đốc trang hai người cùng vui vẻ, để cho có người đầu cơ trục lợi, bỏ lỡ một chút lễ tiết, cấp bậc lễ nghĩa. Hiện giờ, anh muốn chân thành vậy phải tuân theo quy củ. Chúng tôi hôm nay trước không nói chuyện lễ, cũng không đàm chuyện nghi, lại càng không nói tiết nhưng sẽ nói đến chữ. Thành, trang hạo nhiên hai tròng mắt chợt lóe nhìn về phía dáng vẻ thần bí kia của Tô Linh, anh khẽ nhách môi cười, nhìn về phía cô nói thành. Tô Linh sớm có đã chuẩn bị, không biết từ lúc nào trong tay liền nâng lên một chiếc châm nhỏ, nhẹ nhàng dơ lên dưới ánh đèn lưu ly li tươi đẹp, nhìn về hướng trang hạo nhiên thần bí cười. chương 1274, Đại kết cục 14 Một cây châm, tất cả khách mời nhìn về phía cây châm dài màu vàng chói trong tay Tô Linh, bầu không khí trở lên quái dị nói không nên lời. Hai nhà tưởng trang, bao gồm ân Nguyệt Dung cùng đám người trang ngải lâm, toàn bộ nghi hoặc không hiểu nhìn về phía cây châm trong tay Tô Linh, dưới ánh đèn, lóe ra ánh quang lấp lánh, thế nhưng cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc một cây châm có thể có ngụ ý gì, dựa vào cái gì chống lại được ý trời. Đường Trí Long vốn là người từng trải, cũng phải ngẩn đầu, hơi nghi hoặc nhìn về phía cây châm mai sắc bén kia. Mỗi người một lý, chỉ có trường bồi viên ngồi vị trí phía trên, hai mắt lợi hại nhìn ngoài cửa. Châm, Trang Hạo Nhiên đứng ở ngoài cổng hoa, Cách khe hở nhỏ kia nhìn về phía ngón tay thon dài của Tô Linh cầm giữa châm kia, anh hơi dương môi cười đầy mị lực, sau đó nhàn nhạt, nhạt đọc lên chữ này, mới tiếp tục nói tô tiểu thư ý của chị là. Đường khả hình cũng nắm chặt túi sách, hơi nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh khẽ nhách môi cười thần bí, mọi người ai cũng mang ánh mắt rất lạ, nhẹ đưa châm lướt qua trước mắt, mới nhẹ nhàng nói châm. Ở thời cổ từng dùng châm để trang trí, để cứu người cũng có thể để giết người. Giám đốc trang cao thân là người quyết định tối cao của hoàn cầu, không chỉ nắm đại cục, rất có con mắt chiến lược, tương lai nhất định ở thế long đằng hổ gầm, so với các vị đi trước, khẳng định có thế nghịch thiên hơn. Mặc dù tôi vừa nghe nói cậu với khả hình có một tình yêu cảm động đến thiên địa như vậy, nhưng cậu nên biết, thế gian vạn vật biến hóa khôn lường. Bất luận giám đốc trang cậu có hứa hẹn như thế nào, nhưng cũng khó đảm bảo có một ngày, theo thời gian thay đổi, mà đánh mất niềm tin cùng tình cảm trong lòng cho nên tôi hôm nay mới lấy ra một cây, châm, đầu tiên là nhắc nhở cậu, mặc dù có tự tin siêu phàm cùng ý chí nghị lực, nhưng từ xưa có điển cố nói rõ, từ châm tới châm là chuyện chỉ trong nháy mắt. Tô Linh nói hết lời, hai mắt lợi hại liếc sang Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về ánh mắt nóng rực của Tô Linh, tự nhiên thấu đạo lý trong lời cô nói, kìm lòng không đậu quay mặt sang, nhìn thấy Trương Bồi Viên ngồi ở chủ vị, vẻ mặt quả nhiên không đổi, Tương lai cậu dám đối với khả hinh không tốt, tôi tức khắc hận cậu tới chết." Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh Trương Bồi Viên, nhìn Trang Hạo Nhiên cứ như vậy đứng ở ngoài cổng hoa, nghiêm nghị nhưng yêu nghiệt bởi dáng điệu của anh, lòng của cô lập tức thấy cảm động, lại đau lòng, cô chậm rãi cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, cảm giác điểm ngọt như mật kia lại lên men. Tô Linh lại mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói từng chữ, tình yêu coi trọng sự hiến dâng khả hình của chúng tôi lại là một viên thất khiếu linh lung tâm hiếm có. Tình yêu của cô ấy vượt qua cả quy luật biến hóa của trời đất. Vì yêu cậu, vì thực hiện lời hứa trong lòng cùng niềm tin, cô ấy từng chịu đựng đau đớn, tách xương lấy đạn, để lại gốc châm kia, máu lưu thông trong thịt tươi động kiếp nổ. Cần nghị lực cùng nhẫn nại rất lớn mới có thể yêu trong thống khổ chờ tới ngày sinh hoa kết quả như vậy. Cô ấy chưa từng đi vào thánh đường làm lễ cưới, là vì cậu đi trước một bước trong quá trình từ châm tới châm cậu có biết, đối mặt với vị hôn thê như vậy, Khả Hinh xác thực đã dùng tính mạng để yêu cậu. Còn dùng mạng sống đó đi bảo vệ châm ngôn yêu giữa hai người. Lời này vừa nói ra, Đường Khả Hinh liền nhớ tới trước trận thi đã ú rượu đỏ, Tô Thủy Kỳ vì cô khóc, cái loại đau đớn đó, đến nay nhớ lại, vẫn cảm giác thân thể tê buốt vô lực, kinh hoàng bất an, hai mắt cô phiếm hồng, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Cũng vào lúc này, Đường Chí Long xoay người nhìn về phía con gái của mình đau lòng nói không nên lời. Mọi người, nhất là Tô Thủy Kỳ, nhớ tới đường khả hình lúc đó chịu đựng thống khổ, nụ cười kia so với hoa còn đẹp hơn, trái tim của anh khẽ nhúc nhích, hai tay nắm chặt. Trang hạo nhiên lúc này, cũng chăm chú nhìn về phía bộ dáng ôn nhu của đường khả hình, hận không thể thức khắc ôm cô vào lòng mà che chở cùng san sẻ nỗi đau ai ý. Giám đốc Trang, Tô Linh đến trước mặt Trang hạo nhiên, chặn tầm mắt của anh, khẽ nhếch môi cười, hôm nay tôi cả gan ở trước mặt tân khách cùng thân quý làm người xe chỉ luồn kim nhìn giám đốc trang cậu bản lĩnh phi phạm thế nào lợi dụng một cây châm để xem biểu hiện chân thành của cậu lợi dụng một cây châm để bước vào nơi cao quý này vị hôn thê của cậu ngồi ở vị trí cao trên sân khấu này cô ấy đã phải chịu sự nghiêm khắc nhất thậm chí là những cuộc khảo nghiệm tàn khốc nhất vượt qua con đường đó người người xem thấy đều phải chấn động tô linh hôm nay không làm khó dễ cậu muốn cùng chúng tôi dùng tâm, cùng tâm, đọ sức, cậu chỉ cần dùng tâm, làm chúng tôi rung động là đủ rồi. Tô Linh đúng là người con gái đẹp số một Trung Quốc, lời của cô từng chữ sinh hoa, không cần nghĩ cũng đã thấy kiểu diễm mê say, tất cả người nghe toàn bộ kích động sôi trào, cũng không khỏi nôn nóng chờ phần tiếp theo như lời đề mục, lộ rõ nồng hậu hứng thú, ngay cả đường khả hình cũng tò mò nhìn. Cái gì gọi là dùng tâm, làm rung động, Trang Hạo Nhiên đứng ở cổng hoa, hai mắt chợt lóe, nhìn hướng Tô Linh tươi cười, xin chỉ giáo vấn đề này. Tô Linh nhìn về phía anh, cũng cười thần bí, lúc này mới chậm rãi mà khí thế xoay người, tiếng hô lên một tiếng, đến A. À. Đem những gì tôi phân phó trình lên đi. Quản gia Tô nghe Tô Linh phân phó, ông tức khắc dẫn hai người hầu đi, ở trước cái nhìn chừng chừng của mọi người, không khí thần bí bao trùm khán phòng, đầu tiên là tiến vào trong phòng, sau đó không bao lâu, bưng khay bằng gỗ lim khắc cửu long ra, bên trên là chén ngọc màu trắng đựng nước, tất cả bình tĩnh bước lên, đầu tiên là đi tới trước mặt chúng tân khách, để mọi người liếc qua, quả thật là một chén nước, sau đó mới để một người làm chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí vươn ngón tay thon đem chén nước này đặt ở phía sau ghế gỗ cửu long của Trương Bồi Viên. Do nhân vật tôn kính kia với khí thế ngất trời đem chén nước này che lấp vững vàng. Tô Thủy Kỳ ngồi đưa lưng về cổng hoa đối diện, cũng không khỏi thiếu kiềm chế mà nhìn về phía cử động của chị, có chút không rõ mọi người cũng không hiểu nhất là trang ngải lâm híp mắt nhìn về phía trong chén nước kia rốt cuộc cô ấy muốn làm gì tô linh lại không giải thích rõ cho mọi người chỉ giơ tay lên giữa châm dài động tác yêu nhã giao cho người người làm bên cạnh lại cho người làm đem châm này cất vào hộp ngọc chạm khắc rồng lại đem hộp ngọc này cẩn thận từng ly từng tí đưa ra cho trang hạo nhiên ngoài cổng hoa ngay khi người làm giao cho anh cô mới khẽ cười nói với trang hạo nhiên nghe nói giám đốc trang đã từng nói nữ nhân bên cạnh rượu ngon cũng không hấp dẫn cậu ngoài vị hôn thế kia. Như vậy Tô Linh hôm nay liền muốn nhìn một chút, giám đốc Trang thực sự có hay không khả năng nhìn thấu, phân biệt rõ đạo lý tình yêu như rượu, hôn nhân như nước. Ở phía sau Trương Bồi Nguyên, bày một chén nước, lúc này nó đã lặng như gương, không hề gợn sóng, tôi hy vọng giám đốc Trang cậu tiếp nhận trong tay, châm, nghĩ biện pháp, thế nào để chén nước này kích thích một chút rung động làm cho mọi người chúng tôi lĩnh giáo một chút bản lĩnh phi phàm của giám đốc Trang. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức kinh hô lên, ngay cả Trang tính vô cùng tưởng vĩ quốc cũng xoay người, nhìn về phía trương bồi viên phía sau chén nước kia, điều này sao có thể làm được. Đường Trí Long là người bình tĩnh nhất, nhưng ông cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía trường bồi viên ở sau chén kia, hai mắt lóe lên, làm thế nào giải quyết vấn đề này đây. Đường Khả Hinh cũng mở to mắt, nhìn về phía trường bồi viên, chỉ là mặt chén tĩnh như gương, một điểm sóng gợn cũng không có, trái tim bỗng nhiên nhảy loạn, cảm giác mình có khả năng sẽ không ai thèm lấy mất. Lúc này, trên mặt trang hạo nhiên đều là sự bình tĩnh, anh chậm rãi vươn tay, theo đó lộ ra ngói lưu ly li tươi đẹp dưới khe hở ánh đèn, dần dần nhận lấy châm trong hộp ngọc kia, cả người từ từ đắm chìm trong hơi thở thấm nhuần tri thức cùng trí tuệ. Anh dần dần dùng ngón tay thon dài của mình mở hộp kim châm, cầm châm dài lên, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén, ai cũng có thể nhìn ra người đàn ông này văn phong khí khái, làm người ta khát khao chờ mong. Bên trong phòng, bầu không khí có chút căng thẳng. Trương Bồi Nguyên vẫn như cú hai tay chống trước bàn ăn, trên khuôn mặt là biểu tình có chút ngang ngạnh, hai mắt lợi hại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại thở dài hơi phân phó các người ai cũng không cho nói. Ai cũng không cho thở mạnh, nếu như ai dám làm kinh động tới chén nước kia, tôi liền không buông tha cho người đó. Bất kể ai cũng không chút lưu tình, Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả tô triệu thần cũng cố nín cười, dường như chỉ có ông một mình nhàn nhã cầm thiền lên, lặng yên uống canh hạt sen. Người đâu, đem đồ lại cho tôi, tô linh thừa dịp mọi người trầm mặc, lại phân phó. Hai người làm đi tới dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, đưa tới một khay song phượng hoàng màu vàng, đặt ở chính giữa bàn ăn, giữa khay rõ ràng là khối băng trắng, như chén canh lớn, chính giữa bốc lên hơi lạnh. Tô Linh lại xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch môi khí thế nói, giám đốc Trang, khối băng trên bàn cơm, là vì cậu chuẩn bị. Chỉ cần cậu có thể trong thời gian nó tan, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Như vậy dù cho cậu có cầu hôn thành công hay không, giả như cậu không thể trong thời gian băng tan mà nghĩ ra biện pháp, cậu vẫn phải hết lòng tuân thủ lời hứa với Trương Bồi Viên, trong vòng 3 năm không được bước vào cánh cửa này cầu hôn. Chúng ta quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy sao? Trang hạo nhiên nghe hết những lời này, lập tức giơ chiếc châm trong tay lên, đem nó xoay tròn, cẩn thận cảm nhận sự sắc nhọn này. Sao quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, một lời nói ra khỏi miệng như ngựa thả cương vô phương kéo lại được, không nuốt lời. chương 1275, Đại kết cục 15 một đạo nan đề như thế hơn nữa còn là do nhân vật như trương ủy viên chấn quan chấn giữ, Tất cả nhân viên khách sạn Á Châu đều biết chuyện này tò mò hiếu kỳ nhiệt tình đàm luận cảm thấy vị tổng giám đốc phu nhân này thật là khó cưới. Nhiều nhân viên tan việc đều vui vẻ chạy đến du long trốn dưới lá chuối bị mưa tí tí thách, tách tách xối đều hướng bên trong nhìn, chỉ thấy phòng ăn trí tôn trái trái phải phải trong trong ngoài ngoài đều được bảo tiêu nghiêm nghiêm mật mật đứng canh. Vân ảnh thường, 9 tầng song xa toàn bộ che khuất chỉ là lộ ra quang mang tươi đẹp bao quanh, cảm giác tổng giám đốc phu nhân tương lai đang ở ngay trong đó tự phụ chờ đợi bên ngoài du long cũng là vô số người tràn đầy thực lực chỉ thấy tổng giám đốc trang đứng bên ngoài cổng hoa lan một thân mị lực vẫn mê người như vậy không khỏi khiến người khác tâm động mấy phó tổng cũng đang đứng cạnh anh không biết đang nói làm nhảm chuyện gì chúng ta đi lên một chút nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì có một nữ nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu trắng đầu tí tí tách tách nước mưa nhẹ đẩy lá chuối muốn bước lên bãi cỏ ẩm ướt tiếp cận đám người trang hạo nhiên Ba nữ nhân viên tiếp tân khác cũng hết sức tò mò đi theo phía sau cô nhẹ chân bước tới. Ai biết mấy người mới đi vài bước vén đám lá chuối lên lập tức nhìn thấy một thân ảnh nữ quỷ màu tím tóc dài ẩm ướt sắc mặt tái nhợt, hai mắt thâm sâu khủng bố sợ hãi nhìn về phía mình. A, à, mấy nữ nhân viên sợ đến sắc mặt tái nhợt thét chói tai vội vã lảo đảo chạy trốn. Trang Hạo Nhiên cầm đoàn châm trong tay nghe thấy trận tiếng thét chói tai, mặt anh hơi trầm ngưng đôi mắt lợi hại nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy nữ nhân viên một đường lảo đảo chạy về phía trước mà Điệp Y thì giống như U Linh canh giữ cách mình một khoảng cách an toàn đón mưa bay bình tĩnh nhìn bọn họ kinh hoàng chạy xa. Anh không có thời gian nhiều để ý tới cái này chỉ là lại xoay tròn đoàn châm nghĩ biện pháp. Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Tiêu Đồng bọn họ thập phần suốt ruột sáp đến đứng bên người Trang Hạo Nhiên, xuyên qua khe hở cổng hoa lan nhìn vào buồng trong ngồi một đám người đông nghịt, mỗi người thân phận đều tôn quý nhất là trương ủy viên một bộ dáng uy phong lẫm lẫm như nhạc sơn đại phật ngồi vị trí chính giữa hai mắt lợi hại đến độ có thể đông lạnh chết người tô lạc hoành hai mắt mở lớn khoa trương kêu lên ai nha mẹ ơi sự thực chứng minh chị gái kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt lão đại Tôi sao lại có loại cảm giác lúc đó nếu không phải là tôi thiếu ra đủ thân sĩ chỉ bằng cái miệng chị gái anh ta không chừng tiểu đường quả liền thật là con dâu tô ra rồi. Trang Hạo Nhiên cầm đoàn châm nghiêng mặt nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn cũng chừng Tô Lạc Hoành chậm rãi đi đến trước cổng hoa lan nhìn qua khe hở nhìn Trương Ủy Viên thái độ cường ngạnh anh cũng cảm thấy độ khó cực cao, này quả thật là cực kỳ phiền toái. Chén nước kia ngay phía sau Trương Ủy Viên sao có thể nghĩ ra biện pháp khiến đoàn châm kích khởi một điểm rung động. Huống chi dù cho có bắn chúng chúng ta đi vào như thế nào. Cửa này thế nhưng có chín khóa tâm chế thành đồng khóa. Đúng vậy, tiêu đồng cũng trực tiếp tiến đến chỗ khe hở nhíu mày nói, đây rõ ràng chính là muốn làm khó người khác. Tô tiểu thư là cố ý. Bác dịch đứng ở ngoài phòng mặt bộc lộ thần tình lo lắng nhìn về phía trang hạo nhiên muốn cho ít ý kiến thế nhưng vấn đề này xác thực không phải sở trường của anh. Tô lạc hoành đột nhiên sáp đến nhìn về phía trang hạo nhiên phấn khởi, mắt chợt lóe nói tôi ngược lại có biện pháp. Lời này vừa ra mọi người cùng nhau tiến sát về phía anh rất hưng phấn hỏi có biện pháp gì. Trang Hạo Nhiên cũng hơi nghiêng mặt nhìn anh. Tô Lạc Hoành một bộ dáng cao thủ võ lâm đẩy lâm sở nhai tiến đến trước cửa phòng vừa nhìn trương ủy viên bộ dáng uy phong lẫm lẫm anh cũng làm một bộ biểu tình hưng tợn nói, vì lão đại. Chúng ta liền phái người võ công cao cường cầm trong tay trường châm sử dụng nhất chỉ thần công trực tiếp phát lực xuyên qua ngực trương ủy viên không chừng trong nháy mắt là có thể bắn chúng chén nước kia. Biện pháp này thế nào? Phốc, Lãnh Mặc Hàn một bộ biểu tình muốn chết nhịn xuống đoàn khí trong ngực nhìn về phía anh từng chữ từng chữ hỏi, cậu cảm thấy phái cao thủ võ lâm đi làm loại chuyện này. Tô Lạc Hoành mắt mở to quay đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn cao giọng nói cậu. Anh muốn huynh đệ đi phi châm, ám sát, thật con mẹ nó ăn mật gấu thêm dầu cống ngầm rồi. Lãnh Mặc Hàn mặc dù nghĩ vì huynh đệ hiến thân cũng nhịn không được vươn tay kéo cổ áo Tô Lạc Hoành nện anh vào gian phòng gần cửa phòng ăn VIP đạp mấy đá vào người anh. Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt cũng cùng nhau vọt vào phát điên xé y phục anh muốn đem anh chói gô treo ngược lên đánh chết, ngay cả tiêu đồng cũng chạy vào đạp mấy đá. Ai ai ai, đừng đá, Tô Lạc Hoành cả người bị đánh đến nổ đom đóm mắt. Anh vừa dùng tay cản trở quyền đấm cước đá vừa điên cuồng ngửa đầu kêu lên, tôi chỉ là cảm thấy không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cho nên mới đùa một chút thôi. Chỉ bằng cái đầu heo của anh cũng biết nghĩ không ra biện pháp. Anh chính là một con lợn chết, tiêu đồng không nói hai lời sống chết quỳ trên mặt đất phát tiết lên người Tô Lạc Hoành. Ai nha, đừng đánh, khẩn trương nghĩ biện pháp đi, Tô Lạc Hoành bị đánh đến sợ nhanh chóng kêu lên. Bác dịch đứng ở một bên nhìn bốn nam nhân trong phòng trách mắng kêu loạn lăn qua lăn lại thành như vậy. Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới chậm rãi đi tới trước mặt Trang Hảo Nhiên nhìn anh trầm giọng hỏi cậu có biện pháp nào không? Đây đúng là một chuyện rất khó, cậu xem khối băng trước mặt sắp hòa tan trang hạo nhiên nghe bác dịch nói cũng nặng nề lẳng lặng, lặng ngẩng đầu nhìn về phía khối băng cửu long trên bàn cơm từ từ dâng lên sương mù mà khối băng bắt đầu từ từ tan ra nước tan ra giống như thời gian lặng yên không một tiếng động chảy xuống nếu như không cẩn thận lưu ý sẽ không chú ý tới xung quanh khối băng đã bắt đầu tràn đầy nước đôi mắt anh lợi hại nhìn kỹ khối băng đường trí long cũng ngồi bên bàn ăn nhìn về phía khối băng bắt đầu từ từ tan sương mù dần dần bốc lên càng ngày càng cao ông đột nhiên phát hiện một điểm manh mối đôi mắt lóe lên đường khả hinh ngồi ở bên cạnh cha tâm tình sốt ruột nhìn về phía khối băng đang chậm rãi tan cô cắn chặt môi dưới khẩn trương phiền muộn vươn tay khẽ động tay áo cha thanh âm tinh tế mềm nhẹ nói ba nghĩ biện pháp con 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 muốn lập gia đình phốc đường trí long nghe con gái nói vậy không khỏi mỉm cười chậm chạp cúi người nhìn về phía con gái mang bộ dáng xấu hổ cùng khẩn trương đôi mắt ông lóe lên lại chậm rãi quay mặt sang muốn nhìn trang hạo nhiên phía ngoài phòng tô linh lúc này khẽ chớp mắt ngắm đường trí long nhấc mắt lúc này mới nhịn không được cười rộ lên đường chủ tịch tô linh từng nghe ông nội nói ngài trí tuệ hơn người nhất là mười mấy năm trước càng luyện thành hỏa nhãn kim tinh tương lai tô linh thật muốn hảo hảo thỉnh giáo ngài làm thế nào mới có thể nuôi dưỡng được một nhân vật như tổng giám đốc trang cháu còn cần bồi dưỡng Trương ủy viên cũng không khách khí nhìn về phía Tô Linh nhịn không được nói, ta lại sợ cháu thông minh quá lại không ai thèm lấy. Cũng không biết ông nội cháu thế nào dưỡng ra cháu hay làm khó dễ người khác. Tô Triệu Thần thiếu chút nữa phun nước chè ra, ông vừa cầm khăn tay nhẹ trà lau khóe miệng vừa khoái trá vui cười nói, tôi thế nhưng tốn không ít tâm tư trên người nó. Nó còn thông minh hơn Thủy Kỳ, ba tuổi cũng đã cãi nhau ẩm ý với quả trên cửa sổ rồi. Ông nội, Tô Linh cố ý oán trách nhìn ông nội, nhịn cười nói ông thật xấu cháu lúc ba tuổi nhà chúng ta còn chưa có quả ông rõ ràng chính là ngầm cười chế nhạo cháu hồi bé thời gian theo ông học sơn tranh thủy mặc liền biến nhà mình thành loạn thất bát tao đen xì xì giống quả đen nói cháu là quỷ gây sự biết là tốt còn nói ra tô triệu thần lại nổi lên mấy phần tiêu ý nói tô linh hung hăng xem xét ông nội một chút lúc này mới nhìn về phía khối băng cửu long trên bàn cơm bắt đầu từng điểm từng điểm hòa tan cô đột nhiên tâm tình khoái trá vươn tay chống má cố ý thở dài nói, ôi, xem ra khối băng này cũng nhanh hòa tan. Ta còn khát vọng Tổng Giám Đốc Trang thật sự có bản lĩnh thông thiên có thể hóa giải nan đề nho nhỏ này của ta. Sớm biết như vậy, ta lúc đó nên đem hết thủ đoạn giúp em trai theo đuổi khả hình mới đúng. Lời này vừa ra, Trang Ngải Lâm ngồi đó ngẩng đầu trầm mặt chừng Tô Linh biết cô là châm chọc mình không có năng lực hỗ trợ em trai. Cô trong lồng ngực chôn một đống bom lại không có chỗ phát tiết. Hai nhà tưởng trang ngồi đó cũng bắt đầu có chút khẩn trương, chỉ có Tuyết Nhi một thân váy ngắn rối bù ôm gấu bông của mình cũng nhìn về phía khối băng, đôi mắt trừng thật lớn thật lớn, bởi vì gần đây được Uyển Thanh dùng tiềm thức làm trị liệu khôi phục cho cô cho nên trạng thái tinh thần và lý trí hiện giờ của cô cũng gần khôi phục, chỉ là một ít năng lực dự đoán còn chưa xuất hiện, chỉ thấy cô trừng lớn hai mắt giống như nhìn thấy một hình ảnh nhưng lại không rõ ràng, đầu càng lúc càng nghiêng. Không ai cẩn thận lưu ý bộ dáng của cô chỉ là ngồi ở vị trí của mình lo lắng chờ đợi. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ một mình một người cầm đoàn châm đứng bên ngoài cổng hoa nhìn kỹ đoàn châm sắc bén lóe ra cường liệt quang mang. Lãnh mặc hàn đánh Tô Lạc Hoành xong lúc này mới chậm rãi đi tới nhìn anh nói, mình vừa nhìn một chút tình huống xung quanh, toàn bộ phòng ăn đều bị vây kín dù cho mình thủ pháp tốt cũng không cách nào tìm được góc độ thích hợp phi châm tới chén nước trừ phi thực sự xuyên qua người trương ủy viên. Trang Hạo Nhiên nhấc mí mắt tức giận nhìn anh. Lãnh mặc hàn cũng bất đắc dĩ cười, Trang hạo nhiên lại nhíu chặt mi tâm nắm chặt đoạn châm giống như vẫn đang suy nghĩ chuyện gì, thế nhưng lúc này dường như anh nhớ tới cái gì có chút nghi hoặc kinh ngạc hỏi, đúng rồi. Tổng giám đốc tưởng đâu, sao không thấy anh ta? Vừa dứt lời cửa phòng vip dứt khoát mở ra chỉ thấy đồng anh vẻ mặt bất đắc dĩ làm bạn bên cạnh mà tưởng thiên lỗi như người bị đói đã lâu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen ngồi trên sofa, tay trái cầm chén cơm, tay phải cầm đũa đưa về phía đĩa lạc gắp từng củ lạc đưa vào trong miệng nhàn nhã nhai. Trang hạo nhiên rốt cuộc chấn kinh chừng mắt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi một bụng oán khí, tay cầm chén cơm ở trước mắt bao người nhìn xúc sinh trang hạo nhiên này tàn bạo nói thẳng, tôi biết anh vừa ra tôi sẽ không có chuyện tốt. Nhưng tôi không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy, bữa cơm cũng không cho người ta ăn no. Audio điện tử võ tấn bền chương 1276, đại kết cục phần 16 Mưa rơi càng ngày càng lớn, những giọt mưa nặng hạt, đập xuống rồi nảy lên thành những đợt gợn sóng trầm lặng. Cái miệng lợi hại này của cậu, hôm nay coi như là gặp phải đối thủ rồi. Tưởng thiên lỗi trực tiếp buông đũa xuống, vẻ mặt đầy diễu cợt, bất đắc dĩ đi tới rồi nhìn hướng trang hạo nhiên nói. Tô Linh có thể được xem như tài trí hơn người, nghe nói lúc cô ấy mới 5 tuổi thì đã thuộc lòng hết một bộ quốc học hoàn chỉnh, tuổi nhỏ mà đã bộc lộ được ngôn ngữ mạch lạc. Hơn nữa là cô ấy lập tức luyện được kỹ năng hội họa, tranh thủy mặc của cô ấy cũng là hạng nhất hiện nay người đến cửa cầu vẽ cũng nườm nượp không dứt chỉ số IQ và IQ của cô ấy cơ hồ đều không người nào có thể đạt được qua nhiều năm như vậy tôi tiếp xúc cùng với cô ấy cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe thấy cô ấy nói một câu một chữ vô nghĩa nào cô ấy đưa cho cậu câu hỏi của vấn đề này tôi xem cậu phải làm thế nào để giải trang hạo nhiên nghe xong những lời này của tưởng thiên lỗi đôi mắt anh lóe lên ánh sáng lấp lánh khuôn mặt hơi lộ ra nụ cười bí ẩn anh nhìn về phía Tô Linh ngồi ở bên trong, đang cùng ông nội và ủy viên Trương nhẹ nhàng thảo luận, khối băng trên bàn ăn kia đang chậm rãi tỏa ra khí lạnh. Tưởng Thiên Lối cũng tiến lên trước, nhìn về phía phòng khách bên trong, ủy viên Trương canh giữ ở chính giữa, đem chén nước kia ngăn cản thật chặt chẽ. Đầu tiên anh sâu kín suy nghĩ thật kỹ một lúc rồi mới nói, "Tô tiểu thư quả thật là một người lợi hại." Cô ấy biết đem chén nước kia ngăn cản ở phía sau ủy viên Trương. Chúng ta cũng không có bất cứ biện pháp nào để tóm được cô ấy. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ cái vấn đề này một chút, lúc này mới xoay người, nhăn chán nhíu mày nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi, "Này, tôi hỏi anh, ổ khóa kia thật sự là do chín khóa tâm đánh thành?" "Phải." Tưởng Thiên Lỗi gật đầu trả lời. Ai bày ra cái ý tưởng thối hoắc này, đem hắn kéo ra ngoài trực tiếp làm thịt. Dáng vẻ Trang Hạo Nhiên làm bộ hung dữ. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn về phía trang hạo nhiên tức giận nói cậu đến lúc này rồi mà vẫn còn có tâm trạng để đùa giỡn cậu nhìn tảng băng ở giữa bàn ăn một chút đi nó cũng gần như muốn hòa tan rồi mọi chuyện đều luôn có biện pháp giải quyết trang hạo nhiên lần nữa nở nụ cười hấp dẫn nóng bỏng điệu bộ kia trông vẻ như trong lòng đã có dự tính để cho đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng lấp lánh vậy cậu đã có biện pháp gì chưa tưởng thiên lỗi hơi cao giọng nhìn về phía người này rồi nói nếu cậu không nghĩ ra được biện pháp nào Hoàn cầu sẽ phải tài trợ công cộng không dưới 3 năm, tôi sẽ ôm cậu cùng nhau tìm đến cái chết. Anh không nên cả ngày lẫn đêm đều suy nghĩ về công việc đi. Chẳng trách anh không cưới được vợ. Trang Hạo Nhiên chán ghét nhìn anh một cái, lúc này mới cười rộ lên nói, anh hãy cho tôi suy nghĩ một chút làm cách nào để giải quyết chuyện này. Ngược lại tôi có một biện pháp. Lúc này Trương Thục giao xoay người thong thả bước tới, mở miệng nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía cô biện pháp gì, tiêu đồng và mọi người cùng nhau khẩn trương nhìn về phía cô. Trương Thục Giao khẽ mỉm cười, đi tới trước song cửa kia, đầu tiên là nhìn vào mọi người chờ bên trong nhà, sau đó nhìn về phía dáng vẻ mạnh mẽ kia của ủy viên Trương, mới chậm rãi lên tiếng, hãy suy nghĩ một chút, đó cũng chỉ là một chén nước trong vắt mà thôi, yêu cầu muốn lão đại dùng một cây đoạn châm phi chúng vào nước trong vắt ở phía sau ủy viên Trương, đây quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp khác. Ví dụ như sử dụng đội chống 50 người mạnh mẽ, thông qua các rung động âm thanh, được gây ra bởi môi trường xung quanh để đạt được kết quả là lực cộng hưởng tư. Trường hợp này sẽ giống như động đất nhẹ vậy, từ đó sẽ tạo ra các vòng gợn sóng trong chén nước trong vắt kia. Ô hát hát hát, thuộc giao, cái biện pháp này của cô được đó. Tiêu đồng kinh ngạc mừng rỡ vui vẻ đi tới trước mặt trương thuộc giao, đưa tay ra sâu nặng bắt cánh tay cô, cười rộ lên cô thật sự là rất lợi hại. Trương Thục Giao khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn về phía mọi người, biện pháp thứ hai. Tô Tiểu Thư cố ý trở lại ở song cửa này một khe hở, ngược lại là có thể giúp chúng ta tận dụng gió mạnh, quét từ bên ngoài vào bên trong. Một chén nước trong vắt kia có bao lực ổn định, không chừng một chút gió thôi cũng có thể dễ dàng để cho nó tạo ra các gợn sóng nhẹ nhàng. Tiêu đồng trong lúc này, thở gấp gáp vì kinh ngạc, hết sức hết sức bội phục nhìn Trương Thục Giao cười rộ lên, rất ngạc nhiên mừng rỡ nói, Thục Giao, cô thật sự là quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ dùng cái biện pháp này. Đám người lâm sở nhai cùng Tào Anh Kiệt nghe thấy lời nói này của Trương Thục Giao, cũng cảm thấy có thể xem là một biện pháp tốt, vội vàng xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười. Sộ lên, lão đại, anh cảm thấy như thế nào? 50 người 50 chống này, chúng tôi có thể chuẩn bị ngay lập tức. Ngay cả trăm người trăm chống cũng không thành vấn đề nhé. Trang Hạo Nhiên đã một mình đi vào phòng Khánh Tiết Phíp mà vừa rồi tưởng thiên lỗi mới ăn cơm nghỉ ngơi. Đầu tiên là anh đặt cái đoạn châm kia xuống, rồi chậm rãi tiêu sái nới lỏng nút áo âu phục của mình, cởi ra rồi đem nó đặt ở một bên. Sau đó anh thong dong nhàn nhã ngồi trên ghế salon lùn, nâng lên bát cơm mà tưởng thiên lỗi chưa ăn xong, cầm lên đôi đũa đã dùng qua kia, trực tiếp kẹp từng viên đậu phộng lên để ăn, sau đó nhẹ nhàng khêu một chút cơm thơm dẻo bỏ vào trong miệng, rất thoải mái và nhàn nhã nhai tất cả mọi người nhìn về phía dáng vẻ này của anh đều ngây ngẩn cả người nhất là tiêu đồng đi tới nhìn về phía trang hạo nhiên kinh ngạc nói lão đại anh thì thế nào anh cảm thấy biện pháp vừa rồi kia không thể dùng được sao mọi người cũng quái lạ nhìn về phía anh đúng vậy anh chớ bày ra cái dáng vẻ này thời gian sắp không còn kịp nữa rồi đám người tô lạc hoành cùng lâm sở nhai cũng sốt ruột gần muốn chết lúc này nhã tuệ nghe được tin tức nói trang hạo nhiên bị thử thách sau đó cô cũng đi qua để xem xét tình hình nhưng cũng nghi ngờ cùng kinh ngạc nhìn về phía anh đầu tiên là trang hạo nhiên nhàn nhạt bưng bát cơm lên sau đó nhẹ nhàng khêu một chút cơm bỏ vào miệng nhai nhẹ mấy cái rồi chậm rãi nuốt xuống cổ họng lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bức tường ngăn ở cửa phòng vip có một đống người anh bật cười rộ lên gấp cái gì đúng rồi mấy người còn chưa có ăn cơm hả mau vào đây một và hai đậu phộng này không tệ ngọt ngào giòn rụm, dùng muối bảy sắc để rang. Ôi chao, lão đại à, anh như thế nào mà vẫn còn ăn được chứ? Vợ này anh không cưới à? Lâm sở nhai thật sự là không có cách nào bắt chẹt được anh. Nói bậy, trong nháy mắt trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, hung ác trợn mắt nhìn lâm sở nhai một cái rồi mới nói, ai bảo không? Cưới, chậm một ngày cũng không được. Vậy hiện tại anh đang làm gì vậy hả? Khối băng kia sắp tan thành nước rồi. Tô Lạc Hoành thật sự rất là gấp gáp nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn ngược lại hết sức điềm tĩnh đứng ở bên ngoài sảnh phòng VIP, nhìn về phía dáng vẻ thong thả nhàn nhàn nhã. Nhã kia của Trang Hạo Nhiên, ngược lại không phải thật sự anh ấy đã có biện pháp đi. Tưởng thiên lỗi đứng ở sảnh bên ngoài phòng VIP, nhìn bộ dáng kia của Hạo Nhiên, anh ngược lại cũng hết sức trầm tĩnh lại. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện nữa, mà ở dưới sự quái lạ của mọi người cùng những ánh mắt sốt ruột, tay bưng bát cơm, anh vươn đúa gắp từng viên từng viên đậu phộng bỏ vào trong. Miệng nhai, sau đó anh đem cơm thơm dẻo ăn từng chút một. Trong lúc đang nhai cơm, tâm trí anh nhanh chóng suy nghĩ thoáng qua chuyện mà Tô Linh vừa rồi mới nói, nghe Tổng Giám Đốc Trang đã từng nói, phụ nữ bên cạnh ngài đều như Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu tiên cũng không phải là vị hôn thê của ngài có điểm hương hoa làm hấp dẫn người khác. Vậy thì nhân tiện hôm nay Tô Linh muốn xem một chút, Tổng Giám Đốc Trang là hay không thật sự có sức mạnh xuyên thấu mãnh liệt, nhận ra đạo lý tình yêu như rượu hôn nhân như là nước anh chậm rãi suy nghĩ những lời này cúi đầu nhanh hơn nữa đem tất cả cơm trong bát toàn bộ ăn sạch sẽ mọi người khiếp sợ trợn tròn hai mắt nhìn về phía người đàn ông này ăn no trang hạo nhiên trực tiếp đặt bát đũa xuống thuận tiện không thèm để ý tới mọi người nữa mà trầm mặc kéo âu phục bước đi theo nhịp hết sức tiêu sái mà đẹp trai ra khỏi phòng khánh tiết vip sau đó nhanh chóng đi tới bên ngoài Song cửa hoa văn Đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú khối băng Cửu Long ở trên bàn ăn, khối băng kia giống hệt như mỡ dê vậy trắng như tuyết, đang từng chút một bốc lên sương khói. Anh khẽ mỉm cười, liền xoay người hướng hành lang Du Long đi tới, thậm chí bóng dáng tiêu sái đẹp trai kia cũng sắp dần dần biến mất ở giữa chùm ánh sáng của mái ngói lưu ly li tuyệt đẹp. "Lão đại, anh muốn đi đâu vậy?" Tô Lạc Hoành khẩn trương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên rồi lập tức kêu lên. Tất cả mọi người cũng đều đang sốt ruột gần chết nhìn anh. Ngay cả Tưởng Thiên Lối cũng kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, thì anh đã sắp dần dần biến mất giống như bông hoa đang trôi ở giữa. Dòng nước suối mộng ảo vậy. Về nhà tắm và thay quần áo đây." Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ rất xa ở bên kia truyền tới. "Hả, đi tắm?" Mọi người đồng loạt khẩn trương kêu lên. Tịnh Kỳ cùng Phương Di vẫn một mực yên lặng canh giữ ở bên ngoài, họ nhìn bóng dáng tiêu sái kia của tổng giám đốc Trang. Quả thật biến mất ở trên hành lang du long khuôn mặt các cô cũng lộ ra vẻ mặt kỳ dị lạ lùng. Bên trong phòng, ủy viên Trương và mọi người nghe thấy ở bên ngoài có chút náo động, nhất là Tô Linh đang định ra lệnh cho quản gia chuẩn bị một bàn cờ để ông nội tới chơi. Ai ngờ cô nghe thấy ở bên ngoài một ít âm thanh khoa trương, cô liền nhàn nhã mỉm cười rồi mới nói với Trần Mạn Hồng dừng lại tới bên cạnh cửa hỏi thăm tình hình một chút. Trần Mạn Hồng ngay lập tức trong bầu không khí căng thẳng ở nơi này, nhanh chóng đi tới bên khe cửa cùng tịnh kỳ ở ngoài cửa nhỏ giọng nói chuyện một lúc. Sau đó cô mới gấp rút vội vàng đi tới bên cạnh Tô Linh, nhỏ giọng nói với cô. Tô Tiểu Thư, bên ngoài nhà, ưm, không, không có chuyện gì, chẳng qua là, Tổng Giám Đốc Trang đi rồi. Đi rồi, đường khả hình thở ra một hơi lạnh lẽo, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Mạn Hồng, sợ hãi kêu lên, anh, anh ấy. Đi nơi nào? Vẻ mặt Tô Linh cũng lộ ra mấy phần nghi ngờ cùng kinh ngạc, Nhìn về phía Trần Mạn Hồng Trên mặt ủy viên trương cũng đầy vẻ không vui Sâu xa nhìn chầm chầm Trần Mạn Hồng Khuôn mặt Trần Mạn Hồng lộ ra vẻ lúng túng Một chút ẩn nhẫn Lúc này mới ấp a ấp úm nói Đúng vậy Có vẻ như trở về Về nhà tắm Đường khả hình cơ hồ như bị người ta điểm huyệt vậy Cả người cố định ở tại chỗ ngồi Cõi lòng đầy tan nát Cái thằng xuất sinh này Trang tính vũ hơi nặng nề đập tay xuống thành ghế tức giận bốc hỏa nói nó rốt cuộc muốn làm cái gì lúc này rồi còn trở về nhà tắm rửa trang ngải lâm cùng những người khác ở hai nhà tưởng trang toàn bộ cũng gấp gáp tới độ không nói ra lời tổng giám đốc trang đây là có ý gì anh ta rốt cuộc có tới hay là không gương mặt ủy viên trương căng thẳng trực tiếp hỏi trần mạn hồng cũng không phải hết sức rõ ràng liền thật khẩn trương trả lời ư um, tôi chúng tôi cũng không biết rõ ràng lắm chỉ biết là anh ấy rời đi cũng, cũng không có để lại một nửa lời. Vẻ mặt đường khả hình thực sự muốn khóc. Ngược lại đường trí long lúc này mới tỉnh táo lại, hai tròng mắt ông đảo quanh phòng, với sự hiểu biết của mình đối với trang hạo nhiên, ông thật sâu thật sâu xa nhìn về phía khối băng ở trên bàn ăn, nó đang dần dần tan chảy thành nước, giống như nước mắt vậy từng viên từng viên rơi xuống. Tô Linh lúc này, ngược lại hơi thu lại biểu hiện của mình, lóe lên ánh mắt lấp lánh, suy đoán về sự việc này nếu như nó dám cứ như vậy mà bỏ đi, vẻ mặt trang ngải lâm đầy sự hung tợn, tức giận đến mức sắp bóp vỡ quả đấm của mình nói, trước tiên tôi đi ra ngoài, đem xương cốt của nó phá hủy. chương 1277, Đại kết cục 17 Tất cả đều trầm mặc bầu không khí từng chút từng chút trở nên khẩn trương. Bên trong phòng, ánh đèn phượng hoàng giữa phòng ăn trí tôn, chiết xạ ra ánh sáng óng ánh tươi đẹp, nhất là trong lúc xoay tròn tỏa ra ánh sáng đến ngắc nhiên, giống như màu sắc tiên cảnh xinh đẹp nhất. Ngay chính giữa bàn cơm bằng gỗ lim được điêu khắc tinh xảo ở cửu long, để ly dương chi bạch ngọc, khối băng để giữa bàn kia kéo dài mà thong thả bốc lên khí lạnh. Thời gian dường như trôi qua nhanh chóng, khối băng ngày càng chảy ra nhanh hơn. Kỳ thực coi như có thời gian. Trương Bồi Viên ngồi ở vị trí đầu não, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo, bầu không khí xung quanh cũng giống như theo khối băng kia bốc khói mà càng lúc càng động lại, ai cũng bắt đầu trầm mặc ngồi ở vị trí của mình, không nói được lời nào. Ngay cả Tô Triệu Thần cũng dần dần trở nên trầm mặc, chỉ là hai tròng mắt vẫn có thể nhìn ra, hiện lên một chút ý cười nhẹ nhõm. Người hai bên gia đình tưởng trang rõ ràng thoạt nhìn có chút không kiềm chế được lại không dám lên tiếng. Hai cha con đường trí long cũng vô cùng yên lặng ngồi. Tô Thủy Kỳ ho khan một tiếng, cũng thở nhẹ một hơi, Hai tay khuỷu tay không khỏi tựa trên bàn cơm, ngón tay xoa cằm, hai tròng mắt hơi lóe ra, nghĩ đến Trang Hạo Nhiên rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tô Linh ngồi ở vị trí, trên mặt mặc dù còn bộc lộ một nụ cười nhẹ, lại có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí này càng lúc càng quỷ dị. Quả nhiên, không bao lâu sau, Tịnh Kỳ cùng Phương Di canh giữ ngoài phòng nghe thấy một loạt tiếng bước chân tinh tế, các cô có vẻ tò mò xoay người trực tiếp nhìn thấy hai người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên của khách sạn biểu hiện trên mặt các cô vô cùng chuyên nghiệp lại cẩn thận, Lặng Yên đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, đầu tiên là đối với anh vô cùng tôn kính khom lưng chào hỏi, lúc này mới nâng tay nhẹ che lại khuôn mặt, ở bên tai anh tinh tế nói mấy câu. Thần sắc Tưởng Thiên Lỗi lạnh đến thấu xương, hai tròng mắt lóe ra sự tinh nhuệ, nghe nhân viên truyền tin, trên mặt anh đột nhiên hiện lên một điểm thần bí tươi cười, lại rất mau chóng biến mất, gật đầu. Hai nữ nhân viên lại lập tức cúi người chào Tưởng Thiên Lỗi sau đó mới trầm mặc xoay người ly khai. Phương Di cùng tịnh kỳ cùng nhau hít mắt lại, có chút kỳ quái nhìn anh. Mấy người lâm sở nhai, tào anh kiệt, còn có lãnh mặc hàn cùng nhau trầm mặc mà khó hiểu nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi thế nhưng chỉ ho nhẹ mấy tiếng mới trầm mặt đi tới trước mặt lãnh mặc hàn, lấy thân phận tổng giám đốc thần bí mà cẩn thận phân phó anh mấy câu. Lãnh mặc hàn lặng lặng nghe, sau đó lập tức cung kính gật đầu, tức khắc hướng đến hành lang bên kia của du long trầm mặc đi đến lâm sở nhai cùng tào anh kiệt bọn họ mở chừng hai mắt nhìn lãnh mặc hàn rất nhanh xoay người có chút khoa trương kêu uy chuyện này là thế nào nói cái gì vậy anh muốn đi nơi nào a à? bên trong phòng trần Mạn hồng tinh tế về phía tô linh từ từ thông báo tình huống cô hơi nhíu mi tâm mang theo một điểm nghi hoặc cùng kỳ quái muốn biết rốt cuộc trang hạo nhiên có kế hoạch gì mà mọi người ngồi trong phòng cũng lại dần dần bắt đầu dướn cơ thể cố gắng nhìn ra bên ngoài lúc này trong phòng mang theo một điểm gió nhẹ, mặt nước vẫn như cũ yên lặng như gương, chỉ có mấy nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh trầm mặc mà ổn định đi giữa chủ nhân châm trà, dâng bánh ngọt. Đường khả hình cảm giác trái tim mình giống cái trống, đập bang bang, sốt ruột mà khẩn trương nghĩ trang hạo nhiên rốt cuộc đi đâu rồi. Lúc này, phòng tổng thống. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, róc rách, rất nhàn nhã thong thả. Tiêu đồng cùng trương thục giao đứng chờ bên ngoài, đều vội vàng muốn chết. Bác dịch theo qua đây, cũng không để lý giải nhìn về phía cửa phòng tắm, nghĩ người này rốt cuộc muốn làm gì. Một lát sau, cửa phòng tắm rốt cuộc mở ra. Trang hạo nhiên mặc áo choàng tắm màu trắng, cổ áo hơi mở ra đẻ lộ những vân da màu đồng quyến rũ, tay anh vuốt vuốt mái tóc ngắn đã ướt súng. Một bên cất bước ra, thân ảnh ổn trọng mà hữu lực, đẹp trai tiêu sái, anh lại vẫn như cũ không lên tiếng, không để ý mấy người trong phòng nghĩ gì mà cất bước đi vào gian quần áo, trước mặt gần nhìn bộ âu phục quý báu mà chị mình chuẩn bị, từ từ mà yên lặng xem lướt qua. Lão đại, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Khôi băng ấy sắp tan hết, anh còn ở đây nhàn nhã tắm và chọn quần áo. Tiêu đồng thật là khẩn trương đi theo phía sau lão đại, sốt ruột kêu. Vẻ mặt trang hạo nhiên bộc lộ mấy phần trá dị nhìn về phía tiêu đồng nói lên, chẳng lẽ tôi không được tắm sao? Chẳng lẽ tôi không được thay quần áo sao? Anh biết ý của tôi không phải như vậy. Tiêu Đồng thật là gấp muốn chết. Biết rồi, Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhanh chóng nâng tay, không kiên nhẫn phân phó, ra ngoài đi. Tôi muốn thay quần áo cô cũng theo vào, không biết xấu hổ à? Lão đại, Tiêu Đồng thấy anh không có cách nào, chỉ phải ngoan chừng mắt một cái, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười nhìn Tiêu Đồng xoay người ly khai, vịch một tiếng đóng cửa lại, anh mới thu lại sắc mặt, hai mắt bắt đầu càng lúc càng tinh nhuệ. Anh không nói thêm gì nữa mà là chỉnh trọng chạm tới trước môi bộ Âu phục chậm rãi xem một chút, rốt cuộc chọn một bộ Âu phục màu xanh đậm của Hoàng thất Anh Quốc, lại lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Không bao lâu sau, của phòng thay đồ mở ra, chàng hảo nhiên như một quý tộc Anh Quốc với chiều cao 1m9, mặc bộ Âu phục màu xanh đậm, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở ra. Anh hiên ngang đi ra, cả người đứng trước gương, hơi cúi xuống phía dưới nhẹ khuy lại nút ống tay áo, mới phân phó thuộc giao, đem châm hoa đã chuẩn bị mang tới đây cho tôi. Trương thuộc giao đầu tiên là nghi ngờ nhìn anh một cái, sau đó mới chậm rãi xoay người đi vào gian để đồ, quả nhiên thấy bên trong giá thủy tinh xa hoa là những hộp nhung màu lam đựng những chiếc châm hoa đi điêu loại màu sắc. Cô không lên tiếng mà là cẩn thận từng ly từng tí cầm một chiếc châm hoa lên rồi trầm mặc cất bước ra, đi tới trước mặt trang hạo nhiên đeo lên ngực anh chiếc châm hoa hoa hồng trắng, trong nháy mắt tỏa ra khí thế long trọng và mị lực của một người đàn ông. Trang hạo nhiên đứng trước gương, nhìn chính mình trong gương, tinh thần sáng láng, thần thái phấp phới, anh rốt cuộc bộc lộ vẻ đắc ý mà cảm thán, bất đắc dĩ nói quá đẹp trai. Thật là quá đẹp trai. Chật chật chật, tiêu đồng cùng trương thục giao mắt lé nhìn người này, bác dịch đứng ở một bên có chút nhịn không được cười. Đi thôi, trang hạo nhiên tự tin, trực tiếp nói một câu liền trực tiếp hướng ngoài phòng ngủ đi ra anh muốn đi nơi đâu? Tiêu đồng theo sát phía sau anh, nhanh chóng hỏi. Thúy Trúc Hiên, còn có thể đi đâu? Thanh âm trang hạo nhiên ở phía trước chuyển đến, mấy người tiêu đồng cùng trương thuộc giao vội vã khẩn trương theo ra. Bên trong phòng trương bồi viên chờ người, rốt cuộc chờ đợi có chút không kiên nhẫn, thậm chí có một chút tân khách ngồi tại chỗ, các loại ngôn ngữ động tác cái gì cũng có. Khối băng để giữa bàn kia đã bắt đầu nhanh chóng tan ra, lúc đầu to bằng hai nắm tay lớn giờ cũng chỉ còn một nắm tay nhỏ. Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn về phía khối băng sắp tan kia, cô đột nhiên ngẩng đầu dũng cảm nói với Trương Bồi Viên: "Không bằng cứ để chúng con kết hôn đi. Con vẫn cảm thấy kết hôn là chuyện của hai người." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc cùng chiêu chọc nhìn cô. Trương Bồi Viên đảo mắt cứng rắn nhìn Đường Khả Hinh nói: "Có thể. Chờ tổng giám đốc Trang đi qua cánh cửa này, hôn lễ sẽ được cử hành long trọng. Các ngươi kết hôn mấy lần cũng không sao cả." Phúc. Tô Triệu Thần nghe lời này, lại nhịn không được cười. Đường Chí Long nghe những lời nói ngu ngốc của con gái mình, cũng không khỏi nở nụ cười. Đường Khả Hinh cả người nhụt chí cúi xuống dưới, cắn môi, hai tay trong bóng tối túm chặt túi sách chân châu, lại ngầm mắng Trang Hạo Nhiên, rốt cuộc là mua cái nút gì chứ? Anh sẽ không đi luôn chứ? Nhưng vào lúc này, ngoài hành lang du long hội tụ tân khách càng ngày càng nhiều, bọn họ đứng ở không gian dài mà xa hoa này vô cùng nghi hoặc cùng tò mò nhìn xung quanh. Không bao lâu sau, rất nhiều lãnh đạo cấp cao tập đoàn Hoàn Cầu cũng chỉnh tề như quân đội đi tới trước mặt tưởng thiên lỗi, cúi người chào anh rồi mới trầm mặc mà chỉnh tề có trật tự đứng thẳng hàng, mà rất nhiều nhân viên trực ban của khách sạn Á Châu càng mạo hiểm việc bị cắt trước cũng chen đến, hết sức tò mò cùng khẩn trương nhìn quanh. Phương Di cùng tịnh kỳ nhìn tình hình này càng lúc càng lớn, đều có vẻ có chút kinh ngạc bên trong phòng mỗi vị tân khách nghe bên ngoài truyền đến những âm thanh nhao nhao, toàn bộ đều tò mò nhao nhao ghé mắt ra, bắt đầu thảo luận nói nhỏ nghĩ đã phát sinh chuyện gì. Đường khả hình càng kỳ quái ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về phía khe cửa, bên ngoài có rất nhiều bong người, tâm tình cô khích động nghĩ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Trang ngải lâm trực tiếp đứng lên đi tới cạnh cửa, qua khe hở nhìn một đám người đông nghịt đứng bên ngoài, thậm chí âm thanh càng lúc càng ẩm ý, nhíu mày nghĩ em trai mình rốt cuộc muốn làm gì vậy. Trương Bồi Viên vẻ mặt căng lên, hai tay nặng trống trên bàn ăn, thái độ vẫn cứng rắn và nghiêm nghị như cũ. Không đến một hồi, khối băng trên mặt bàn chỉ còn lại như một ngón tay. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên ngoài cánh cửa, thần sắc nghiêm nghị nâng tay nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền hướng Đông Anh gật đầu. Đông Anh tức khắc hiểu được ý tứ của anh, một mình nghiêm túc đi tới ngay chính giữa hành lang, giữa hành lang lớn chụp lại ba vị thủ trưởng, trong nháy mắt lãnh mặc hàn một mình dẫn một nữ vũ công mặc bộ váy dài cổ điển màu đỏ, chậm rãi từ trong bóng tối thần bí mà diễm lệ đi tới, chỉ thấy cô tươi đẹp giữa hành lang, dường như ngón tay nhẹ nhàng di động, vũ công nổi tiếng từng làm dậy xong tô hàng. Tình hình này khiến mọi người đều ồ lên. 12 nhân viên lễ nghi của khách sạn mặc bộ sườn xám màu hồng, mỗi người các cô đều sở hữu khuôn mặt thanh tú, mái tóc búi lên tao nhã. Giữa ánh mắt thán phục của mọi người ở đây cùng nhau thần bí mà trầm mặc đi ra, Vũ công dẫn đầu vừa đi ra liền xoay một vòng tựa như những cánh hoa, sợi tơ hồng theo cô cũng kéo một vòng, sau đó liền như vậy đi về phía trước hướng tới phòng ăn trí tôn. Vũ công kia không ngừng xoay tròn thân thể, tùy ý để cho sợi tơ hồng kia dưới váy mình bay theo. Phương Di cùng tịnh kỳ kỳ quái nhìn một màn này, tiểu hình hình vẫn còn bị treo ở phía trên cao, vừa lộn qua lộn lại, nó dường như đã tuyệt vọng mà chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng lúc này ánh mắt của nó đột nhiên chừng lớn nhìn về phía sợi tơ hồng kia, trong nháy mắt bắt đầu vung cánh lên kích động các tân khách càng ồ lên lớn ngoài phòng náo động lớn như vậy bên trong phòng mỗi người bao gồm trang tĩnh vũ ân nguyệt dung tưởng vĩ quốc còn có diệp mạn nghi trang ngải lâm nghe hoắc minh báo cáo tình huống bên ngoài vẻ mặt của bọn họ cũng khó hiểu đường khả hình nghe lời này càng kích động mở to mắt chỉ có đường trí long nhàn nhạt nhìn về phía khối băng giữa bàn kia mỉm cười tô linh lặng lặng ngồi trên bàn cơm nghe tình huống bên ngoài cô cũng nhẹ híp mắt nghĩ đến Trang Hạo Nhiên rốt cuộc muốn làm gì. Không ai phát hiện chén nước phía sau trương bồi viên dường như lặng yên thay đổi, mặt nước phẳng lặng như gương mặc dù rõ ràng hiện lên phản chiếu của chiếc đèn lồng phượng hoàng, những đã bắt đầu chậm rãi kích động. Lãnh mặc hàn đứng bên ngoài cửa phòng ăn trí tôn nhìn 12 nhân viên lễ nghi nhanh chóng đưa những sợi tơ hồng dài đến trước mặt mình. Anh hướng về phía nhân viên phục vụ Thúy Trúc Hiên gật đầu, các cô tức khác hội ý, hai tay nhẹ đẩy bàn dùng cơm của Trang Hạo Nhiên đi ra dưới ánh đèn lưu ly tươi đẹp. Cây châm đã thừa dịp thời gian Trang Hạo Nhiên tắm rửa thay quần áo mà mang đi sát muối, lợi dụng nguyên lý tương hỗ hấp thụ, rốt cuộc mang cây châm bảy màu sát đầy muối mang ra. chương 1278, Đại kết cục 18 Các tân khách cũng đồng thời nhìn về phía chiếc, châm, ngắn kia, tất cả đều không khỏi ổ lên nghi ngờ. Lãnh mặc hàn vào giờ khắc này tức khắc mời nhân viên lễ nghi nhanh chóng cầm lên chiếc kim châm ngắn bảy màu đã sát muối, xuyên qua lỗ kim nhanh chóng kéo sợi tơ hồng kia hướng đến một chỗ khác của hành lang. Dưới ánh đèn xinh đẹp động lòng người xoay tròn, sợi dây tơ hồng kia tiếp tục nhanh chóng thoát ra. Lúc này, toàn bộ nước mưa dường như kim cương mà hạ xuống, vang lên âm thanh khắp không gian. Tưởng thiên lỗi nghiêm nghị đứng trước các lãnh đạo cấp cao, tay giơ lên. Các lãnh đạo cấp cao khách sạn Á Châu thấy chỉ thị, tức khắc đứng sang hai bên bắt đầu vỗ tay theo một tiết tấu, chỉnh tề có trình tự vỗ tay. Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Lãnh mặc hàn lúc này sắc mặt trầm đứng ngay chính giữa, hai tròng mắt lợi hại lóe ra nhìn mấy nữ lễ nghi giã thuận lợi đem một đỉnh đầu cây châm đến trước một nữ vũ công khác. Vũ công kia tiếp tục động lòng người tiếp tục nâng vòng eo thon gọn xoay một vòng, xinh đẹp mà mộng ảo. Anh đứng ở phía xa liếc mắt nhìn bong dáng màu đỏ kia, lúc này mới nhẹ nhàng dần vươn tay dừng trên không trung hai nữ nhân viên cẩn thận từng ly từng tí đem cây kim châm bảy màu ngâm muối kia đưa đến trong tay lãnh mặc hàn cả người anh bắt đầu toát ra khí thế vô hạn theo dặn dò của trang hạo nhiên anh từ từ cầm kim châm trong tay đi tới trước cánh cửa lộ ra ánh sáng tươi đẹp qua khe cửa hé ra dần dần ngẩng đầu hai trong mắt lợi hại nhìn về phía chiếc đèn xoay tròn phượng hoàng treo giữa bàn ăn cửu long chỉ thấy hình ảnh con phượng hoàng rất sống động khí phái mà tư thái xoay tròn Tô Linh rốt cuộc không bình tĩnh nổi, cô trong nháy mắt đứng lên, hai tròng mắt nhiệt liệt mà là khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa. Trang Ngải Lâm cùng mọi người cũng không khỏi đứng lên, hai mắt nhìn chầm chầm vào lãnh mặc hàn bên ngoài khe cửa, đang suy nghĩ rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần lúc này cũng không khỏi ngưng lại khí thức nhìn về phía ngoài cửa. Phương Di cùng tịnh kỳ âm thầm nắm tay, nếu như lãnh mặc hàn dám đối với hai nhân vật trí tôn bên trong phòng làm ra hành động bất kính liền lập tức xuất thủ ngăn lại lãnh mặc hàn lại trong nháy mắt này, giữa những ánh mắt khó hiểu của mọi người, sắc mặt anh căng ra, tay cầm chiếc châm ngâm muối, qua khe hở của cánh cửa, lực đạo nhanh như chấp phi về phía chiếc đèn lồng đang xoay tròn, mọi người bên trong phòng một trận kinh hô, tất cả đều ngẩng đầu nhìn sợi dây tơ hồng mang theo kim châm trong nháy mắt đâm vào trên đầu phượng hoàng, theo ánh đèn trói mắt và xinh đẹp bắt đầu dần dần xoay tròn. Nhiều người đứng lên ngạc nhiên nhìn về phía cây châm kia, theo đèn phượng hoàng xoay tròn, những muối dính vào trên chiếc châm theo quá trình xoay tròn mà rớt xuống một ít, số lượng tuy ít nhưng vẫn là rơi trên mặt nước đa. Đường khả hình mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kim châm trên chiếc đèn phượng hoàng kia. Tô Thủy Kỳ cùng mọi người cũng khẩn trương nhìn, chỉ có Tô Linh mang theo vẻ quái dị rõ ràng nhìn về phía cây châm ngắn kia, hai mắt càng lúc càng sáng. Vũ công áo đỏ trong nháy mắt cây châm đâm vào đèn lồng phượng hoàng, cô dường như thân thể nhiễm máu, bắt đầu kịch liệt di động thân thể xinh đẹp động lòng người như tiên tử trông nom trong cuộc sống có ngàn vạn loại tình duyên hai tay càng trước sau nâng lên nắm lấy sợi tơ hồng kia bắt đầu hướng phòng ăn xoay tròn đi đến làn váy tung bay như hoa như mộng mưa rơi càng lúc càng lớn một trận tiếng bước chân ổn trọng nhanh chóng chuyển đến trang hạo nhiên mặc bộ âu phục màu xanh lam khí thế hiên ngang hai bên trái phải là vệ sĩ bảo vệ nhanh chóng bước dọc theo thúy trúc hiên đi đến nước mưa thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt kiên nghị của anh, hai tròng mắt mị lực nóng rực dường như có thể hòa tan vạn vật, bao gồm cả cây châm ngắn đang đâm vào lồng đèn phượng hoàng kia. Lãnh mạc hàn quả nhiên chạm tới ngoài cửa, qua khe hở kia nhìn thấy cây châm bảy màu dính muối kia quả nhiên bắt đầu theo nguyên lý tương hỗ hấp thụ, một giọt nước to như hạt đậu dần dần ngưng tụ trên khóe mắt phượng hoàng. Mọi người ồ lên nhìn một cảnh tượng này, ngay cả trương bồi viên cùng tô triệu thần cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẫn yên lặng dừng ở giữa chén ngọc trên mặt bàn, dần dần hiện lên ảnh phản chiếu chiếc đèn lồng, bao gồm giọt nước đang xoay tròn lướt qua. Đường trí long ngay trong nháy mắt nhìn cảnh này, nhìn, giọt nước nhất định sẽ phải lướt qua chén ngọc, ông cũng yên lặng. Hai tròng mắt lãnh mặc hàn lợi hại nhìn chằm chằm một màn này, trong nháy mắt phung tay lên, vũ công váy hồng kia tiếp nhận chỉ thị nhanh chóng xoay người, vươn ngón tay ngọc kéo chặt sợi dây, sợi dây tơ hồng nhẹ nhàng bắn ra, nguyên lý chấn động bắt đầu phát huy tác dụng cực nhanh, theo đầu ngón tay chuyển tới phía trên cây châm đâm trên chiếc đèn lồng phượng hoàng kia. Giọt nước như, nước mắt kia quả nhiên trong nháy mắt bị kích thích chảy đi xuống con mắt trái phượng hoàng, lại dần dần dọc theo chén đi xuống trong suốt như giọt xương. Dường như, len keng, một tiếng, mang đến thế gian tối tăm một tiếng động, mặt nước yên lặng như gương trong nháy mắt khơi dậy sự rung động. Mọi người ồ lên, bao gồm đường khả hình cũng kích động, Cô nhanh chóng đứng lên đi đến phía sau ủy viên trương, hai tay nhẹ chống trên bàn vui mừng nhìn chiếc ly kia, ai biết trên mặt nước yên lặng như gương kia, giọt nước mắt kỳ thực không biết rơi vào hướng nào, cô oa một tiếng khóc lên. Khả Hinh, đừng khóc, Tô Linh nhanh chóng đứng lên nhìn về phía đường Khả Hinh kêu lên sợ hãi. Ai biết lúc cô bé này tuyệt vọng khóc giống lên, viên nước mắt trong suốt lia lại chảy xuống giữa chén dương chi bạch ngọc trung, chân chính khơi dậy yêu rung động tôi phải gả cho Trang Hạo Nhiên, tôi phải gả cho Trang Hạo Nhiên, tôi mặc kệ, tôi phải gả cho Trang Hạo Nhiên, tôi muốn làm vợ của anh ấy. Đường Khả Hinh lại lần nữa khóc giống lên, ai cũng không hiểu cô bé này rốt cuộc có bao nhiêu yêu người đàn ông này, ai cũng không biết cô ngày ngóng đêm trông rốt cuộc cũng thấy được người yêu được tự do, cũng không thể lý giải, vì giờ khắc này, cô mang biết bao tương tư. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn về phía cô bé này, ngay cả Tô Linh hai chồng mắt cũng dưng dưng nhìn về phía cô bé này, nhìn cô tuyệt vọng, còn vì tình yêu mà khóc giống lên, là bao nhiêu nàng kia tuyệt vọng cùng chạy hội, còn có vị yêu khóc giống, là bao nhiêu tình cảm chứa trong đó. Trận vỗ tay mang theo tiết tấu kia, kèm theo tiếng khóc tuyệt vọng rốt cuộc nghênh đón người đàn ông thâm tình kia. Thân ảnh trang hạo nhiên như vậy xuất hiện ở hành lang, hai tròng mắt anh cũng rung động ngấn lệ, đi qua vô số người nhanh chóng đi về phía trước, hơi cao giọng nói cảm ơn tô tiểu thư nhắc nhở tôi. Châm ngôn, tức là châm muối, châm, tự hóa giải ra, phía trên là trúc, mà phía dưới là mặn, thành phần tức là tạo thành đau đớn, thứ. Mà rung động chính là vị mặn trong nước mắt, lệ. Đúng là lấy, biến hóa, vì chân lý thời đại, thời gian sẽ là cho đi tất cả. Chúng tôi có thể làm được chính là quý trọng, thời gian trôi qua cùng người yêu thật đáng quý trọng đời đời kiếp kiếp. Tôi có thể làm được có lẽ ở thế giới đó tạo thành rông tố, kích thích chiếc ly kia một chút rung động cùng khiếp sợ, thế nhưng hôn nhân là sự kiên cố, là sự kéo dài, hôn nhân là một loại gắn bó vượt qua cảnh giới của tình yêu. Lời nói này thật thâm tình mà từ từ nói ra. Đường khả hình ngạc nhiên, quay mặt sang kích động nhìn về phía bên ngoài cửa, nước mắt chảy xuống. Mọi người cũng như vậy kinh ngạc nghe lời này, đường trí long lại càng hài lòng cùng công nhận gật đầu cười. Trang hạo nhiên lại kích động cất bước đi, dáng vẻ thâm tình kia, mỗi cái nháy mắt, mỗi một dấu vết đều cuối cùng rơi vào trong quá khứ, lại vào giờ khắc này chỉ mong một khắc lưu cho người phụ nữ mình yêu mến. Anh lại nói, mỗi một cuộc hôn nhân đều cần chứng kiến, cần trời đất chứng kiến, cha mẹ chứng kiến, trưởng bối chứng kiến, bằng hữu chứng kiến, chỉ có loại chứng kiến hôn nhân này sẽ càng thể thể hiện tình yêu và hôn nhân đích thực nhất. Hôm nay tôi rốt cuộc nghênh đón thời khắc chân quý này, mong cha mẹ cùng người thầy tôi tôn kính nhất, cùng các vị trưởng bối chứng kiến tất cả. Lời này vừa nói ra, người hai nhà tưởng trang cùng nhau nhìn về phía trang hạo nhiên gật đầu mỉm cười hai tròng mắt trương bồi viên cũng lóe ra ý tứ tán dương, tô triệu thần cũng hài lòng cười. Đường trí long giờ khắc này, nội tâm cũng kích động vô cùng. Đường khả hình đã khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Trang hạo nhiên trong nháy mắt đi tới trước trí tôn bảo, cách những cây hoa và cây lan cảnh. Hai tròng mắt nhiệt liệt mà thâm tình nhìn thấy than ảnh như hoa như mộng tươi đẹp dưới ánh đèn của vị hôn thê của mình, linh hồn dường như bị lửa thiêu đốt bao quanh cuộc sống của mình, anh lại lần nữa động lòng người nói, ước định của tôi và cô ấy chính là hạnh phúc sau cùng. Vì ước định này, chúng tôi vẫn chịu đựng thống khổ cùng chia lìa. Hôm nay, chúng ta rốt cuộc phá tan chướng ngại cuối cùng kia. Cho nên không còn có bất luận cái gì có thể trí cắt chúng tôi, ngay cả Tô tiểu thư cũng không được. Lời này vừa dứt cả người anh đã như gió đi lên phía trước, vươn hai tay đẩy hai cánh cửa ra, cửa lớn phịch một tiếng, cư nhiên mở ra rung động đến trời theo đó là một sức gió mãnh liệt kịch liệt thổi về phía mọi người. Người đàn ông này mặc âu phục màu xanh lam thình lình xuất hiện sau cánh cửa, như vậy thâm tình kích động nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt vẫn còn vương lại nước mắt nhìn về phía trang hạo nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Linh ngạc nhiên đứng lên, nhìn về phía trang hạo nhiên cư nhiên như vậy đẩy cửa ra đi vào. Tất cả mọi người, bao gồm người hai nhà tưởng trang, trang ngải lâm, Tô Thủy Kỳ đều đứng lên, ngạc nhiên và vui mừng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thần kỳ nghĩ rốt cuộc cậu ta làm cách nào mà đẩy cửa vào được. Trương Bồi Viên lúc này vẻ mặt mới căng ra nhìn về phía Tô Linh, khí thế tràn đầy nói, trên thế giới này, chỉ có tôi mới có khóa Cửu Long, trừ tôi ra ai cũng không có. Cái trò chơi này là cô đưa ra, thế nhưng người quyết định là tôi. Chương 1279, đại kết cục 19. Phòng ăn cung đình Chí Tôn vân ảnh thường, chín tầng song xa như mộng như ảo được long trọng vén lên, nước mưa tuôn rơi giống như kim cương lấp lánh nhấp nháy dưới đất. Ngoài cửa sổ vô số cây chuối cũng nương theo ánh đèn tươi đẹp lóe lên đủ mọi màu sắc bóng loáng. Thúy Trúc Hiên vô số nhân viên tạp vụ ai ai trên mặt cũng tươi cười chúc mừng, bưng điểm tâm tinh xảo, hồ điệp tô, phi tử cười, như ý cao, phân chia đều bày lên trên các bàn ăn cửu long. Các tân khách vui vẻ cười nói thanh âm truyền khắp phòng ăn, đều đang đàm luận màn, ảo thuật, vừa rồi của Trang Hạo Nhiên phấn khích như thế nào, còn có đoạn về hôn nhân như nước, vô cùng cảm động. Trang Hạo Nhiên bồi bên cạnh đường Trí Long mặc dù khiêm tốn đối diện với lời tán thưởng của mọi người kể lại chuyện bày mưu tinh kế tỏa ra quang mang cường liệt, mị lực bắn ra bốn phía quả thực sắc bén không thể đỡ, nhất là khi nhắc đến ma pháp nhỏ nước, anh càng cười đến tiêu sái mê người. Mặc dù trong yến hội một ít thiếu nữ nổi tiếng trong chính giới đều biết rõ anh đã có vị hôn thê hơn nữa còn tình thâm chân thành nhưng vẫn là không khỏi bị anh hấp dẫn. Chỉ cần mơ quang nhẹ liếc về phía chàng trai này trái tim liền bang bang nhảy, thật là hâm mộ vị hôn thê của anh. Lúc Trang Hạo Nhiên tự mình kính trà trương ủy viên và tô triệu thần thì hơi thu lại thần sắc thâm tình nhìn vị hôn thê. Đường khả hình bồi ở một bên cười e thẹn ngọt ngào động lòng người không dám phát ra tiếng. Lúc này Yến hội long trọng như thế tất cả đều là nhân vật trí tôn đáng được tôn kính dù cho hai người có bao nhiêu tình thâm, biết bao tưởng niệm, đều phải bận tâm đến cấp bậc lễ nghĩa không dám lỗ mãng vượt quá. Ân Nguyệt Dung ngồi bên cạnh đường khả hình cười đến sáng lạn hài lòng ôm chặt cô trong lòng cảm động nói với mọi người, mọi người không biết người con dâu này của tôi rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhất là thời gian hạo nhiên gặp chuyện không may con bé biểu hiện thái độ kiên quyết thật làm cho người ta cảm động. Tôi đã nghĩ nếu như hạo nhiên có thể cưới con bé tôi tình nguyện giảm thọ 10 năm. Không ngờ tôi thực sự đã được như Nguyệt, thực sự Bồ Tát phù hộ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cười vang. Cố mạn nghi nghe lời này cũng không khỏi nhìn về phía ân Nguyệt dung đùa còn Bồ Tát phù hộ. Mỗi lần về nước mời bà bồi tôi đến Hoàng Pháp tự dâng hương, bà không phải thắt lưng đau thì chính là tay đau, chân đau, dù sao chính là đủ loại lý do lần này trang gia có thể cưới được dâu hiền ngoại trừ công lao của đường chủ tịch thì đều do khả hinh ngoan ngoãn hiểu chuyện, cùng bà một chút quan hệ cũng không có. Mọi người nghe lời này lại lần nữa cười rộ lên. Trang hạo nhiên cũng cười theo mọi người, trầm ổn đặt chén trà xuống ngồi xuống cạnh đường khả hinh tay vô ý nhẹ khoác lên bờ vai mềm mại nhỏ gầy của cô. Đường khả hinh trong nháy mắt cảm giác cả người bùn rùn hai tay giấu dưới bàn ăn nắm chặt túi sách, tâm kích động sôi trào muốn nhẹ đụng vào bàn tay nơi bả vai mình, điểm tiếp xúc ấy làm cho cô vô pháp chống cự. Tại sao không có quan hệ? Trang Ngải Lâm ngồi ở một bên cũng cười theo, mẹ cháu thế nhưng có tầm quan trọng không nhỏ đấy. Chỉ là không có ai phát hiện bà đại trí giả ngu mà thôi. Đoạn thời gian trước khả hình ôm gối tới nhà chúng cháu nhớ hạo nhiên đến ngủ không được đều là mẹ cháu ôm con bé ngủ che chở như con thỏ nhỏ. Hận không thể biến mình thành nam nhân. Phốc! Ha 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 ha! Tất cả mọi người đều cười vang ngay cả Nhã Tuệ và Tô Thủy Kỳ cũng không nhịn được cười rộ lên. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm thực sự là xấu hổ mất mặt muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cô nhất thời vừa tức vừa vội ngẩng đầu nhịn không được dậm chân kêu chị. Chị, mọi người nghe một chút, Trang Ngải Lâm không khỏi lại trêu đùa nói, con bé gọi chị thật dễ nghe, gọi ba mẹ càng dễ nghe hơn. Toàn bộ mọi người lại lần nữa cười rộ lên. Đường khả hình nhất thời mắc cỡ mặt đỏ bừng vội vàng vươn hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn mất mặt đến mức muốn đứng dậy rời đi. Trang hạo nhiên vội vàng cười thương yêu vươn tay nhẹ kéo hông vị hôn thê làm cho cô ngồi xuống mang theo thâm tình nói đi vào trong đó. Ngồi ở bên cạnh anh. Mọi người đều trêu đùa em thật không muốn ngồi đây. Đường khả hình ngồi trở lại vị trí thật mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Đường Chí Long ngồi ở một bên mang theo cảm động an ủi tươi cười nhìn về phía con gái bộ dáng xấu hổ liền nhịn không được nhắc nhở, được rồi, sắp phải gả cho người ta nên hài lòng mới tốt. Có thể gả cho hạo nhiên là phúc phận của con, tương lai phải hảo hảo quý trọng. Cái đó, Trang Tính Vũ nghe đường Chí Long nói lập tức cười đáp là hạo nhiên nhà chúng tôi chiếm tiện nghi. Thằng bé có thể lấy được khả hinh là phúc phận lớn nhất của nó nếu như xúc sinh này dám không tốt với khả hình tôi là người đầu tiên sẽ thu thập nó. Sao có thể, Trang Hạo Nhiên nhẹ tay phủ ở lưng dưới đường khả hình cười thâm tình nhìn vị hôn thế nói, con đau cô ấy còn không kịp, tương lai dù cho đặt ở trong miệng con cũng sợ cô ấy đau. Mọi người lại kịch liệt sôi trào hâm mộ đố kỵ. Đường khả hình càng nghe tâm càng ngọt như mật. Hạo Nhiên, tưởng vĩ quốc đột nhiên lạnh lùng gọi Trang Hạo Nhiên. Vâng, Trang hạo nhiên một chút ngẩng đầu nhìn về phía tưởng vĩ quốc cười hỏi, ngài có gì phân phó? Tưởng vĩ quốc sắc mặt tuấn lãnh nghiêm túc nhìn về phía trang hạo nhiên cảnh cáo nói, cháu phải kiên định đối xử tốt với khả hình nếu không ta và cha cháu tuyệt đối sẽ không tha cho cháu. Cháu phải nhớ kỹ đi được tới hôm nay đã phải trải qua những gì? Vâng, trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía tưởng vĩ quốc mỉm cười gật đầu ứng. Quả thực, tô triệu thần mỉm cười nâng chén trà nóng lại nhấp một ngụm mới bật cười nói, hảo nhiên thật đúng là hao hết tâm tư cha vợ tương lai cũng giúp không ít việc đường trí long lập tức có quắp lúng túng ngẩng đầu nhìn tô triệu thần bật cười giả bộ hồ đồ nói này việc này liên quan gì đến tôi đường khả hinh nghe tô triệu thần trong lời nói có ý cô lập tức có chút kỳ quái quay đầu nhìn cha nghĩ thẩm chén nước kia lúc nào có thể kích thích rung động không có lưu ý những chi tiết khác còn không liên quan đến ông tô triệu thần bật cười nói mắt chấp liên hồi chợt lóe lấp lánh Toàn bộ mọi người cùng nhau cười vang, thậm chí có một chút tân khách không hiểu vội vàng muốn lão nhân ra ông giải thích. Tô triệu thần lại chỉ cười lắc lắc đầu. Chúng tôi quả thực thấy khẩn trương kích động, bàn kề cận một ít khách quý là phu nhân của các nhân vật nổi tiếng thương giới đều nhao nhao hiếu kỳ cười nói, đều cảm thấy tổng giám đốc trang quả thật khó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, một hồi khiêu vũ, sau lại sâu kim, rồi lại là kíp nổ, thậm chí còn có thể nghĩ đến, châm ngôn, tức là châm muối, chuyện này mặc dù có tô tiểu thư nhắc nhở nhưng tổng giám đốc trang công lực lĩnh ngộ cũng phải phi phàm mới được. Đều nói tổng giám đốc trang lớn lên ở nước ngoài cũng không nghĩ đến đối với lễ tiết và văn hóa truyền thống Trung Quốc lại biết được rõ ràng như thế. Xem ra thật là người cha vợ tương lai này có cách giáo dục. Đường Chí Long nghe lời này cũng cười kiêu ngạo tự hào nhìn về phía mọi người chậm thanh nói, hạo nhiên là đứa nhỏ thông minh, lực lĩnh ngộ siêu cường thằng bé rõ ràng có thiên phú về mặt này hơn những đứa nhỏ khác. Thằng bé đúng là dựa vào sự trách nhiệm, tâm trí tự mình nỗ lực đắp nặn mà thành. Trang hạo nhiên nghe vậy liền càng cười vui vẻ. Bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, tưởng thiên lỗi và mọi người cũng ngồi ở một bên, mặt khẽ cười. Tô Thủy Kỳ cầm chén trà nóng uống từng ngụm chợt cảm thấy thời khắc náo nhiệt như thế người ưa ẩm ý đùa cờ giờ lại không chút tiếng động. Anh hơi hiếu kỳ nghi ngờ quay đầu nhìn về chị gái bộc lộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, bộ dáng trầm mặc suy nghĩ sâu xa nhìn về phía trang hạo nhiên anh liền bật cười nói chị chị sao thế sao cứ nhìn tổng giám đốc trang vậy lời này vừa ra tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía tô linh trang ngải lâm mặt rõ ràng bộc lộ nụ cười đắc ý quay đầu nhìn về phía tô linh bộ dáng ngơ ngác ôm vai cố ý nhẹ nhíu mày nói tô tiểu thư cô thế này là sao vậy nhìn em trai tôi đẹp trai như thế tiêu sái như thế mê người như thế xông vào trí tôn bảo điện cô nhất thời không tiếp thụ được. Cho nên nói, thiên hạ em trai đều phải không chịu thua kém nếu không chị gái không mặt mũi. Nhiều người nghe Trang Ngải Lâm nói lời này đều không khỏi nhịn cười, ngay cả bác dịch trầm mặc ngồi ở một bàn khác nhìn về phía Trang Ngải Lâm cũng không nhịn được mỉm cười, đột nhiên hiểu ra bộ dáng không buông tha người của cô chỉ lưu cho người mình để ý mà chính mình từng lại không có phát hiện, nghĩ tới đây anh lại nặng thở dốc cầm chén rượu lên uống một ngụm lớn, Tô Linh nhất thời ngẩng đầu lập tức khôi phục bộ dáng cao quý nhìn Trang Ngải Lâm cười nói, nói bậy. Tôi có chuyện gì không tiếp thụ được, chúng tôi nguyện ý thua cược đó mới gọi là có ý tứ. Vậy cô Trầm Mặc là làm cái gì? Trang Ngải Lâm cố ý nhìn về phía cô trêu đùa nói. Tô Linh lúc này mới ngẩng đầu nhìn nói với Trang Hạo Nhiên, tổng giám đốc Trang. Anh khiến tôi thực sự bội phục bao gồm xe chỉ luồn kim từ châm ngôn đến châm muối, anh quả thực lĩnh ngộ phi phàm cấp tốc nhưng tôi có một chút thật đúng là nghĩ không ra anh rốt cuộc làm thế nào mở được cánh cửa kia. Cánh cửa kia xác thực được khóa rất nghiêm mật mà chìa khóa nằm ở trong tay tôi. Chẳng lẽ anh và Trương ủy viên cùng nhau kết phường bắt nạt tôi? Nào dám, Trang Hạo Nhiên lập tức cười oan uổng nhìn Tô Linh, tôi cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám bắt nạt Tô Tiểu Thư. Tô Triệu Thần nghe lời này lặng yên cười. Tôi quả thực cũng kỳ quái, Tô Thủy Kỳ ngồi ở một bên cũng hiếu kỳ bật cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, rốt cuộc. Tổng giám đốc Trang đã làm như thế nào? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhất thời cười nói không nên lời mắt không khỏi nhìn người ngồi kia cố ý nói, đây đều là công lao của Tổng giám đốc tưởng. Phốc, tưởng thiên lỗi đã đói bụng đến muốn xỉu vừa ăn, hồ điệp tô, nghe thấy Trang Hạo Nhiên nói lời này liền ho sặc sụa đến mức phải nhổ cháo bột cùng bánh ngọt ra, nhất thời căm giận ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện tuyệt không khách khí nói cái gì gọi là công lao của tôi cùng tôi một chút quan hệ cũng không có tổng giám đốc tưởng tô linh không tin lời của anh trực tiếp nhìn về phía anh không khách khí làm bộ nghiêm túc nói anh cũng bắt nạt tôi không có tô tiểu thư tưởng thiên lỗi liên tục nhìn về phía tô linh cười nói tuyệt đối không có ha 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 tô triệu thần nhìn hai vị tổng giám đốc vừa chen vừa đẩy ông trực tiếp bật cười nói Linh Nhi mặc cho cháu tài học hơn người thế nào, thông minh ra sao nhưng muốn đấu cùng hai vị tổng giám đốc thì còn hơi kém một chút. Quả thực, nam nhân vẫn là nam nhân, nữ nhân chính là nữ nhân. Trương ủy viên lấm lấm liệt liệt khí khí thế thế nói ra lời này tuyệt đối không có ý coi thường. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tô Linh lập tức mở to mắt một chút cũng không phục nhìn về phía trương ủy viên, Mặc dù cô không phải hoàn toàn theo chủ nghĩa nữ quyền thế nhưng nghe lời này cô không thuận theo nói Trương ủy viên. Ông có ý gì, coi thường cháu? Không được, cháu nhất định phải biết chuyện gì đã phát sinh. Mọi người nói cho cháu biết nếu không cháu sẽ không cho mọi người rời khỏi đây. Ta muốn đi ra ngoài cháu cũng không cản được. Trương ủy viên cố ý xị mặt nhìn về phía Tô Linh. Lôi cũng không cho ông đi, Tô Linh chính là không chịu. Tô Triệu thần tình không khỏi bật cười còn nói không dám trương ủy viên nhìn về phía tô linh giả bộ nghiêm túc nói sẽ không bưng bát đến nhà ta ăn trực cơm của ta tô linh rõ ràng là muốn biết chân tướng cố ý xị mặt không nhìn bất luận kẻ nào tô triệu thần nhìn bộ dáng này của cháu gái thì đành phải chậm rãi ngẩng đầu nói trò chơi này là do cháu định ra nhưng lại không làm chủ cục diện cho nên mới để hạo nhiên thừa dịp tranh thủ một cánh cửa một ổ khóa có thể ngăn cản người nhưng không cản được gió cũng không cản được mưa càng không cản được trí tuệ người có ý gì? Tô Linh lập tức nhìn về phía ông nội hỏi. Chương 1280, đại kết cục 20. "Cháu nói cho ông nội, cái gì gọi là khóa?" Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái, chậm thanh hỏi. Tô Linh trầm mặc suy nghĩ một hồi, mới nhìn về phía ông nội nói, "Khóa ở đây có nghĩa là lợi dụng công cụ, cấm cố, quan trọng, phòng bế a." Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái nói, "Tổng giám đốc Trang tại sao muốn vào cửa trước?" đứng ở hội trường cao tầng của Hoàn Cầu, lấy hai tay hành lễ, không ngừng chụp vang tiếng vỗ tay, hơn nữa thập phần có tiết tấu, giống như tiếng trống. Tô Linh vừa đảo mắt không nghĩ đến vấn đề này, cô nhẹ nháy hai tròng mắt tinh nhuệ, trầm tư nghĩ nghĩ, lúc này mới ở giữa lúc mọi người nín thở chờ đợi, cô nhìn về phía ông nội nói, thời cổ đại đều nói khóa là vật cát tường, tức là mâu, và, lá chắn, cũng là, hợp, cùng, chụp, không ít trẻ con mới sinh. Có lẽ cả phu thê tân hôn, ở lúc tiến bước hôn nhân gia đình, trái phải đều đứng thẳng người, vung trưởng hợp phách, ngụ ý trăm năm hảo hợp. Này, chẳng lẽ không đúng ngụ ý của Tổng Giám Đốc Trang, âm thầm, còn giấu cái huyền cơ gì? Trang hạo nhiên nghe lời này, liền chỉ là trầm mặc mà mỉm cười không lên tiếng. Tô triệu thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái nói, cháu cũng đã nói, khoa tức là hợp phách, cho nên ở tiếng vỗ tay đồng thời ở tầng cao nhất hoàn cầu, hạo nhiên mới sai người đem châm đâm vào bên trong đèn lồng, cháu để khối băng ở trên bàn cơm, chờ đợi thời gian nó tan, ngoài cửa đang có người mật thiết để ý tới ý tứ của Trí Long, chỉ cần Trí Long mỉm cười, người bên ngoài phòng liền hiểu rõ, hắn đã hiểu được châm ngôn, đến, châm muối, huyền bí. Mà Tổng Giám Đốc tưởng ở bên ngoài ăn đĩa đậu phộng kia, chính là Trí Chí Long sai người tống suốt đi. Sai người tống suốt đi, Tô Linh và mọi người đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn đường Trí Long một cái, lại kích động nhìn về phía ông nội, nói, khoa cửa này của cháu được nghiêm nghiêm mật mật, đường chủ tịch sao có thể sai người đi ra ngoài kia thất sắc lấy một ít muối sinh. Đường trí long trầm mặc ngồi tại chỗ, chỉ là mỉm cười. Tô triệu thần lại mỉm cười nhìn về phía cháu gái nói, cho nên ông nội cũng đã nói, cửa có thể chống đỡ được người, nhưng đỡ không được trí tuệ, cũng đỡ không được điểm tâm tư hình trà bánh ngọt hương kia. Tô Linh thực sự nghe đến ngây người, liền ngay cả đường khả hình từng quen thuộc khách sạn như vậy, đều chưa từng nghĩ điểm này. Hoắc Minh cùng Trần Mạn Hồng yên tĩnh đứng ở một bên, ngầm thừa nhận đoạn đường này. Kia, Tô Linh lại rõ ràng kích động nhìn ông nội, hỏi kia. Thất sắc muối này dù cho phòng bếp chạy đi, như thế nào lại đưa đến trước mặt Tổng Giám Đốc Tưởng? Tổng Giám Đốc Tưởng là ý hội, còn là... Tổng Giám Đốc Tưởng đương nhiên ý hội. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái nói, cậu ta thế nhưng một Tổng Giám Đốc khách sạn gian liên tỏa. Phụ trách thế giới gần nghìn khách sạn hoạt động cùng lưu trình, Cậu ta như thế nào lại không hiểu được tâm tư khách nhân. Cậu ta là trước một bước đến phòng ăn Trí Tôn, còn tận mắt giám sát tất cả từ bên ngoài đến bên trong phòng ăn, nhìn Chí Long một lần một lần đổi cháo bột, dĩ nhiên là hiểu rõ, huyền diệu vô cùng có khả năng sẽ ở hình điểm tâm hoặc có thể ở giữa thức ăn, cho nên thời gian vừa nhìn thấy Hạo Nhiên tổng giám đốc tưởng, cậu ta đang ở ghế lô nếm các loại thức ăn, muốn tìm được phương pháp tiếp cận tâm tư Trí Long. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép Tô Linh thật là mở to mắt, chậm rãi xoay người, không thể tưởng ra nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi mặt bộc lộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, anh có thói quen trầm ổn nội liếm, không đi vạch trần điểm tâm tư này của mình. Ý ông nội là, Tô Thủy Kỳ cũng nhịn không được nghe đến xuất thần, nhìn về phía ông nội nói, Tổng Giám Đốc Tưởng đã trước một bước hiểu được ý tứ của đường chủ tịch. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, cũng nói thật. Tổng giám đốc tưởng xác thực cũng là một kỳ tài bày mưu nghĩ kế, thế nhưng đối với giám định mỹ thực thì hạo nhiên hơn một chút, cho nên hạo nhiên đang nghe chị gái của cháu nói lên, châm ngôn, thời gian, cậu ta đã đoán ra bảy tám phần, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc tưởng ngồi ở ghế lô ăn sáng, cậu ta liếc mắt một cái liền vô cùng xác thực ý nghĩ trong lòng mình, thế là liền thừa dịp thời gian tắm rửa thay y phục, phái người tức khắc đem mai châm lấy độ ấm thấp nhất đóng băng lại. Lợi dụng nguyên lý băng cùng muối hấp thụ, đem hấp dẫn chăm chú châm trên muối lại đâm vào trong đèn lồng nhưng nếu muốn cho người tin giọt nước nhỏ xác thực rơi xuống trong chén kia cho nên hạo nhiên mới sai người cố làm ra vẻ huyền bí sai người khiêu vũ cổ động bầu không khí làm cho người ta vững tin cậu ta là định liệu trước sau đó lại dựa vào vị trí tiện lợi của trí long ngồi ở bên cạnh trương ủy viên cùng người bên ngoài nội ứng ngoại hợp chế tạo ra giả tượng ở lúc đèn lồng đỏ xoay tròn cậu ta nháy mắt ba lần nhắc nhở vũ giả nhỏ giọt nước để Khả Hinh thực sự cho rằng giọt nước nhỏ kia thực sự tích tiến trong chén. Muốn biết một người ở thời gian đại hỷ tuyệt vọng, nhất định sẽ rất bi thương, cho nên Khả Hinh lúc đó mới mất đi lý trí, thương tâm khóc. Giữa quá trình này, còn là có trường ủy viên a, khân Trương đem không khí nắm giữ được tốt như vậy. Đường Khả Hinh nhất thời nghe được điều này mặt không khỏi ngốc ra, nhìn phụ thân cùng Trương ủy viên bọn họ đều thất thần. Trương ủy viên mặt càng lãnh xị, nghiêm túc không lên tiếng ở đây giải thích rõ tô thủy kỳ lại nghi ngờ hỏi tổng giám đốc trang tiến cái cửa này như thế nào cửa thế nhưng được chị khóa thực sự nghiêm kín tô linh cũng hoài nghi nhìn về phía ông nội tô triệu thần mỉm cười nhìn về phía cháu trai nói liền lại trở về khóa ý tứ hạo nhiên tự nhiên hiểu rõ muốn một giọt nước mắt của vị hôn thê không khó nhưng là phải thế nào mới có thể mở khóa kia mới là độ khó cao chuyện chị gái con vừa rồi cũng nói khóa tức là phong bế cũng là cấm cố hơn nữa khóa ở bên trong không phải ở bên ngoài hạo nhiên từng bị cấm cố tự nhiên sẽ hiểu rõ muốn làm cho mình tiến vào hoặc có thể ra đều nhất định là chân chính nắm người chìa khóa người này tự nhiên sẽ không là chị gái của con người này dĩ nhiên là là trương ủy viên chỉ cần trương ủy viên mở một con mắt nhắm một con mắt như vậy hạo nhiên là có thể không kiêng nể gì cả hạo nhiên để tiêng vỗ tay hợp phách lên cao tầng ở trong quá trình hợp phách, thanh âm xác thực vang chấn động trời đất, mọi người dĩ nhiên là sẽ không lưu ý, trong phòng này dư thừa thanh âm. Dư thừa thanh âm, thanh âm gì dư thừa? Tô Linh nghi hoặc nhìn về phía ông nội. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía cháu gái, nói cháu còn nói mình là người xe chỉ luồn kim cho Tổng Giám Đốc Trang cùng Khả Hinh, như vậy. Trâm đã đi đâu, Tuyến đã đi đâu? Tô Linh lúc này, hai tròng mắt trừng lớn, mới phát hiện lúc Trang Hạo Nhiên vừa đẩy cửa tiến vào, Châm và Tuyến kia cư nhiên thực sự không biết ở nơi nào. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía chén, Phượng Hoàng bàn niết đèn, xoay tròn rất tốt, con người Phượng Hoàng vừa rơi xuống nước mắt, đã khô cạn, cô nghi hoặc nhìn về phía ông nội, mình cũng không tự chủ hỏi, châm kia và Tuyến đã đi nơi nào. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn nói với Trang Hạo Nhiên, điều này cháu muốn hỏi nên hỏi tổng giám đốc Trang, cậu ta cố làm ra vẻ huyền bí như thế, lợi dụng tiếng vỗ tay, hợp phách dẫn tới bên ngoài tiếng kinh thiên động địa vừa vang, sau đó lại cậu ta để mấy vị phó tổng bò lên tấm ngăn tầng trên nóc nhà, bí mật thu hồi châm tuyến kia, lại tự tay ấn sở chế chỉ thị thợ khóa, đem mai châm kia rơi vào ngay chính giữa con chip giữa khe hở, nhẹ nhàng lôi kéo, khóa liền mở ra. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tô Linh đảo mắt, miệng một ngụm lãnh khí nhìn về phía ông nội, nói, điều này sao có thể? Sao lại không có khả năng? Tô triệu thần hơi cao giọng không khỏi cười rộ lên nói, cháu mặc dù hiểu được thường, chúc, hạ, mặn, là châm, thế nhưng cháu không rõ, tả, tuyến, hữu mặn, là, giam. Khóa thời cổ đại, cũng tác giam, tức là ý tứ buộc chặt. Hạo nhiên làm cho người ta xe chỉ luồn kim, chính là muốn nói cho người ở bên trong, cậu ta sẽ dùng một cây châm liên tuyến mở khóa ra, giả như trương ủy viên cũng không ngăn lại cậu ta tình huống này, để cậu ta vẫn hợp phách đi xuống, Cậu ta liền dám tứ vô kỵ phi đạn đến, cho nên cậu ta có can đảm dám ở trên đầu hổ nhổ lông, cho nên hôm nay cậu ta liền đi vào cái cửa này. "Cháu a, à, còn là nộn một điểm, phàm là người thành công đều là hỉ nộ ai lạc, công thành danh toại, có lẽ hư vinh thất bại, Thành sắc cũng không lộ, cháu chính là như vậy, một hồi đắc ý giảo giạt, một hồi hoan thiên hỉ địa." Mọi người nghe lời này, cũng không khỏi vừa sợ vừa kinh ngạc, lại không khỏi vì Tô lão khôi hài mà cười rộ lên trang hạo nhiên lúc này mới chậm mà yêu nhã cười rộ lên cho nên tô linh lúc này xem như là hiểu cô lập tức mở to mắt nhìn về phía ông nội nói lão nhân ra ngài vừa uống một chén trà một chén lại một chén cũng là vì phối hợp chuyện này nêu lên người triệt hạ điểm tâm mua đường chủ tịch một cái nhân tình đấy là đương nhiên ta cũng muốn khả hình có một hảo quy túc a à. tô triệu thần thất thanh cười to lên mọi người cũng cười vang ra ra thật không tốt Tô Linh nhất thời sinh khí nói, khủyu tay người lại trỏ ra ngoài. Nói bậy, Tô Triệu Thần cười to nói, ông không phải người xấu nhất, trương ủy viên mới là người xấu nhất, ông ấy có trên trăm cảnh vệ cùng vệ sĩ, lại trơ mắt nhìn mấy phó tổng bò lên trên cách tầng mở khóa, ông ấy mới là xấu nhất. Trương ủy viên lúc này, mặt mới bộc lộ thần sắc lạnh lùng, gọi đem mấy tên xúc sinh ở trên đầu ta đem tới đây. Lời vừa mới dứt, cửa một tiếng mở, phương di tức khắc trần đầy khí thế xông tới, trong nháy mắt vung lên súng máy quay lại đầu thương dùng nắm tay thương đem vị trí hướng tới trên tấm ngăn gần cạnh cửa va chạm phịch một tiếng mỗi khối gỗ thất thải lưu ly ầm một tiếng nện thẳng xuống hai người tô lạc hoành cùng tào anh kiệt vịch một tiếng từ phía trên nện thẳng xuống nằm bò trên mặt đất ái trà trà vươn tay nâng đỡ kêu to ô kìa eo của tôi a à. ha 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 giữa phòng ăn mọi người nhìn thấy hai người bọn họ rơi thẳng xuống vừa đau lòng vừa buồn cười Đường Khả Hinh kích động vội vàng đứng lên, muốn đi dìu bọn họ. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm cô, Đường Khả Hinh hơi dừng lại, xoay người liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái. Trang Hạo Nhiên cũng thật trầm mặc nhìn cô một cái, thật sâu đưa mắt nhìn lúc lâu, lúc này mới cười lắc lắc đầu. Quả nhiên, Tiêu Đồng thoáng cái vọt vào phòng ăn, nhìn thấy tô lạc hoành ngã trên mặt đất, đau đến hoa hoa kêu to. Cô xem tâm cũng đau đớn vô cùng, liên tục nửa quỳ ở trước mặt của anh tả hữu lật xem thân thể anh, vội vội vàng vàng gọi, thế nào thế nào. Thương ở chỗ nào, đau ở chỗ nào, mau đứng lên, tôi đỡ anh đi xem. Trần Mạn Hồng cũng vội vàng đỡ lão công đi ra ngoài, cũng không cố làm việc. Mọi người nhìn một màn này, càng cảm thấy vui vẻ không khỏi cười rộ lên. Tối nay, thật là vui mừng hạnh phúc, mỗi người đều như vậy tận hứng, mỗi người đều như vậy hài lòng, bầu không khí đều sôi trào, cũng làm cho người ta khát vọng thời gian có thể tĩnh xuống, thế nhưng lại thế nào lưu luyến, thời gian còn là từng chút từng chút trôi qua, dần dần đã gần 10 giờ đêm, mọi người suy nghĩ đến trường ủy viên cùng Tô Triệu Thần, còn có đường Trí Long đều phải nghỉ ngơi, liền do tưởng Vĩ Quốc tuyên bố tan tiệc. Mọi người tâm tình đều khoái trá đứng dậy đi ra bên ngoài phòng ăn trí tôn. Trương ủy viên dẫn đầu, sau đó còn có Tô Triệu Thần và Đường Trí Long, cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài, mà tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, còn có tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên cùng mọi người tiến khách, Ân Nguyệt Dung nhẹ ôm lấy vai đường Khả Hinh, và Cố Mạn Nghi cùng nhau vừa nói vừa cười dọc theo hội trường Du Long ra ngoài. Lúc đi ngang qua Lưu Hoa Uyển, đường Khả Hinh ôn nhu khôn ngoan nghe Cố Mạn Nghi nói ngày mai muốn chính mình cùng đi chùa, cô tức khắc gật gật đầu. Đám người trương ủy viên đã đi ra ngoài, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vô tức khắc gọi phu nhân tới, kêu các phu nhân của khách quý, hai người bọn họ người liền tức khắc trước một bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng ở Lưu Hoa Uyển tươi đẹp rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân cùng Trương ủy viên và mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười đi về phía trước, cô thực sự thật cảm động, chưa có từng nghĩ tới, hôm nay có thể có một màn làm cho người ta hài lòng hạnh phúc như thế. Hai trong mắt cô ôn nhu thật sâu nhìn kỹ phía trước, lúc ở cảm xúc suy nghĩ sâu xa, cho đến cảm giác được hồi khuếch bên cạnh cánh hoa phấn hồng theo tận lúc màn mưa rơi, cô lúc này mới cất bước muốn theo đi về phía trước, ai biết trong nháy mắt này. Cánh tay của cô dường như bị một bàn tay cường mà hữu lực như ưng chảo nhanh nhẹn tức khắc mãnh thế liền đem cô mang vào trong xương phòng. Cửa, phịch một tiếng đóng lại. Hoa nhỏ kia tiếp tục mộng mộng ảo ảo nhau nhau bay xuống, những hạt mưa nhỏ tiếp tục, róc rách, êm tai rơi xuống đất. Toàn bộ xương phòng cổ kính, ngay cả hồ điệp phi phi, đèn cung bình kia, đều có nhiều tình ý như vậy, theo điểm tươi đẹp cùng hoa hồng quang mang xoay tròn, hai bóng dáng thật sâu giấu ở trong góc, thật sâu ngóng nhìn nơi đó đường khả hình cả người dường như hít thở không thông, hô hấp ra tốc, máu nhanh chóng lưu chuyển. Hai tròng mắt của cô sáng lên thâm tình cùng ôn nhu, thật sâu nhìn về bóng đen của nam tử phía trước mặt. Trang hạo nhiên cũng đứng trong bóng đêm, hai tay nắm chặt cánh tay của cô, hình dáng anh vĩ hoàn mỹ. Hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía cô gái trước mặt, cũng vậy tưởng niệm cùng kiềm chế nặng nề thở dốc, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không được, chỉ là có thể cảm giác được lồng ngực của mình có một đoàn hỏa hừng hực như muốn bốc cháy dường như thật lâu sau thanh âm của anh mới kích động khàn khàn nói nếu như thời gian đến chậm hơn em nguyện ý đón nhận thêm cái vận khổ ác cho em mang máu hôn sao hai chồng mắt đường khả hình trong nháy mắt ngưng lệ lòng của cô dường như bị người đào khoét loại đau đớn hạnh phúc này thật muốn chết cô vội vàng gật đầu nghẹn ngào ôn nhu nói em nguyện ý hai chồng mắt trang hạo nhiên nóng cháy mà thật sâu nhìn về phía cô đè nén tưởng niệm thiên tư vạn dũng chậm rãi vươn tay nhẹ điểm đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mà no đủ kia cứ như vậy nhẹ nhàng chạm đến cũng có thể cảm thấy gian truyền đến trận trận hít thở đoàn hỏa kia cuối cùng dường như muốn phá tan thân thể anh lại lần nữa cường liệt nói em sẽ không sợ người đó là ma quỷ người đó có thể ăn em đường khả hinh nhìn về phía anh hai tròng mắt chảy xuống nước mắt ngọt như hoa cười khả hinh trang hạo nhiên kết thúc nụ hôn sâu nồng này lúc chính mình sắp sửa đối với cô bé này tiến hành bước tiếp theo còn là bảo trì lý tính nhất định, nhìn về phía cô cảm xúc xôi trào trận trận nói anh hạnh phúc muốn chết. Hận không thể đêm nay cùng một chỗ với em, nhưng làm thế nào? Cha em là người anh tôn kính nhất, anh hiện tại không thể đối với em từng có phân cử động. Đây là đối với em không tôn trọng, đây cũng là với lão nhân gia không tôn trọng. Đường khả hình nghe nói đến đây, lòng của cô cũng còn là nhưỡng mật, cười đến ngọt như mật. Trang Hạo nhiên nhìn bộ dáng của cô động tình cùng mê người như vậy anh lại đem cô ôm sâu vào trong lòng, tay nhẹ vỗ về mái tóc của cô, lúc nhẹ đụng vào búi tóc nhỏ, cũng không khỏi thương yêu, cảm thán nói chúng ta nhẫn nhịn đi, nhẫn nhịn một chút thời gian nữa. Rất nhanh là có thể ở cùng một chỗ, em đợi anh. Đường khả hình tựa ở lồng ngực kiên cố của Trang Hạo Nhiên, hưởng thụ khí tức nóng cháy mà nồng đậm, chăm chú bao quanh chính mình, mắt cô cũng liền tràn đầy lệ gật gật đầu, nghẹn ngào nói em chờ anh. Audio điện tử võ tấn bền chương 1281, đại kết cục 21. Đêm, lưu hoa uyển, mưa dần dần ngừng lại, dòng suối uyển chuyển thưa thất vô số cánh hoa màu hồng phấn giống như làn váy tiên tử nhẹ lay động về phía trước. Phía trước truyền đến nhiều âm thanh cười đùa. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ còn có đám người đường trí long cùng nhau đưa trường ủy viên và tô triệu thần đi về phía trước, vừa đi vừa nói đến hôn sự của Trang Hạo Nhiên và đường Khả Hinh đều nói muốn xử lý thật tốt thậm chí còn muốn Tô Linh phụ trách những chi tiết ấy, mà Diệp Mạn Nghi và Ân Nguyệt Dung ngày mai sẽ cùng đường Khả Hinh đến Hoàng Pháp tự dâng hương sau đó sẽ mở ra kho châu báu của hai nhà tưởng trang bắt đầu chuẩn bị cho chàng hôn lễ thế kỷ này. Đám người trẻ tuổi cũng theo ở phía sau vừa nói vừa cười, nhất là Nhã Tuệ và Tiêu Đồng đều chờ mong lần hôn lễ này, Tuyết Nhi cũng ôm gấu bông hừng hực nói muốn làm phù dâu. Con làm phù dâu, Diệp Mạn Nghi cố ý xem xét con gái nhịn không được cười rộ lên, con là người nhà trang gia, đến lúc đó phải chuẩn bị đón dâu làm gì có đạo lý con làm phù dâu. Tuyết Nhi ôm gấu bông nghe mẹ nói lời này cô liền lập tức cúi đầu cầu nhầu nói con và Khả Hinh là chị em. Con muốn làm phù dâu của chị ấy, con cũng muốn mặc váy trắng. Mọi người nghe lời này liền không khỏi cười rộ lên. Anh sao vậy, từ phía sau truyền đến tiếng nói của thiên kim quân trưởng mọi người đều nghi hoặc kỳ quái dừng bước nhìn về phía sau chỉ thấy bác dịch đêm nay hiển nhiên là uống hơn nhiều cảm giác nặng nề hơn trước, đôi mắt rõ ràng có chút hửng đỏ thời điểm cất bước vừa rồi không khỏi hơi choáng váng thiếu chút nữa ngã vào lan can hành lang. May được thiên kim quân trưởng đồng Mỹ nghi vươn hai tay đỡ lấy hết sức quan tâm hỏi, anh có khỏe không? Trang ngải lâm chậm rãi xoay người cách mọi người nhìn bác dịch thân thể nặng nề, đầu cúi xuống vẫn trầm mặc như thường ngày. Cô cứ như vậy lãnh lãnh đạm đạm nhìn không lên tiếng, con rể, con sao vậy? Ân Nguyệt Dung lập tức thật khẩn trương muốn tiến về phía bác dịch. Trang Ngải Lâm nhanh chóng kéo bà lại nhìn bà tức giận nói, mẹ, không nên gọi lung tung, con và anh ta không có quan hệ. Bác dịch nghe lời này trái tim chợt cảm thấy một trận buồn bực, nặng nề thở dốc khó chịu muốn dẫy khỏi tay thiên kim quân trường. Ai biết vừa dẫy dụa cả người liền hoa mắt chóng mặt ngã nhào lên người đồng Mỹ nghi không nói hai lời liền ôm người đập lên trên tường đồng mỹ nghi kêu lên một tiếng hai tay cũng không nhịn được ôm lại anh rõ ràng sợ hãi gọi mẹ quân trưởng phu nhân nhìn thấy con gái bị ôm lấy liền vội vàng chạy tới lâm sở nhai tào anh kiệt và lãnh mặc hàn cũng vội vàng chạy tới vội vã tách hai người ra khiến tưởng vĩ quốc trang tĩnh vũ còn có trương ủy viên tô triệu thần liên tục quay lại quái dị nhìn hai người này trang ngải lâm mặt lạnh lùng nhìn bác dịch hai tay ôm thiên kim quân trưởng áp ở trên tường cả người vẫn còn thần trí mơ hồ tựa trên vai người ta, cô liền có mấy phần buồn chán xoay người lặng im không lên tiếng. "Ôi, con rể, con sao vậy?" Ân Nguyệt Dung nhìn con gái buông tay ra bà liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy mấy người lãnh mặc Hàn Nâng bác dịch dậy bà lập tức đi qua cũng vươn hai tay nâng cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh đúng là uống say mặt đỏ bừng, hai mắt dã rời thân thể lắc trái lắc phải, bà lập tức nói chơi ạ. Xem ra thật là uống say rồi, đến đến đến." dị đỡ con về nhà nghỉ ngơi hào hào nằm nghỉ uống chút canh giải rượu sẽ không có chuyện gì mẹ trang ngải lâm trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nhìn bà nói mẹ nếu mang anh ta về nhà con cả đời này sẽ không trở về con không trở về nhà ai thèm ân nguyệt dung tuyệt không khách khí nhìn con gái đáp tùy tiện trang ngải lâm lập tức xoay người muốn đi về phía trước không cần cháu đi bác dịch tận lực khôi phục một điểm lý trí cố gắng kìm nén cảm giác hoa mắt lễ phép gật gật đầu với ân nguyệt dung liền mang thân thể nặng nề thần tình tiều tụy đi về phía trước. Đám người lãnh mặc hàn muốn tới đỡ anh nhưng đều bị anh phất tay cự tuyệt, vừa nhớ lại bộ dáng ngọt ngào của trang hạo nhiên và đường khả hinh trong lòng anh đau như đau cắt hai mắt nhịn không được đỏ bừng nhưng vẫn nặng thở dốc từ từ cất bước cô độc đi về phía trước. Đồng Mỹ nghi thần sắc quái dị nhìn bộ dáng bác dịch uống say yên lặng yêu thương làm cho lòng người bỗng nhiên tê dần, Nam nhân này lúc nãy đi bên cạnh mình thiếu chút nữa muốn ngã sắp xuống mình không nhịn được vươn tay nhanh chóng nắm chặt cánh tay anh chờ cảm thấy cánh tay anh cứng rắn như sắt, mặt cô liền đỏ bừng. Trang ngải lâm hai mắt nhíu lại nhìn đồng Mỹ nghi. Mọi người cũng đều khẩn trương nhìn cô ngay cả vợ chồng quân trưởng cũng nhìn về phía con gái gọi Mỹ nghi. a à, đồng Mỹ nghi mặc váy ngắn lông chim màu vàng nhà tóc buộc đuôi ngựa bộ dáng thập phần thiện lương thuần khiết đáng yêu, mặt cô bộc lộ một điểm xấu hổ cùng biểu tình quan tâm, Hai tay nhẹ đỡ cánh tay bác Dịch nói, "Để, để tôi, tôi đỡ đi, anh ta hình như thực sự uống say rồi." Bác Dịch cảm giác say càng ngày càng nặng, cảm giác được có một bàn tay nhỏ bé, ôn nhu mà ấm áp đỡ lấy cánh tay mình anh chậm rãi ngẩng đầu, toàn bộ là hình ảnh mắt hoa, đôi mắt dã rời mơ hồ nhìn cô gái trước mặt. Đồng Mỹ Nghi nhìn bác Dịch mông lung không hiểu nhìn mình mặt cô càng đỏ nhưng vẫn rất lễ phép gật gật đầu nói, "Đi thôi." bác dịch cả người mơ hồ không rõ nghe thấy thanh âm ôn nhu động lòng người nói chuyện với mình anh liền không để ý tới quá nhiều tùy ý để đồng Mỹ nghi đỡ tiếp tục tập tĩnh đi về phía trước. Vị này chính là quân trưởng phu nhân đứng bên cạnh hành lang nhìn con gái đỡ một nam nhân dáng người to lớn mặc dù khí thức lúc này lộ ra có chút thô kịch nhưng lại có một loại yêu nhã khó có thể miêu tả, bà liền kỳ quái hỏi. Mọi người còn chưa kịp trả lời tô linh liền cười ngọt ngào nói, vị tiên sinh này tên là bác dịch cha mẹ là nhân vật đứng đầu viện nghiên cứu sinh vật học quốc gia mặc dù song thân mất sớm thế nhưng anh lại được di truyền từ cha mẹ niềm đam mê với sinh vật học nhất là phương diện sản xuất rượu nho. Hiện nay là tổng cố vấn rượu nho của Hoàn Cầu, bản thân có tới 12 gian rượu viên và rượu trang trên toàn thế giới, trên trường quốc tế cũng thu được khá nhiều giải thưởng, từng được ngũ đại trang viên thế giới mời bổ nhiệm chức chủ tịch chuyên gia nhướng rượu nhưng anh vẫn ở lại trong nước cống hiến cho sự nghiệp rượu nho nước ta thật, quân trưởng phu nhân nghe lời này đôi mắt sáng ngời nhìn về phía con gái đang đỡ bác dịch đi về phía trước với khí chất đó tương lai còn có thể tiến xa. Đồng Mỹ Nhi đỡ bác dịch đi về phía trước nghe thấy Tô Linh giới thiệu như vậy cô cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn mẹ mình lại thấy bà giống như dùng ánh mắt có chút dò hỏi ý mình, cô vội vàng xấu hổ quay mặt sang không nói gì thêm. Ánh mắt này, không rõ phu nhân có cảm thấy hứng thú với rượu nho. Tô Linh mỉm cười nhìn quân trưởng phu nhân có chút cười rộ lên thỉnh thoảng uống một chút, thế nhưng tôi bình thường uống vào liền say, bất quá sau này có thời gian sẽ thỉnh giáo bác dịch tiên sinh một chút. Quân trưởng phu nhân cười nói, cái này còn không đơn giản sao chờ bác dịch tiên sinh tỉnh rượu chúng ta liền thỉnh giáo một chút. Tô Linh chỉ là thuận miệng vừa nói vừa cười cùng mọi người đi về phía trước. Trang Ngải Lâm vẫn đứng tại chỗ yên tĩnh nghe cuộc nói chuyện rồi mới lạnh lùng muốn đi về phía trước. Ân Nguyệt Dung thoáng cái tre ở trước mặt con gái nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nói, mẹ cảnh cáo con. Con nhanh chóng đuổi theo đem bác dịch về cho mẹ, nếu không mẹ tuyệt đối không tha cho con. Dù cho trên đời này toàn bộ nam nhân đều chết hết con cũng tuyệt đối sẽ không ở cùng anh ta. Mẹ chết tâm đi, trang ngải lâm nghiến răng đáp nhanh chóng cầm túi sách bạch kim số lượng hạn chế như nữ vương tiến về phía trước. Con, con thật tức chết ta, ân Nguyệt Dung đứng phía sau nhìn bóng lưng con gái trực tiếp bóp cổ tay kêu to. Mọi người cùng nhau dọc theo hội trường Du Long đi ra ngoài, rốt cuộc đi tới tận cùng, vô số xe con màu đen toàn bộ đang đỗ lóe ra đèn báo hiệu, đông nghịt bảo tiêu và đặc công nghiêm túc đứng bên cạnh chờ đợi chủ nhân của mình. Phương Di và Tịnh Kỳ trước một bước đi về phía trước, song bào thai cũng nhanh chóng theo sau. Tưởng Vĩ Quốc nhìn thời gian ly biệt sắp đến ông lại hơi nghi ngờ xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, Tô Linh, còn có đám người trẻ tuổi Trang Ngải Lâm nhưng lại không thấy Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh. Ông liền nhỏ giọng chậm rãi hỏi mọi người, Hạo Nhiên đâu, sao không thấy? Trang tính vũ cũng quái dị ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh xác thực không thấy Trang Hạo Nhiên liền lập tức nhỏ giọng phân phó tiêu đồng, nhanh chóng gọi tổng giám đốc đến khách nhân đều muốn đi hắn còn không ra tiếng Vâng, tiêu đồng lập tức xoay người đi về phía trước. Tô triệu thần nhìn tiêu đồng vội vàng xoay người có lẽ đoán được bảy tám phần ông liền hơi cười, lại vào lúc này nhìn về phía đường trí long tình tự rõ ràng biến hóa giống như thâm trầm tự hỏi chuyện gì ông liền nói một câu hai nghĩa, trí long, tôi và ông đã hơn 10 năm không gặp, nhớ ngày xưa ông cùng tưởng lão tranh đấu giành thiên hạ, thời gian tung hoành thiên hạ khí thế xác thực rộng lớn. Cũng mặc kệ chúng ta năm đó anh dũng thiện chiến thế nào sau một thời gian nhất định một số người một số chuyện sẽ dần dần lắng xuống chôn sâu dưới dòng thời gian. Khó có được hôm nay tề tụ, người trẻ tuổi ẩm ý với người trẻ tuổi ẩm ý, chúng ta cũng có nơi chúng ta cần đi. Mặc dù thế sự biến đổi nhân tâm cũng không nhất định ở trên người ai nhưng đoàn viên là tâm nguyện của bao người Trung Quốc chúng ta, có một số việc không cần phải băn khoăn hết thảy đều có đáp án. Chúng ta già rồi những thứ trước kia kiên chỉ cũng không sánh bằng một điểm thân tình, chuyện gì nên làm thì nên đi làm đi. Trương ủy viên nghe lời này cũng trầm mặc quay mặt sang nhìn về phía đường Trí Long. Đường Trí Long cũng trầm mặc nhớ lại một số người một số chuyện trước kia tìm ông đau nhói nhưng vẫn chậm rãi gật gật đầu. chương 1282, Đại kết cục 22 Lưu Hoa Uyển Cuối thu sương mù dần dần dày, khói xanh chậm rãi theo dòng suối bay lên, cánh hoa màu hồng phấn vẫn như cú ôn nhu bay xuống. Đường Khả Hinh mặc váy ngắn sa màu trắng chân châu, đứng kề sát ở hộp giấy trên cửa, nhìn về phía nam tử trước mặt, mặt bộc lộ ngọt ngào mà ngượng ngùng tươi cười nói chúng ta nên đi ra ngoài. Dự đoán mọi người đều đang tìm chúng ta. Để anh nhìn kỹ em, sau khi ra ngoài, phải sau 10 tiếng đồng hồ nữa mới thấy được. Trang hạo nhiên ôm chặt bên hông mảnh khảnh của đường khả hinh, hai tay hết sức không an phận, đem tưởng niệm tách ra gần một tháng cuộn trào mãnh liệt, kích tình sớm đã hình thành dâng trào, khó mà có thể cưỡng lại. Đường khả hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trước mặt, hai tròng mắt nóng cháy mà ý loạn tình mê, lòng của cô khẽ nhúc nhích, cũng chậm rãi vươn tay, nhẹ kéo cổ của anh, cũng như vậy khó kiềm chế mà ngọt ngào mà cười. Lúc này, hồ điệp phi phi kia xoay tròn mà đèn lồng vẫn như cũ chậm rãi đung đưa, dường như có thể nghe thấy thanh âm hồ điệp phát cánh, róc rách. Trang hạo nhiên nhìn về phía vị hôn thê kia e thẹn mà mỹ lệ tươi cười, dường như cảm giác hồ điệp phát cánh bay, anh hơi cảm tính cười, mới thâm trầm khàn khàn hỏi em biết hiệu ứng hồ điệp là cái gì không? Là cái gì? Đường khả hình mở to mắt, Ôn nhu nhìn về phía nam nhân trước mặt, Trang hạo nhiên mỉm cười, khắc sâu hơn nói: nghiên cứu từng cho thấy, một con bướm sông vực Amazon thỉnh thoảng vỗ cánh lại khiến cho bang Texas Mỹ một hồi long quyển phong. Hiệu ứng này nói rõ, một điểm gió yếu ớt là có thể khiến cho cực đại sôi trào. Em chính là hồ điệp của anh, mang theo trận gió kia, mang tất cả toàn bộ thế giới của anh, anh cam tâm tình nguyện phục tùng. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng khẽ động, cô kìm lòng không được ngẩng đầu. Trừng lớn hai tròng mắt mộng ảo nhìn về phía nam tử trước mặt trang hạo nhiên kích động sôi trào nói xong câu đó thật sâu nhìn về phía nữ hài trước mặt chỉ cần tiếp xúc thế giới của cô liền vô pháp muốn lấy nhiều hơn anh trong nháy mắt lại nhiệt liệt cúi mặt nồng nhiệt hôn đôi môi ngọt ngào của cô trong nháy mắt tùy ý để nhiệt khí giống như hồ điệp bay ra mới khẩn cầu nói khả hinh lại bồi anh một hồi anh xác thực không kiềm chế được a à, bên trong phòng truyền đến thanh âm động tình như vậy hai thân ảnh bên trong cánh cửa, nặng nề thiếp cùng một chỗ. Lúc này, mưa giống như được vị ngọt được thượng đế rầm rập hạ xuống, ngoài phòng chuối tây cây lại bị vặn bung ra, lộ ra cánh hoa phấn hồng, bị lá chuối trận trận xoa. Một trận tiếng cười đinh linh mà mà ngọt ngào truyền đến. Tiêu đồng lúc này, theo lời phân phó của tưởng vĩ quốc, nhanh chóng đi về phía lưu hoa uyển bên này, vừa đi vừa nhìn các nơi xương phòng, lão đại rốt cuộc đang ở nơi nào. Cô vừa đạp giày cao gót, đạp sàn gỗ có có tác vang, vừa nghi hoặc thất thần đi về phía trước, lại nhìn thấy thiên sảnh phía trước thưa thớt cánh hoa phấn hồng, có một nữ nhân viên tạp vụ, mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu màu đen mặt mắc cỡ đỏ ửng xoay người đi nhanh về phía bên này. Ai, có nhìn thấy tổng giám đốc trang không? Tiêu đồng nhanh chóng gọi nữ hài trước mặt lại. Nữ hài dừng bước lại, mặt mắc cỡ càng đỏ bừng, lại cắn chặt môi dưới, xấu hổ, ấp a ấp úng hơi vươn tay ra, chỉ về xương phòng phía trước nói có hình như, ở, ở phía trước. Tiêu đồng nhìn về phía bộ dáng kỳ quái của cô, nghi ngờ cười, hỏi cô thế nào lại. Không có việc gì, không có việc gì, cô cứ đi đi. Nhân viên tạp vụ vội vàng cuống quyết chạy đi. Tiêu đồng kỳ quái xoay người, nhìn về phía tấm lưng kia của cô gái, lại bật cười mới tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu, nhiệt liệt nhìn về phía nam tử trước mặt. Tiêu đồng nhanh chóng đi về phía trước, rốt cuộc ở xương phòng cuối cùng, nhìn thấy bên trong có ánh đèn, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng nam sĩ mị lực kề sát cùng một chỗ, cô thở phào nhẹ nhóm, mỉm cười, trực tiếp đi tới, đều quên cấp bậc lễ nghĩa đẩy cửa ra, kêu lên, lão đại. Cửa, phịch một tiếng mở, cô hơi kinh ngạc đứng ở ngoài cửa, có chút dọa, có chút lúng túng nhìn về phía bên trong. Đường khả hình mắc cỡ mặt đỏ bừng đứng ở bên cạnh đèn lồng, hồ điệp phi phi, khẽ kéo dây lưng rơi trên bờ vai, ẩn ẩn nhịn một chút, rất xấu hổ liếc mắt nhìn tiêu đồng, không có ý tứ nói nữa. Trang hạo nhiên cũng mặc áo sơ mi trắng cùng âu phục màu lam đậm, đứng ở gần nhất cạnh cửa xương phòng hơi nghiêng người cầm lên bánh ngọt gạo nếp trên bàn trà cổ bỏ vào trong miệng, vừa ăn bánh ngọt kia, vừa mút đầu ngón tay thon dài mà mang vị ngọt, mới nhìn về phía tiêu đồng vẻ mặt thâm trầm cùng trách cứ nói thư ký của tôi vì sao cũng không biết gõ cửa lại tự ý vào phòng. Đường khả hình nghe lời này, thoáng cái xoay người, rõ ràng mang theo vài phần thần tình cùng oán trách, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tiêu đồng đảo mắt kìm lòng không được bật cười nói, dù sao thư ký của anh không phải chỉ có một mình tôi, muốn trừng phạt liền cùng nhau trừng phạt. Khắp thiên hạ đều không tìm hai người đâu, hai chủ tịch đang rất tức giận, mau ra đi. Cô nói cho hết lời, trước liền tùy ý liếc mắt nhìn hai kiện áo khoác nam nữ đặt ở trên sofa, lại phốc thanh cười, trước một bước trầm mặc rời đi. Đường khả hình nhất thời đỏ bừng mặt, nhìn về phía trang hạo nhiên dậm chân xấu hổ sốt ruột nói thật là mất thể diện. Bị người thấy như vậy. Ném cái gì mặt mũi, sau này chúng ta sẽ càng ân ái. Trang hạo nhiên tức khắc vươn tay, lại muốn nhẹ chạm vào đường khả hinh. Không muốn, đi ra thôi, đường khả hinh mặt xấu hổ đến đỏ bừng, vội vàng cầm lên áo khác sa nen tuyết trắng, theo tiêu đồng đi thẳng ra bên ngoài. Ai, trang hạo nhiên muốn vươn tay kêu to nữ hài trước mặt đường khả hình cũng đã nhanh chóng đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên dừng ở giấy hộp ngoài cửa, nhìn về phía bộ dáng e thẹn kia của đường khả hình rất nhanh đi về phía trước, thật đáng yêu, anh không khỏi một trận bật cười, theo cảm xúc dâng trào chưa xong, ngón tay anh lại nhẹ nhàng cầm lấy bánh hoa quế bỏ vào trong miệng, cảm thấy mùi vị thật ngọt. Bên ngoài Thúy Trúc Hiên, tưởng vĩ quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, còn có Trương Ủy Viên, Tô Triệu Thần, Đường Trí Long, Rốt cuộc nhìn thấy Tiêu Đồng cùng Đường Khả Hinh vừa nói vừa cười cất bước đi đến, đây đó cùng nhau xấu hổ hài lòng cười. Ê, Tô Linh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng kia của Đường Khả Hinh, cố ý pha cho nói, "Chị còn tưởng rằng Khả Hinh của chúng ta cùng tổng giám đốc trang lén lút trốn đi cùng một chỗ, nguyên lai like không phải a." À. Lúc Đường Khả Hinh cất bước đi về phía trước, nghe thấy lời này của Tô Linh, cô lập tức mắc cỡ mặt đỏ bừng, nhanh chóng đi tới bên cạnh cha mình, rất lúng túng cúi đầu nhỏ giọng nói, "Đâu có." Đường Chí Long nhìn về phía bộ dáng xấu hổ kia của nữ nhi, liền nhịn không được vươn tay nhẹ ôm lấy nữ nhi. Tổng giám đốc Trang đâu? Tưởng Vĩ Quốc, trương ủy viên cùng đường Chí Long đứng cùng một chỗ, liền lại trực tiếp hỏi. Tới tới, trong nháy mắt thân ảnh mị lực của Trang Hạo Nhiên xuất hiện ở trên hội trường Du Long, anh vừa cười vừa hơi cao giọng nói, con còn tưởng rằng mấy vị trưởng bối có chuyện nói không hết, chuẩn bị lại đến sảnh chính của khách sạn chính tụ họp. Nói bậy, Tô Linh trước nước mắt xem xét đường khả hình một cái, mới lại nhịn không được cười rộ lên nói, tổng giám đốc trang liền giả bộ hồ đồ. Thực theo gọi tới, cậu và khả hình nhà của chúng ta vừa đi đâu? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Đường khả hình càng mắc cỡ trốn trong lòng phụ thân, không dám ngẩng đầu. Tưởng thiên lối cùng Tô Thủy Kỳ đứng ở một bên, nhìn về phía bộ dáng xấu hổ cùng ngọt ngào của cô như vậy, không khỏi mỉm cười. Trang Hạo Nhiên tức khắc hết sức xin lỗi đi tới trước mặt các trưởng bối, tôn kính có lễ nói, xin lỗi, mấy vị trưởng bối, con xác thực thất thố. Ai cũng có thời gian sức lực dồi dào, ta có thể hiểu được. Trương ủy viên một chút cũng không khách khí vạch Trần Anh, sau đó mới xoay người đi về phía trước, Tô Triệu Thần cũng cười ha ha, tâm tình mọi người cũng thập phần khoái trá đi về phía trước. Nhã tuệ tức khắc đi tới trước mặt khả hình, vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cũng cố ý đùa cô, nhỏ giọng lén lút nói em vừa đi đâu. Mọi người đều đang đợi em, đều nói hai người các ngươi bỏ trốn. Đi, đường khả hình lại đỏ mặt, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên phía trước. Lúc Trang Hạo Nhiên cùng trương ủy viên đi về phía trước, cũng tình không khỏi xoay người, liếc mắt nhìn đường khả hình một cái, cũng mỉm cười. Đường khả hình tâm tức khắc giường như đường mềm ra, cười đến e thẹn như hoa. Nhìn hai người đi, nhã tuổi cố ý nhìn bộ dáng như vậy của cô, vừa muốn nói điểm gì, đột nhiên cảm giác ngực một trận buồn nôn, cô kìm lòng không được vươn tay che miệng lại, cố nén cảm giác khó chịu này, tùy ý nuốt dịch vị trở lại. Nhã tuệ, chị làm sao vậy? Đường khả hình nhìn về phía bộ dáng này của cô, tức khắc kinh hoàng nâng thân thể của cô, khẩn trương kêu lên. Lời này vừa ra, mọi người đều quay lại nhìn, mà lúc này hai người trang hạo nhiên và trương ủy viên đã lên xe, anh cũng liếc mắt nhìn vị hôn thê bên kia, mới cùng tưởng thiên lỗi cùng nhau tươi cười hướng về hai nhân vật cao nhất, nói một ít lời cảm kích khách khí. Trương ủy viên ngồi ở ghế sau, sắc mặt lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn nói với Trang Hạo Nhiên, hôn lễ lần này, hai nhà tưởng Trang các người nhất định phải xử lý thật tốt. Không thể để chậm trễ chút nào với khả hình, nếu như ta phát hiện nơi đó có cái gì không chu toàn, ta tuyệt đối không buông tha cậu. Vâng, Trang Hạo Nhiên tư xê khắc tươi cười nói. Tô Triệu Thần ngồi ở một xe con khác, nhìn về phía đám người tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, được rồi, các người đều trở về đi, hôm nay khó có được một ngày tụ họp như vậy, thân thể trí long không tốt, các người hãy phái thầy thuốc gia đình, chiếu cố thật tốt cho ông ấy. Đêm nay vất vả các ngươi rồi. Vâng, tưởng thiên lỗi tức khắc mỉm cười gật đầu. Hai chiếc xe con trí tôn rốt cuộc chậm rãi lái đi, mà những khách quý khác cũng nhao nhao bắt đầu ngồi lên xe của mình, cũng trầm mặc rời đi. Tô Thủy Kỳ lái xe của mình về nhà, lúc chuẩn bị lên xe lại nắm chắc chìa khóa, xoay người nhìn về phía đường Khả Hinh vẫn như cũ thật lo lắng cho thân thể nhã tuệ có chút không thoải mái, liền quan tâm hỏi Lưu Tiểu Thư đã xảy ra chuyện gì. chương 1283, Đại kết cục 23 Quẹ, nhã tuệ lấy tay che miệng lại, cả người nhào trên hội trường Du Long, cảm giác được trận buồn nôn, như muốn đem tất cả các thứ trong dạ dày nôn ra. Nhưng lại phun không ra thứ gì, cả người cũng nhanh chóng trở nên mắt hoa chóng mặt. Nhã tuệ, chị không nên làm em sợ a. À. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường khả hình thoáng cái nâng nhã tuệ dậy, khẩn trương muốn chết nhẹ kêu lên. Lúc này, Trang Hảo Nhiên, tưởng thiên lối cùng Tô Thủy Kỳ cùng nhau nghi hoặc tò mò đi tới, cũng liền quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà Trần Mạn Hồng và các đồng sự, còn có Lưu Trí Đức cũng đi nhanh qua, quan tâm nâng nữ nhi, hỏi làm sao vậy? Nhã tuệ một câu nói cũng nói không nên lời, chỉ là cảm giác được trận cường liệt cuồn cuộn từ dạ dày mình, liên tục nôn mửa, sắc mặt một mảnh tái nhợt, mồ hôi lạnh khỏa khỏa tích tích chảy xuống. Lúc này lâm sở nhai, mới nghe được vị hôn thê đã xảy ra chuyện, anh vội vã theo bên kia phòng ăn trí tôn chạy tới, thở dốc lúc nhào tới trong giữa đám người, nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy vị khó chịu của hôn thê, anh sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đẩy mọi người ra, trước nâng cô ngồi ở trên hoành trụ hội trường, mới ngồi xổm ở trước mặt cô, ngẩng đầu, khẽ vuốt mặt của cô đau lòng gọi nhã tuệ em làm sao vậy vừa rồi còn rất tốt thế nào lại đột nhiên không thoải mái có phải ăn đồ gì không tốt hay không thân thể nhã tuệ hư mềm vô lực tựa ở trên hồng trụ hội trường du long buồn nôn khó chịu mồ hôi lạnh chảy xuống thở dốc lắc lắc đầu thanh âm khàn khàn nói em em cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là cảm thấy một trận buồn nôn chính là đột nhiên cảm giác kia đã tới rồi lâm sở nhai nghe lời này tức khắc khẩn trương kêu lên, chẳng lẽ bởi vì ăn thứ gì đó không sạch sẽ, cho nên không thoải mái. Không thể nào đâu, Trần Mạn Hồng mặc dù quan tâm bạn tốt, thế nhưng cô còn là trực tiếp khẩn trương nói, chuyện phòng bếp, tất cả chúng tôi đều theo dõi thư xê rất nghiêm kín. Chế biến xong, đều trải qua ba người ăn thử, mới dám mang đi. Đây chính là Yến hội hầu hạ trương ủy viên A. Nếu như không phải, tại sao lại như thế này? Lâm sở nhai nhìn về phía vị hôn thê khó chịu như vậy, anh thực sự đau lòng muốn chết, mình cũng vội vã ngồi ở bên cạnh cô, đem cô ôm vào trong lòng, vươn tay vì cô lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Trang hạo nhiên nhìn về phía nhã tuệ khó chịu như vậy, tức khắc nói, hiện tại không cần nhiều nói, nhanh chóng kêu thầy thuốc qua xem. Tưởng thiên lỗi cũng tức khắc gật gật đầu, vội vã nghĩ phân phó đông anh đi kêu thầy thuốc. Lúc này Tô Thủy Kỳ bình tĩnh đi đến, đi tới trước mặt nhã tuệ, nói, để tôi xem, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía tô thủy kỳ bởi vì sự tình quá nhanh đều quên anh là thầy thuốc tô thủy kỳ hiểu rõ ánh mắt mọi người chậm rãi cười liền vươn tay nhẹ nắm lấy cổ tay nhã tuệ làm cho ngón tay mình nhẹ điểm ở trên mạch của cô vì cô bắt mạch ách vị này chính là lưu trí đức không có tiến vào nội sảnh tự nhiên không biết thân phận thầy thuốc của tô thủy kỳ đường trí long đảo mắt có mấy phần sáng tỏ tươi cười nhìn về phía tô thủy kỳ tô thủy kỳ Đường khả hình mở to mắt, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ tự mình nghe mạch, ai cũng không dám chỉ ra vấn đề này. Cô trực tiếp thanh thanh Thủy Thủy nói ra, anh không phải thầy thuốc Tây y sao? Anh, anh sẽ bắt mạch ha? À? Mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ vừa đầu nghe mạch cho nhã tuệ, vừa mỉm cười nói, đoạn thời gian trước anh thực sự bị y thuật của bác Phúc chinh phục, anh và Văn Kiệt liền học thêm một chút, về mạch đập bình thường, anh vẫn có thể nghe được mấy phần. Thế nào, không tin y thuật của anh, Mặc dù anh là thay đổi giữa chừng, nhưng anh là thiên tài. Em không có ý đó. Đường khả hình nhanh chóng cười nhìn về phía anh, có chút xin lỗi nói, em chỉ là có điểm nghi hoặc mà thôi. Mạch đập đơn giản như vậy, xác thực cũng không cần kỹ thuật quá sâu. Đường trí long mỉm cười nói. Đường khả hình hơi hiển lộ một điểm nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía phụ thân. Quả nhiên, Tô Thủy Kỳ vì nhã tuệ hai tay nghe xong mạch, mặt hơi lộ ra một điểm biểu tình thần bí mà ẩn nhẫn lâm sở nhai khẩn trương muốn chết ôm chặt vị hôn thê nhìn về phía bộ dáng kia của tô thủy kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng cô đồng sinh cộng tử sốt ruột hỏi tô thiếu gia nhã tuệ thế nào ngài cứ nói thẳng tôi có thể chịu được mặc kệ cô ấy phát sinh chuyện gì cô ấy vĩnh viễn đều là lão bà của tôi nhã tuệ nghe lâm sở nhai nói xong lời nghiêm trọng như thế lòng cô cũng có điểm hoảng nhìn về phía tô thủy kỳ đường khả hình cũng đã khẩn trương đứng không vững Lúc này Tô Thủy Kỳ mới ngẩng đầu nhìn về phía lâm sở nhai cùng nhã tuệ, rốt cuộc mặt mới bộc lộ tươi cười chúc phúc, trực tiếp xác định nói chúc mừng cô, nhã tuệ. Cô đã mang thai. Lời này vừa nói ra, nhã tuệ cùng lâm sở nhai mở to hai mắt, đều giống như bị điểm huyệt, không lên tiếng nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Mọi người cũng mở to hai mắt, bao gồm cả đường trí long nghe được câu này, cũng không khỏi thất thần nhìn về phía hai người này, cũng nhao nhao nói không nên lời. Tô Thiếu Gia, Anh anh, anh, nhã tuệ tình không khỏi mở to mắt, nín thở, kiềm chế ý nghĩ nội tâm mình, lần nữa nhìn về phía Tô Thủy Kỳ khẩn trương kích động nói, anh, anh nói tôi, tôi mang thai. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía nhã tuệ, lại lần nữa khẳng định gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, cô mang thai, chúc mừng cô. Ân Nguyệt Dung vừa tiến xong các phu nhân ra về, xoay người lại nhìn về phía các đôi trẻ tuổi đang nói cái gì, vừa nghe đến nhã tuệ mang thai, hai tay của bà tức khắc kích động che miệng lại, hai mắt tựa như điện quang hỏa thạch lóe ra. Trời à, lâm sở nhai nghe thấy tin tức này không khỏi mừng rỡ như điên, anh chỉ thiếu chút nữa bay lên, trong nháy mắt nhào tới trước mặt mọi người, giống như người điên kêu lên, tôi muốn làm ba ba. Tôi muốn làm ba ba, lão bà của tôi mang thai, trời à. Nhã tuệ cũng kích động hai tròng mắt rưng rưng, mặc dù người còn cực không thoải mái, nhưng cũng thực sự thật vui vẻ kinh hỉ nghẹn ngào cười rộ lên. Lưu Trí Đức lúc này nghe thấy nữ nhi mang thai, cũng hết sức kích động cười vui vẻ. Lão bà của tôi mang thai, tôi muốn làm ba ba. Lâm sở nhai thoáng cái nhào tới trước mặt mấy huynh đệ lãnh mặc hàn, lại còn nói nói, hai mắt rưng rưng, chính mình cũng không biết vì sao kích động như vậy. Anh thoáng cái lại nhào tới trước mặt vị hôn thê, ngồi xổm ở trước mặt cô, hai tay ôm chặt thân thể của cô, cư nhiên kích động đến nước nước nở nở khóc lên, lão bà. Cảm ơn em, cảm ơn em, anh muốn làm ba ba, anh thực sự muốn làm ba ba, anh cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tự mình có thể làm ba ba, cảm ơn em, ô ô. Nhã tuệ nghe lâm sở nhai nói lời này, nhịn không được nước mắt chảy xuống, cũng kìm lòng không được bật cười, vươn tay cảm động nhẹ vỗ về lâm sở nhai. Tiểu tử cậu, tốt, cư nhiên mang thai, tào anh kiệt nói cũng không nói, cũng tức khắc kích động tiến lên, một phen đem nam nhân này lôi kéo tới, chuẩn bị muốn đánh một quyền, tô lạc hoành là người nhanh hơn, theo đầu kia nhào tới, nghe thấy lâm sở nhai mang thai, anh thoáng cái cũng kích động cười to kêu to lên, cũng điên cuồng gào thét, mau tới. Hai người đánh. Hai người sống chết nằm bò trên người Lâm Sở Nhai, muốn hướng trên thân thể anh ra quyền, Lâm Sở Nhai vừa khóc vừa cười ha ha để hai người điên cuồng đánh. Lãnh Mặc Hàn cũng rất vui, vì huynh đệ cao hứng cười. Mọi người nhao nhao đi lên phía trước, chúc phúc Nhã Tuệ. Đường Khả Hình cũng đứng ở một bên, nhìn về phía Nhã Tuệ kích động vui mừng nhận lấy chúc phúc của mọi người. Nội tâm của cô cũng rất vui mừng cho bạn tốt, nhưng thế nào thì có luồng chua chua gì đó theo chính trong bụng mình rút ra, cô hận chính mình không thể cũng giống như Nhã Tuệ như vậy phun ra. "Khả Hinh, em nghe thấy không, chị mang thai." Nhã Tuệ thoáng cái vươn tay, nắm tay chị em tốt, kích động đến nỗi hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói, "Em có vui mừng cho chị không?" Đường Khả Hinh nhìn về phía người chị em tốt kích động như vậy, cô cũng thực sự cười vui vẻ, tức khắc ngồi xổm trước mặt người chị em tốt hai tay ôm lấy cô ấy mặt cúi xuống bụng của cô dường như có thể nghe thấy trong bụng có một tiểu sinh mệnh ở nơi đó phát đông phát đông kêu cô cuối cùng cảm động thay nhã tuệ hài lòng khóc lên nói hài lòng rất vui vẻ chúc mừng chị đã làm mẹ chúng ta trước đây đã từng ước định nếu như chị sinh bảo bảo em mỗi ngày liền ôm nó ngủ cho nó thường xuyên mặc váy nhỏ thậm chí nắm tay nhỏ bé của nó bảo nó gọi em là mẹ nhã tuệ cũng ôm đường khả hinh hạnh phúc kích động khóc lên Trang Hạo Nhiên cũng vui mừng thay Hảo Bằng Hiếu, lúc cùng Hảo Bằng Hiếu kích động tươi cười, nhìn thấy đường khả hình ôn nhu cùng khôn ngoan tựa ở trong lòng nhã tuệ như vậy, lắng nghe thanh âm trong bụng, anh chỉ phải bộc lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, đây là chuyện đại vui mừng, nên tạm gác lại ngày mai sẽ chúc mừng, hiện tại đêm đã khuya, các vị đều đi về nghỉ ngơi trước đi. Tưởng Thiên Lỗi cũng rất vui mừng thay cho nhã tuệ cùng Lâm Sở Nhai, nhưng vẫn là nói ra một câu, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ đã tiến xong các vị tân khách cũng đang đi về phía bên này. Đúng đúng đúng, Trần Mạn Hồng vội vàng đỡ Lưu Nhã Tuệ, lại vui mừng kích động cười rộ lên nói cô bây giờ là chuẩn mẹ. Nhanh đi về nghỉ ngơi, mỗi ngày nên ngủ nhiều hơn và ăn nhiều hơn, đứa bé kia thân thể mới khỏe mạnh đáng yêu. Đến lúc đó, khả Hinh không cho cô mang, tôi cũng cho cô mang. Đúng đúng đúng, tiêu đồng cùng Trương Thục Giao cũng đi nhanh qua đây, thật vui vẻ vây quanh nhã tuổi cười nói, chúng tôi cho cô mang. Mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười rộ lên, tương hỗ chúc phúc, vui mừng đi về phía trước. Đường khả hình chậm rãi trầm mặc đứng ở sau mọi người, nhìn về phía bộ dáng lâm sở nhai đang ôm chặt chị em tốt lại đau lòng yêu lại ngọt ngào, cô bộc lộ mấy phần ôn nhu kích động tươi cười, thế nhưng chậm rãi, cô mới rốt cuộc mang theo điểm thất lạc, dần dần theo sát mọi người đi về phía trước. Trang hạo nhiên cùng các huynh đệ khác đi ở phía trước, vừa nói vừa cười, vừa quay mặt sang nhìn về phía biểu tình kia của vị hôn thê, anh lại hơi thu lại tươi cười muốn đi gần cô, lại bị huynh đệ ép tới không thở nổi, thanh âm cười ha ha, truyền khắp toàn bộ hội trường Du Long. Suốt cuộc, ba vị chủ tịch đành phải ly khai, yến hội tối nay chân chính tuyên bố kết thúc. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên, còn có cả đám nhân viên hoàn cầu, tự mình đứng ở trước ba chiếc xe Rolls Royce, mà tưởng vĩ quốc, trang tính vô cùng đường trí long này đối chi kỷ bạn tốt, trước đứng ở trong bóng đêm, lại mỉm cười tâm sự mấy câu, mà thi ngữ thì dẫn người hầu hạ đường khả hình trước một bước ngồi vào ghế sau chiếc xe Rolls Royce màu đen. Trang hạo nhiên vẫn ngóng nhìn tâm tình rõ ràng biến hóa của đường khả hình, mang theo một điểm kích động như vậy, một điểm hạ, lúc này chỉ thấy nửa khuôn mặt của cô dừng ở trước cửa sổ xe, mặt hơi cúi xuông, có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Anh mỉm cười, nhưng mặt nhìn về phía cha của mình cùng các vị trưởng bối vẫn như cũ đứng ở bên đó, mỉm cười cẩn thận nói gì đó, anh liền hơi ho khan hai cái, vòng qua chiếc xe Rolls Royce, đi tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của đường Khả Hinh, cúi đầu liếc mắt nhìn thân ảnh thất lạc của cô. Đường Khả Hinh biết Trang Hạo Nhiên tới, cô lại không để ý đến anh, chỉ là cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên lại hiểu rõ cười, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng với vào cửa sổ xe, nhéo nhéo cầm vị hôn thê. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, không lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng nhỏ đáng yêu này của cô, liền đành phải chậm rãi cúi đầu, hai tay nhẹ trống ở trên cửa sổ xe, nỉ non nói, được rồi. Đừng nóng giận, được không? Đường khả hình còn là biểu tình tức giận, quay mặt sang không để ý tới anh. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng của cô như vậy, không khỏi bật cười, muốn vươn tay nhẹ nắm lấy cằm của cô, lại nhìn thấy đường Chí long đang đi về phía bên này, anh liền đành phải đứng lên, thật khẩn trương nhìn về phía vị hôn thê, đường khả hình còn là không để ý tới anh. Hạo nhiên, đường trí long đứng trước xe của mình, nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười nói, đêm nay con cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi cho tốt, khả năng tương lai con vẫn còn bận rộn một chút. Ai, trang hạo nhiên trước liếc mắt nhìn đường khả hình một cái, lúc này mới tươi cười đi tới trước mặt đường trí long, lấy thân phận con rể, tự mình vươn hai tay đỡ đường trí long lên xe. Mới giao cho tài xế cẩn thận hộ tống chủ tịch cùng tiểu thư về biệt thự đường ra. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang tính Vũ cũng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn về phía đường Trí Long, hẹn gặp lại. Xe chậm rãi khởi động. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ đứng ở ngoài xe thật khẩn trương nhìn đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại không để ý anh, cho đến khi xe rời xa, lúc này cô mới cắn môi dưới, xoay người, xuyên qua phía sau xe nhìn về phía thân ảnh Trang Hạo Nhiên biến mất ở trong bóng đêm. Cô lúc này mới hừ một tiếng xoay người, lại nhìn về phía phụ thân đang mỉm cười nhìn về phía mình, mặt của cô không khỏi đỏ lên một chút, liền vội vàng hỏi, cha. Người nhìn con làm cái gì? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đường trí long chỉ là mỉm cười. Cha, đường khả Hinh nhìn về phía phụ thân rõ ràng tươi cười, cô càng hiển kiêu ngạo tự mãn kêu. Được rồi, đường trí long cùng con rể nói lời như nhau, ông trước chậm rãi vươn tay, nhẹ đặt trên tay của nữ nhi, lúc này mới phân phó tài xế trước đi tới một chỗ. Đường khả hình nghi hoặc kỳ quái nhìn về phía phụ thân, hỏi cha định đi đâu. chương 1284, đại kết cục 24. Đêm khuya, mặt trăng vẫn như cũ bị mây đen che lấp, biến mất đâu đó nơi chân trời. Chiếc xe Rolls Royce màu đen chậm rãi theo bóng đêm sen kẽ mà đến, sau đó theo sát là một số xe con màu đen khác, long trọng mà thong thả đi về phía trước. Đèn xe chỉ chiếu sáng một đoạn đường ngắn, có thể nhìn được rõ ràng, rời xa nơi phồn vinh đô thị, nơi đây là một nơi với những ngôi nhà cổ xưa, có nhiều hẻm nhỏ tối tăm, lộ ra một loại tịch mịch vô hình. Đường Chí Long ngồi phía sau, cách một cánh cửa sổ xe nhìn về phía con hẻm nhỏ mà chiếc xe chạy qua, lộ ra không khí tịch mịch mà đau thương. Hai tròng mắt ông ngấn lệ, vẻ mặt khó kiềm chế được, trái tim dường như lại cảm thấy nặng nề, cách thiên sơn vạn thủy, cách 10 năm tư sầu, nhìn thấy so với tưởng tượng thì hiện thực còn đáng sợ hơn. Ngồi phía sau song sắt không đáng sợ, tàn nhẫn nhất chính là tư tưởng tuyệt vọng. Đường khả hình ngồi bên người ông, nhìn về phía dáng vẻ đau lòng cùng ái náy của cha mình, hai tròng mắt cô cũng không khỏi rưng rưng, chậm rãi vươn hai tay nhẹ nắm cánh tay ông, kêu nhỏ cha. Đường trí long không lên tiếng, chỉ là thật sâu nhìn xe chạy lướt qua những con đường cũ, rốt cuộc chậm rãi dừng lại trước một ngõ nhỏ lầy lội phía trước, cuối hẻm le lói lên ánh đèn vàng yếu ớt. Vệ sĩ trầm mặc đi ra đứng bên cạnh xe, mà tài xế thì nhanh chóng mở cửa xe, đường khả Hinh trước một bước đi xuống xe, lại cẩn thận từng ly từng tí đỡ đường trí long. Đường trí long khom người chậm rãi đứng trước ngõ hẻm lầy lội, ông đầu tiên là lặng lẽ nhìn về phía những viên gạch vỡ, những mảng tường xi măng lở ra. Hai tròng mắt ông lại rưng dưng, nhớ tới thời điểm chính mình gặp được vợ, là lúc phòng bếp nổi lửa, bà bị dọa, bê bàn thức ăn ngã song xoài trên sàn nhà lạnh lẽo. Khi đó chính mình lần đầu tiên lớn tiếng trách cứ thuộc hạ cùng công nhân, nhưng chỉ là trầm mặc nhìn về phía người phụ nữ đang khẩn trương trước mặt, cứ như vậy. Lẳng lặng nhìn, đến nay, ông vẫn như cũ có thể nhớ tới lúc bà cúi đầu xuống, khuôn mặt thanh khiết, ôn nhu như hoa. Đường trí long chậm rãi trầm mặc mà đau đớn quay mặt sang, nhìn về phía con gái trong bóng đêm. Đường khả hình hai tròng mắt rưng rưng, cũng đau lòng nhìn về phía cha mình. Đường trí long cứ như vậy thật sâu nhìn về phía khuôn mặt như hoa của con gái, cô đúng là bản sao của mẹ mình, thế nhưng vợ ông từng như hoa tiêm ảnh, vẫn phản chiếu trong thế giới của con gái. Ông cứ như vậy trầm mặc lẳng lặng suy nghĩ rất lâu, đối với năm tháng thấy tiếc nuối, đối với năm tháng tạo ra vết thương, đối với năm tháng hối hận, ông lại chỉ có thể kiềm chế cùng ẩn nhẫn, muốn run rẩy nâng giơ tay về hướng con hẻm nhỏ sâu thẳm kia, cũng vô lực rơi uống, không còn mặt mũi nào đối mặt, Dương Dương cúi đầu nghẹn ngào nói, "Đi." Đường Khả Hinh vội vã Dương Dương gật đầu, tức khắc đỡ cha mình từ từ cất bước đi vào trong hẻm nhỏ hai cha con cô men theo ánh đèn vàng yếu ớt, bóng hai người kéo lê thật dài trong con hẻm nhỏ. Thi ngữ cùng mọi người đứng đầu ngõ nhỏ này tức khắc im lặng không lên tiếng nhìn về phía thai cha con đường khả hình từ từ đi về phía trước. Trời thu, cái lạnh càng sau, nơi nào cũng thổi tới một tầng sương mù nhàn nhạt. Một tiếng bước chân trầm trọng mà đau thương truyền đến. Đường trí long cuối cùng được con gái đỡ đi đến trong một góc tối âm u, nhìn thấy chỗ ở cửa vợ mình, hai chồng mắt ông càng thêm đau lòng ngấn lệ một căn phòng nhỏ, xung quanh là những bức tường loang lổ, ngứa xuống bốc lên vị thanh dày đặc, qua bức tường ngắn nhìn thấy trước phòng, còn treo hai chiếc yếm xuân thái, cũng đã ố vàng. Trái tim đau đớn đến hít thở không thông. Lão nhân gia này lập tức đứng không vững, cả người khom lại cúi xuống thật sâu, hối hận cùng ấy co quắp rơi lệ. Không có người nào có thể hiểu được, hơn 10 năm vợ chồng đã từng ăn ý cùng thâm tình như vậy, lại chính vì một chút tâm tư của ông mà tạo nên đau khổ cho người mình yêu, không ai hiểu rõ rốt cuộc đã đau đớn bao nhiêu. Cha, đường khả hình nghẹn ngào đỡ cha mình, cũng nức nở đau lòng nói, con đã từng vô số lần muốn mẹ về ở cùng con, thế nhưng bà vẫn luôn không chịu. Nói căn bản không có biện pháp mặt đối với chúng ta. Con đã khóc, đã quỷ quá, đã cầu xin, thế nhưng bà vẫn không chịu đáp ứng con. Cái này cũng không trách con được, đều là cha không tốt, là cha hại các người thành như vậy. Đường Chí Long thống khổ kiềm chế vươn tay nắm tay của con gái, kiềm chế rất lâu mới từ từ cất bước, run rẩy đi về phía trước. Cho đến khi ông đi tới trong sân trước cánh cửa nhỏ, hai cánh cửa vững chắc cư nhiên lộ ra một khe hở, ông liền nhìn thấy một người phụ nữ trong đêm khuya, thân thể gầy gò, tê vê lúc trời lanh giá này chỉ mặc một bộ quần áo cũ, búi tóc mất trật tự ngồi bước chiếc bàn nhỏ, đem chúc la lý thái kiền, toàn bộ một phần một phần chuyên chú thu lại, đáp khởi đến, chỉnh đề có tự tượng một tòa núi nhỏ. Đường Trí Long nhìn hình ảnh này, hai tròng mắt ông rớt xuống nước mắt, đau lòng rơi lệ. Nhớ ra lúc ban đầu, vợ ông ở giữa yến tiệc, không có cách nào đem chiếc bánh ngọt bầy chỉnh tề, mỗi lần đến đỉnh thì phần giữa lại rơi xuống. Cứ đến mỗi lúc thế này, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ ảo não, cho đến một lần kia, một bàn tay chậm rãi vươn ra, dùng lực đạo nhẹ nhàng lại có tiết tấu, đem bánh ngọt bầy đến vị trí cao nhất. Bà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt chính ông cũng thật sâu nhìn về cô gái xinh đẹp trước mặt này nhân duyên trên thế gian này đều là vận mệnh ông trời an bài đường trí long nhìn về phía than thể gầy gò của vợ mình bong lưng tiểu tụy tang thương tịch mịch làm cho người khác đau lòng trái tim của ông cũng giàu đớn theo chỉ là tùy ý để nước mắt rơi xuống cách một cánh cửa rõ ràng là có điều muốn nói muốn cầu xin tha thứ rõ ràng vẫn còn thật nhiều tình cảm vẫn chưa nói ra thế nhưng ông chỉ vô lực đứng một bên cúi đầu nức nở rơi lệ. Đường khả hình đứng một bên, nhìn về phía bong lưng của mẹ mình, cũng đau lòng nức nở, một chút thanh âm kia chìm đắm trong làn sương mù, đau thương tràn ngập. Lý Tú Dung Nguyên bản đang chuyên tâm chỉnh Lý Thái Kiền, bởi vì lúc trước nhớ kỹ chuyện chồng mình cùng vị hôn phu của con gái ra tù nên vẫn chưa kịp trở về nhà để chỉnh Lý. Trượng phu cùng con gái vị hôn phu ra tù chuyện, vẫn luôn chưa kịp về nhà chỉnh Lý. Bà thừa dịp buổi đêm tối khó có được chút yên tĩnh, đem hàng cuối cùng thu lại thời gian, lại không hiểu sao nghe thấy phía sau có tiếng một người cha và con gái khóc, bà trong nháy mắt ngạc nhiên xoay người, cư nhiên qua khe cửa nhìn thấy dáng vẻ đau lòng rơi lệ của chồng mình, hai trong mắt bà tức khắc rưng rưng, trái tim đau đớn, gần như hít thở không thông không nói nên lời, nhưng vẫn là nghẹn ngào kích động kêu một tiếng, ai ở bên ngoài? Đường Chí Long nhanh chóng đau lòng ngẩng đầu, qua khe cửa nhìn vẻ kích động trên khuôn mặt đã có chút già nua của vợ mình, trái tim ông lại đau như dao cắt, muốn nói chút gì lại không thể mở lời. Lý Tú Dung rất nhanh mà kích động đi tới trước cửa, bịch một tiếng mở cửa ra, quả nhiên thấy chồng mình sau mười mấy năm không có qua song sắt, không thể đối diện với chính mình, nước mắt bà run rẩy chảy xuống, lại nghẹn ngào gọi, ông tới đây làm cái gì? Thanh âm này, run rẩy mà lạnh lung làm cho người khác tuyệt vọng. Mẹ, đường khả hình đau lòng nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình khóc lên nói, chúng con tới thăm người một chút chúng con muốn đón mẹ về nhà lý tú dung run rẩy sắc mặt tiểu tụy tái nhợt năm tháng đi qua bà đã không bao giờ quay trở về là một người phụ nữ như trong quá khứ bà đè nén suy nghĩ nhìn về phía người chồng đã già nua trước mặt bây giờ mặc âu phục mặc dù tiều tụy nhưng vẫn có thể nhìn thấy khí thế của ngày xưa bà trong nháy mắt quay mặt sang cắn chặt răng căn nghẹn ngào nói còn xem làm cái gì lại không phải là không thấy qua nên khóc nên nói nên mắng cũng đã mắng giữa chúng ta đã không còn gì tốt để mà nói đường trí long chậm rãi ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía vợ mình Tiêu tụy như vậy trái tim ông lại như bị xé rách nghẹn ngào kêu một tiếng tú dung một tiếng kêu này chứa đựng bao nhiêu hối hận cùng thâm tình lý tú dung hai mắt run rẩy ngấn lệ lại vẫn như cú quay mặt đi không nhìn ông nghẹn ngào nói không muốn ông gọi tôi như vậy tôi với ông gặp mặt hoàn toàn là bởi vì con gái bởi vì tôi và ông đều thiếu nợ con gái nhưng tôi và ông không còn quan hệ gì. Tú Dung, đường trí long đau lòng khẩn trương muốn đi về phía trước một bước, ái náy hối hận nhìn về phía vợ mình, kích động run rẩy nói, tôi cũng không dám khẩn cầu bà tha thứ cho tội lỗi trong quá khứ của tôi, ngay cả bù đắp cũng không thể bù đắp hết những năm tháng ấy, chỉ là nhân sinh không có mấy lần quen biết, chúng ta mặc dù quả thật có chút nặng nề, nhưng người vợ này tôi chưa bao giờ quên lãng. Mười mấy năm ngồi trong song sắt này, cô đơn có lúc làm cho con người ta tuyệt vọng, tất cả thành tựu huy hoàng cũng không thể sánh được những hồi ức cùng với vợ mình. Bây giờ tôi cũng biết không tư cách đứng trước mặt bà, nhưng là chúng ta tóc đã bạc trắng, năm tháng mai sau không biết sắp sửa dẫn chúng ta đi đâu. Liền thừa dịp trước mắt này, chúng ta khi vẫn còn sống, cho tôi một cơ hội đi. Lý Tú Dung sớm đã muốn khóc lại không được khóc, chỉ là hai chồng mắt vẫn như cũ kiên quyết, tùy ý nước mắt chảy xuống. Mẹ, đường khả hình nhìn cha mẹ như vậy, cô đau đến tê tâm liệt phế, cũng không kìm lòng được đi lên phía trước, vươn tay nắm lấy tay của mẹ mình, rơi lệ khóc nói: "Mẹ tha thứ ba đi. Con muốn thấy cả nhà ta đoàn viên, mẹ theo chúng con trở về đi. Con đã hơn 10 năm không có cha mẹ ở bên, thật sự rất khát vọng có cha mẹ bên người. Ngay cả khi ôm một chút cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Xin mẹ, mẹ." Lý Tú Dung đau lòng run rẩy nắm tay con gái, thống khổ rơi lệ không ngừng ngẩng đầu kích động nhìn về phía đường trí long khóc nói, ông tại sao muốn đối với tôi như vậy? Ông tại sao muốn mang theo con gái tới gặp tôi? Ông thông minh, thấy rõ tất cả, chẳng lẽ không hiểu rõ, trong sinh mệnh, cũng có không muốn nghĩ lại hồi ức, không muốn đối mặt chuyện cũ sao? Tôi và ông vẫn tự chui đầu vào dọ, trôn giấu hết thảy tất cả. Tôi không oán không hối hận để cho ông làm tất cả, bao gồm việc ôm khả hình mới 7 tháng, ăn viên nho kia. Chúng ta sáng sớm liền nhất định, làm ra chuyện hy sinh con gái. Sở dĩ đó là thượng đế đối với chúng ta trừng phạt. Bây giờ chúng ta còn có tư cách gì ở cùng một chỗ? Bây giờ chúng ta còn có tư cách gì nói đoàn viên? Đường Chí Long nghe vợ mình nói đến đây, trái tim của ông đau đến không nói nên lời đến. Ông xem lại ông một chút coi. Lý Tú Dung một lần nữa nhìn về phía chồng mình đầu đã sớm bạc, khuôn mặt tiều tụy, khóc không thành tiếng nói, đều nói đã là người tóc bạc trắng sẽ không muốn như vậy đi tới đi lui tôi không có hận ông cũng không còn là vợ chồng tình thâm mỗi người đi một con đường cho đến cuối đời đi tú dung đường trí long lại lần nữa đau lòng nghẹn ngào rơi lệ nhìn về phía bà lý tú dung quay mặt sang vừa khóc giống lên vừa nói không muốn ở trước mặt của con gái nói một số lời làm cho người ta ruột gan đứt từng khúc ông còn ngại con bé chưa đủ tội à tôi không muốn lại nói thêm nữa mẹ Đường Khả Hinh đau đến khóc lóc kêu mẹ mình. Để tôi ích kỷ một chút, mười mấy năm qua không dám gần con gái, hiện tại các người cũng xem như tôi chết đi. Lý Tú Dung thoáng cái muốn xoay người, khóc lóc đem cửa mạnh mẽ đóng lại. Mẹ, đường Khả Hinh lại muốn đẩy cửa ra, khóc kêu, đừng cự tuyệt chúng con, đừng cự tuyệt ba. Con van cầu người, con nhìn thấy hai người như vậy liền rất đau lòng. Chuyện gì ầm ý như vậy, có một thanh âm thô lỗ từ phía trước ngõ hẻm truyền đến. Vài vệ sĩ tức khắc xoay người, nhìn về phía trước có một người đàn ông vóc người cũng cao to, say rượu loạn trọng đi tới, một bộ dáng trông ai cũng không vừa mắt, bọn họ tức khắc cấp tốc mà trầm mặc đứng chắn trước mặt người đàn ông kia, không cho hắn đi qua. Đường trí long xoay người, nhìn về phía ngõ hẻm sâu thẳm, dường như có thể đoán được mấy phần, ông tức khắc xoay người đau lòng nhìn về phía vợ mình. Lý Tú Dung không muốn nói nữa, đem chồng cùng con gái đẩy ra ngoài, khóc nói các người đi thôi hắn muốn trở về, đi thôi, đi mau. Mẹ, đường khả hình thoáng cái quỷ trên mặt đất, hai tay sống chết trống trên cánh cửa kia, hai tay nắm lấy một bên chân bà, ngẩng đầu rơi lệ nói, mẹ. Con gái sắp sửa kết hôn, cũng sắp sửa làm vợ, làm mẹ. Tương lai con cũng sẽ có con của mình, con không biết nên làm như thế nào mới là điều tốt nhất cho chồng và con của mình. Thế nhưng mẹ cho tương lai con một chút hy vọng đi, dạy con tất cả những gì người biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, giữa vợ chồng duyên phận là cùng nhau gánh chịu cùng nhau thực hiện lý tưởng và cùng nhau gánh chịu mọi khổ đau cũng mong người dung tình yêu lớn lao này tha thứ cùng khoan dung cấp cho con gái một tấm gương tốt cấp cho con gái một chút hy vọng van cầu mẹ cầu xin mẹ mẹ không muốn trong cuộc sống của con lại có chút tiếc nuối con đường này con đi đã đủ mệt mỏi rồi mẹ khả hinh lý tú dung như vậy đau lòng nhìn về phía con gái tú dung Đường Chí Long cũng đau lòng run rẩy vươn tay, nặng nề nắm tay bà, nghẹn ngào rơi lệ nói: "Theo chúng ta về nhà đi." Lý Tú Dung vẫn như cú một mình khóc nức nở, hai chồng mắt lóe ra bất đắc dĩ, vẫn như cố chậm rãi lắc đầu. "Tú Dung," Đường Chí Long nắm chặt tay vợ mình, đau lòng nhìn về phía dáng vẻ tiều tụy của bà, nghẹn ngào run rẩy nói: "Chúng ta trở về đi. Cho tôi một cơ hội, để tôi thật tốt bồi thường mười mấy năm qua, dù cho ngày mai tôi sẽ đi xuống Hoàng Tuyền cũng để cho tôi nhìn bà thật tốt. Ông nhìn ông một chút, thật vất vả mới nói một lời lại làm cho người ta tuyệt vọng, đây không phải là muốn cho người khó chịu sao? Lý Tú Dung nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, làm ra quyết định nói các người đi về trước đi, chuyện tương lai, tương lai lại nói, Khả Hinh muốn kết hôn, đây là chuyện tốt. Tôi làm mẹ nó, tự nhiên cũng sẽ đi chúc phúc. Đến lúc đó gặp lại đi, đến lúc đó rồi hãy nói. Tú Dung đường trí long lại lần nữa nắm chặt tay vợ mình, vạn phần không muốn kêu. Trở về đi, Lý Tú Dung còn là kiên quyết giấy khỏi tay đường trí long, đem cha và con gái nhẹ đẩy ra, bà lại muốn xoay người nhanh chóng đóng cửa lại. Tú Dung, đường trí long nhìn vợ mình sắp đóng cửa lại, ông lập tức cảm giác ngực mình có một trận huyết khí dâng lên, toàn bộ ý nghĩ một trận đen kịt, nhiều ngày kiềm chế cùng cảm xúc lo lắng sầu muộn làm ông cơ hồ hoa mắt. Cha, cha làm sao vậy? đường khả hình thoáng cái đỡ cha mình, sợ đến khóc giống lên. Cửa phịch một tiếng mở ra. Lý Tú Dung khóc đi ra, nhìn về phía chồng mình cư nhiên vì kích động mà hoa mắt ngã xuống, bà lập tức đau lòng tiến lên đỡ ông, khẩn trương nói Trí Long, ông sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Đường Trí Long cả người tiều tụy, hơi đứng vững lại, nhìn về phía dáng vẻ quan tâm của vợ mình, trái tim của ông tê dần, chậm rãi vươn tay nhẹ cầm lấy tay vợ mình, lại lần nữa khẩn cầu Tú Dung chúng ta về nhà đi, về nhà đi, theo tôi trở về đi, mười mấy năm qua, tôi rất nhớ bà. Lý Tú Dung nhìn dáng vẻ này của ông, bà đầu tiên là bất đắc dĩ rơi lệ, mới vừa đó người ông vừa nghẹn ngào nói, thật là không có cách nào cự tuyệt ông. Tôi trước cùng ông trở về, chờ thân thể ông khỏe lại rồi hãng nói. Đường Chí Long nghe vợ mình nói lời này, lập tức kinh hỉ nghẹn ngào cười. Đường Khả Hinh cũng kích động rơi lệ cười, cô vội vã nâng một bên tay cha mình, mới nói cha mẹ, chúng ta về nhà. Hạo nhiên đã chuẩn bị nhà mới cho chúng ta, còn nói ngày mai sẽ tới thăm hai người. Nhanh lên một chút trở lại, con có thật nhiều điều muốn nói với hai người. Đường Trí Long cùng Lý Tú Dung nhìn về phía con gái hiểu chuyện, cũng không kìm lòng được mà nở nụ cười. chương 1285, Đại kết cục 25 Bóng đêm thâm sâu, gió thu dễ chịu. Đoàn xe Rolls Royce lại lần nữa nhanh chóng xuyên qua phố xá sầm uất, lướt qua công viên và rừng trúc rồi vòng qua tập đoàn tài chính Hàn Thi, Thế kỷ Hào Đình, Ôn Tuyền Biệt Quán, cùng các khu nhà cao cấp bậc nhất, cuối cùng lái vào con đường sâu thẳm Phượng Vĩ chỉ thấy một kiến trúc cao nhất kiểu Trung Quốc dựa vào núi, hai bên là rừng trúc thiết kế phục cổ mà truyền thống tiết lộ chủ nhân là một người điệu thấp mà nổi liếm, đôi đèn lồng du long cổ xưa lóe ra quang mang chiếu dọi hai bên rừng trúc lá theo gió nhẹ nhàng bay múa. Quản gia dẫn vô số người hầu mặc đồng phục đen đã chờ đợi từ sớm ở bên ngoài cổng hoa lan, nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce rốt cuộc chậm rãi dừng trước cửa biệt thự, mọi người nhao nhao khom người tôn kính gật đầu thăm hỏi. Ba người đường trí long chậm rãi xuống xe, nhất là đường khả hình càng là dựa vào bên người cha mẹ ngẩng đầu nhìn về phía đại trạch trúc tiết sâu thẳm lộ ra hàng rào sắt, thấy được bên trong hoa viên đặt một ngọc bát phun nước như suối mà một đoạn trúc dài nhỏ yêu nhã theo tiếng chuông chùa xa xôi nhẹ nhàng bay múa, bầu không khí trận trận vui mừng rào rạt sắp theo cổ trạch yêu nhã phóng thích cô rõ ràng kích động mở to mắt nhìn cảnh trí trước mặt kinh hỉ nói không nên lời. Lúc này, Tô Linh là, người nhà gái, cử tịnh kỳ, dĩnh hồng và chu di tới. Tịnh kỳ cười ngọt ngào đi qua lớp lớp người hầu bên cạnh tới trước mặt người đường ra, cô trước thật sâu gật đầu thăm hỏi, đường chủ tịch, đường phu nhân, đường tiểu thư, tô tiểu thư đang tự mình chuẩn bị yến hội nên phái tôi. Dĩnh Hồng và Chu Di hai vị quản gia đắc lực tạm thời trước hầu hạ chủ tịch và phu nhân, đồng thời cũng giúp đỡ đường tiểu thư tới khi tiệc cưới kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ lễ tiết hôn lễ của đường tiểu thư đều do tô tiểu thư một tay xử lý. Trương ủy viên và lão gia phái người đưa tới lô gỗ môn cửu đỉnh cũng đã được bày tại chính giữa cung điện, ngọc bát mỹ tử cũng bắt đầu từ tối nay nhỏ xuống từng giọt cam lộ. Tất cả, liên tiếp cao, phú quý trúc cũng toàn bộ thành đôi, tiệc cưới và thạch ma, 5 phút trước cũng đã lệnh thợ chế tác nổi tiếng nhất chế tạo nếu có điểm nào không thỏa đáng thỉnh đường chủ tịch chỉ điểm. Đường Chí Long thông kim bác cổ nghe được sự chuẩn bị này tự nhiên cảm kích vui sướng, mặt bộc lộ khích động tươi cười. Đường Khả Hinh nghe lời này liền sửng sốt thần sắc quái dị không hiểu nhìn cha hỏi, cha, con còn chưa xuất giá chuẩn bị những thứ này làm gì? Ngọc Bát, Thạch Ma đều có điển cố gì sao? Đường Chí Long chậm rãi quay đầu nhìn bộ dáng con gái ôn nhu nghi hoặc liền nhịn không được vươn tay vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới chậm rãi giải, thích, nhà đầu ngốc, phàm là con gái trước khi xuất giá ở trước gia môn thường treo dây đỏ, tục xưng, đeo hồng, mà Ngọc Bát chứa mỹ tử đại biểu nhà có con gái mới lớn, lúc Ngọc Bát đầy chính là ngày xuất giá ngụ ý tạt nước ra ngoài. Con cái nhà bình thường thường dùng chén sứ, tổ tiểu thư thương con thân kiều ngọc quý tự nhiên sẽ chuẩn bị ngọc bát, mà tiếng chuông thiền viện xa xa xem con như thiên tri kiều nữ. Từ trước đến nay gia đình đế vương đều có riêng chùa chiền muôn đời cầu phúc cho con cháu. Đây là sự yêu quý lớn nhất của trương ủy viên và tô lão đối với con. Đường khả hình nghe nói vậy trong lòng khẽ nhúc nhích mặt lại kích động đến đỏ bừng. Vậy thạch ma và gậy trúc là có ý gì? Lạp lạp mở to mắt nhìn về phía đường trí long bất chấp lễ tiết tò mò hỏi. Tịnh kỳ lập tức nhìn về phía lạp lạp không khỏi cười trách cứ, đều nói người không biết không có tội, thân phận như đường chủ tịch với vấn đề như vậy cũng không biết xấu hổ hỏi lên. Thạch ma, gậy trúc và chuyện cửu long đỉnh đều là chuyện nhà tổng giám đốc trang chúng ta. Cô tạm thời không cần hỏi tới, bắt đầu từ mai cô nên thể hiện tấm lòng của mình đi. Lạp lạp vẫn có chút chưa từ bỏ ý định muốn biết nhưng bị tịnh kỳ trừng mắt cô đành phải im lặng cúi đầu không lên tiếng. Đường khả hình tâm tình kích động dâng trào ngẩng đầu nhìn về phía đại trạch kiểu Trung Quốc cổ kính yêu nhã khắp nơi đều treo đèn lồng mà dây đỏ nào cũng buộc thành, nơ bướm, trông thập phần sống động trông giống như hồ điệp bay phất phới. Cô không nhịn được lại nhớ tới buổi tối tại khách sạn Á Châu thâm tình ôm trang hạo nhiên cảm xúc lại ngọt ngào như bôi mật. Giữa mặt cỏ hoa viên bầy, cửu long đỉnh, rồng uốn lượn như đang nhảy múa trông thật khí phái. Đường khả hình liếc nhìn qua rồi liền theo cha mẹ đi vào phòng khách xa hoa yêu nhã, Đồ cổ vô giá bày trên giá 9 tầng mà tấm Bình Phong Cửu Long tượng trưng thân phận cùng khí thế hôm nay tạm thời do Tịnh Kỳ theo Trang Gia thỉnh trở về. Sau khi đối đãi Tam thư hành lễ mới theo đường Khả Hinh gả tới Trang Gia, chỉ thấy tấm Bình Phong Cửu Long được đặt trước bức bích họa rộng lớn, Tam Quốc Chí chính giữa là một tiểu hồ ly, lúc này trông có vẻ tự phụ. Đường Khả Hinh cứ như vậy ôn nhu nhìn về phía, tiểu hồ ly kia lúc này còn muốn nâng ngọc thủ thon dài chạm vào tấm Bình Phong tuyết trắng, xe chỉ luồn kim. Tưởng gia cử quản gia lý thúc tới đầu tiên là chỉ huy người hầu trong trong ngoài ngoài chuẩn bị trà quả điểm tâm mà vài người hầu khác thì ôm đệm ngồi màu đỏ hồng khảm noãn ngọc đặt ở giữa sofa. Dính Hồng trước hầu hạ vợ chồng Đường Chí Long An vị còn tịnh kỳ thì mỉm cười đi nói với Đường Khả Hinh, "Đường tiểu thư, lẽ ra vào thời khắc này tôi không nên quấy giày cô cùng Đường chủ tịch và phu nhân đoàn tụ, chỉ là hiện tại đêm đã khuya sáng mai 8 giờ cô còn cùng hai vị chủ tịch phu nhân đến Hoàng Pháp tự dâng hương cho nên xin mời cô đi nghỉ ngơi trước." sau này còn nhiều thời gian trò chuyện. Đường Khả Hinh nghe Tịnh Kỳ nói xong cô lập tức xoay người nhìn về phía cha mẹ. Đường Trí Long và Lý Tú Dung cũng dừng giữa phòng khách nhìn con gái mỉm cười nói, đi nghỉ ngơi đi. Đường Khả Hinh ngại ngùng cười, đầu tiên là do dự tự hỏi mấy phần sau mới chậm rãi đi tới trước mặt cha mẹ vươn hai tay nắm mỗi người một tay nhẹ nhàng nắm chặt một hồi rồi mềm giọng nói, kỳ thực cho dù là nhiều phòng ở hay chỉ là một ngôi nhà nhỏ như nhà chúng ta trước kia thì chỉ cần người một nhà ở cùng một chỗ chính là hạnh phúc lớn nhất. trước kia con vẫn luôn nghĩ nếu không có cha mẹ ở bên thì không thể có hạnh phúc. hôm nay rốt cuộc đã được như nguyện. vốn muốn hào hảo trò chuyện với cha mẹ thế nhưng quả thực đêm đã khuya, cha mẹ về phòng nghỉ ngơi trước, sáng mai con gái sẽ kính trả cho cha mẹ. phúc, tịnh kỳ thực sự là chân truyền của tô linh, nghe đường khả hinh nói xong liền không nhịn được cúi đầu cười rộ lên tôi nói đường tiểu thư, cô nhanh chóng muốn gả mọi người chúng tôi đều biết, chỉ là chuyện kính trà này có phần quá sớm hay không cô ra còn chưa có vào cửa đâu. Đường khả hình lập tức cúi đầu mặt đỏ bừng nhìn về phía tịnh kỳ. Đám người hầu trong nhà đều cười, vợ chồng đường trí long càng âu yếm nhìn con gái mỉm cười nói, được rồi, biết con ngoan, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chắc chắn sẽ rất bận, thời gian cùng hai vị phu nhân dân hương nhất định lễ tiết cấp bậc lễ nghĩa phải tốt hai nhà tưởng trang dân hương là chuyện đại sự vâng con biết đường khả hình nghe lời này lập tức ngoan ngoãn hiểu chuyện cười đi đi đường trí long mỉm cười thúc giục con gái đường khả hình nghe lời cha nói cô lại chăm chú nhìn cha mẹ lúc này mới kích động nhào tới trước thoáng cái ôm cha mẹ vào trong lòng ôm chặt một lúc lâu mới nghẹn ngào nói cha mẹ con về phòng trước vợ chồng đường trí long mỉm cười gật đầu đường khả hình lúc này mới lưu luyến không rời xoay người rời khỏi theo dĩnh hồng và thi ngữ đi về khuê phòng đường trí long nhìn bóng lưng con gái ngoan ngoãn dần biến mất ở hành lang ông mới chậm rãi xoay người nhìn vợ mình mang theo khẩn cầu nói tú dung chúng ta cũng trở về phòng đi lý tú dung đứng tại chỗ vẫn còn có chút do dự đường trí long nhìn bộ dáng do dự của vợ mình liền lập tức tỏ vẻ cường ngạnh nhẹ kéo bả vai bà nói trở về phòng đi hơn 10 năm vợ chồng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với bà. Lý Tú Dung ngẩng đầu nhìn chồng mình lúc này mới trầm mặc theo ông xoay người lên lầu. Cây rừng trùng điệp xanh mướt hiên. Đường Khả Hinh đi cùng Tịnh Kỳ và Dĩnh Hồng trở lại khuê phòng. Sau khi tắm rửa thay y phục mặc váy dài si phông đeo đai, dùng châm, ngọc hồ điệp, vấn sơ tóc đi chân trần cất bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Thi Ngữ và Dĩnh Hồng đang chỉnh sửa chăn giường vừa len lén cười. Cô không hiểu nhìn mọi người rồi cũng không nhịn được cười rộ lên, mọi người cười cái gì. Thi ngữ nghe thấy đường khả hình nói chuyện lúc này mới cố ý thu hồi sắc mặt cầm cái gối màu lam nhẹ nhàng đặt ở giữa giường rồi nói cái gối này thực sự là mấy lần dọn nhà. Một hồi ở nhà trọ, một hồi ở trong phòng tổng giám đốc trang, một hồi lại tới nơi này, không chừng qua một thời gian lại phải dọn nhà. Phốc, Lạp Lạp và Tiên Nhi nghe lời này đều nhao nhao nhịn không được cười rộ lên. Muốn chết, Đường khả hình mặt lại mắc cỡ đỏ bừng nhìn về phía mấy người thi ngữ thực sự là mất hết mặt mũi nhịn không được nhẹ giọng kêu lên, chỉ bởi vì một việc như thế mà mọi người lại nói tôi đến 300 năm có phải hay không? Muốn chết quá! Phốc! Mấy người thi ngữ nghe lời này đều kìm lòng không được cười ha ha. Chuyện gì buồn cười như vậy? Tôi cũng muốn nghe, tịnh kỳ mỉm cười đi vào khuê phòng đường khả hình hỏi. Không có không có, mọi người đều ra ngoài đi, mình muốn đi ngủ. Đường khả hình mắc cỡ nói không nên lời trực tiếp nghĩ muốn nhào tới trên giường. Chờ một chút, tịnh kỳ thần thần bí bí dơ lên chiếc di động màu trắng, nhìn về phía đường khả hình híp mắt cười nói, đường tiểu thư, có người tìm cô. Cô đoán xem là ai? Đường khả hình lập tức xoay người nhìn về phía tịnh kỳ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1285